Một người tính khí nóng nảy, miệng mồm độc địa, dù tâm địa tốt đến đâu cũng sẽ khiến người khác e ngại mà lánh xa. Nên dù có đủ lý lẽ cũng nên nhẹ nhàng một chút. Lý cần thẳng, nhưng khí nên hòa. Một lần tha thứ là một lần tạo phúc. Lòng càng rộng thì phúc sẽ càng lớn. Khi muốn phê bình người khác, trước nên xét lại mình đã hoàn thiện hay còn lỗi lầm nào không, rồi hãy nói. Gặp việc, nói nhiều không bằng nói ít. Nói ít không bằng nói đúng lúc. Đừng quá khắt khe với người lầm lỡ, nhưng hãy tránh xa những kẻ không chịu chấp nhận và sửa đổi sai lầm. Nên nhớ, nhường nhịn lần thứ nhất là độ lượng, lần hai là bao dung, nhưng lần thứ ba sẽ biến thành nhu nhược. Đừng ngại việc nhiều, chỉ e nhiều chuyện. Bận rộn sẽ tránh được thị phi, còn quá rảnh rỗi sẽ không có niềm vui ý nghĩa. Không sợ bị người đâm sau lưng, chỉ lo khi quay đầu lại nhìn thấy kẻ mình từng đối xử bằng cả tấm chân tình. Không ngại trải lòng với bè bạn, chỉ e vừa quay lưng đi liền bị biến thành chuyện cười trong cuộc hàn huyên của kẻ khác. Bạn cho rằng hành vi cao nhất của giao tiếp là gì? Chính là đối với người dù gần gũi, thân thiết nhất, vẫn giữ thái độ tôn trọng và kiên nhẫn. Biết cách hóa giải muộn phiền là trí tuệ. Có thể chia sẻ thương yêu chính là hạnh phúc. Chỉ cần nhớ rằng sáng nhất là mặt trời, có ơn lớn nhất là cha mẹ. Quân tử thì rộng lượng, tiểu nhân thường hay tính toán. Bạn sẽ có cách ứng xử phù hợp trong cuộc đời. Chiếc bẫy thời gian. Người không có thời gian dành cho người thân, sớm muộn gì cũng phải dành thời gian cho sự cô độc. Người không có thời gian để nghỉ ngơi, sớm muộn gì cũng phải dành thời gian cho bệnh tật. Người không có thời gian vận động, sớm muộn gì cũng phải dành thời gian để giảm cân. Thời gian đối với mọi người đều công bằng. Nếu mình lạm dụng lúc này, sẽ phải bù đắp vào lúc khác. Cuộc đời như một ván cờ, và đối thủ của bạn chính là thời gian. Tranh đấu quyết liệt nhất đôi khi được tính bằng phút giây. Có những quyết định hay lời nói chỉ trong khoảnh khắc, nhưng có khi dùng tất cả thời gian còn lại cũng không thể bù đắp. Giống như người đang hấp hối, có dùng cả gia tài cũng không thể đổi lại dù chỉ một hơi thở. Vì thế, khi khỏe mạnh, lúc còn thời gian, nên cố gắng làm những điều có ích và cần thiết. Đừng để mất đi rồi mới hối tiếc trong muộn màng. Những câu nói trí tuệ. Đừng chờ đợi người khác giúp đỡ bạn về mặt kinh tế, vì tiền bạc đối với ai cũng là không đủ dùng, nên học cách cho đi. Bạn bè giúp đỡ nhau là việc tốt, là đạo nghĩa. Nếu họ không giúp cũng là chuyện bình thường. Không nên có tâm oán giận vì chẳng ai nợ bạn cả. Hãy luyện cho mình một tinh thần độc lập, kiên cường, lạc quan và hạnh phúc. Vì rốt cuộc cũng chỉ có chính mình mới liên quan trực tiếp tới chuyện sống chết của bản thân. Phải học lấy tính kiên cường. Đừng bao giờ nhìn sự giàu nghèo mà kết bạn. Dù người ta có tiền vàng bạc tỷ cũng chẳng liên quan gì đến bạn. Đừng biến mình thành đầy tớ của kẻ khác. Trên đời có những người dù chỉ có một cái bánh cũng có thể vì bạn mà bẻ làm đôi. Phải học cách nhìn người. Bạn có thể tin tưởng trên đời này vẫn có loại tình yêu trung trinh tiết liệt, nhưng nó chỉ thuộc về Ngưu Lang chức nữ, Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đại hay Romeo và Juliet, bởi họ đều chết rất sớm. Còn chúng ta lại sống lâu hơn, nên biết cách giữ gìn. Đừng quá cố chấp vào bất kỳ chuyện gì. Thế giới này không phải dành riêng cho bạn. Địa cầu này chẳng phải chỉ vì một mình bạn mà quay. Vì thế, đừng cố bám víu vào những cái đang có. Chúng ta quá lắm
cũng chỉ là những lữ khách hồng trần, sanh ra không mang gì đến, chết đi cũng chẳng mang được gì theo đâu. Nên học cách buông xả. Một vài cảm ngộ. Tiền tài là để tiêu xài, đủ chi dùng là phước đức. Bằng quá nhiều sẽ biến thành mối lo lắng bất an. Nhà cửa là để trú ngụ, đừng biến thành gánh nặng trong đời. Bất luận lớn hay nhỏ, người ở trong đó thấy vui là được. Nhà ở đâu không quan trọng, có hoa thơm cỏ dài chính là vị trí tốt nhất. Xe cộ là phương tiện đi lại, đừng biến thành công cụ để khoe khoang. Lái xe gì không quan trọng, miễn đi bình an, về vui vẻ là được. Danh thế là kết quả của sự phấn đấu rèn luyện, không phải đặc quyền. Có danh thế vừa phải chính là phúc phận. Bởi danh quá cao, thế quá mạnh thì cũng khó lòng được yên. Ăn uống vốn để nuôi dưỡng con người cũng là một dạng thuốc thang, không nên quá hoang phí. Ăn uống vừa đủ thì bổ dưỡng, bằng quá độ sẽ tổn hại cơ thể của chính mình. Con người sống một đời rốt cuộc nhận ra được những gì? Cuộc sống không nhất thiết phải quá sung túc giàu sang, mà chỉ cần mỗi ngày trôi qua đều có ý nghĩa. Hạnh phúc không đến từ sự so bì với người khác, mà dùng tâm từ từ cảm nhận. Niềm vui vững bền không đến từ bên ngoài, mà xuất phát từ nội tâm của mỗi người. Khổ khờ. Con người rất đơn giản mà cũng rất đáng sợ. Một tấm lòng lương thiện có thể bao dung hết mọi việc. Một trái tim độc ác có thể hãm hại vô số người. Làm người quá tinh quái thì kẻ khác lánh xa. Làm việc quá khắt khe dễ khiến người oán thán. Gặp chuyện gì cũng quyết đấu đến cùng, có chút lợi thế thì cố tranh cho bằng hết. Cuối cùng cái mất đi là lòng người, và bản thân cũng trở nên hèn hạ. Cho nên khi đối diện với tiền tài lợi ích, nên khụ khờ một chút để không mất hòa khí. Gặp chuyện tính toán nghĩa ân, biết khụ khờ một chút sẽ không thẹn với lòng. Lúc tranh danh đoạt lợi, hãy khụ khờ một chút để không mệt đầu óc. Nhận tin đồn thất thiệt, cần khụ khờ một chút để không nhọc lỗ tai. Con người không ai là hoàn mỹ, mỗi cá nhân có một phong cách khác nhau. Mặc dù có kẻ ngưỡng mộ, có người đố kỵ hay ai đó không cam lòng, nhưng trong sâu thẳm mỗi người đều hy vọng mình không vướng vào những thị phi giành giật. Người thật sự có trí sẽ không sống quá khôn ranh, suốt ngày mưu toan các kiểu. Họ sẽ khù khờ một chút để giữ sự lương thiện và tránh xa những đấu tranh không có ngày kết thúc. Cuộc đời ngắn ngủi, biết vừa lòng thỏa chí mới thông dong. Cuộc sống bộn bề, biết khù khờ một chút sẽ tự tại. Giữ lại chút lòng thành. Soi mói lỗi lầm kẻ khác, chính mình đã không tốt. Trách móc sự thiếu sót của người, tự thân đã là điều không hay. Dùng tâm lượng bản thân đánh giá người khác thì không ai là hoàn thiện. Rắp tâm đẩy đối thủ vào đường cùng, không thể khiến họ đi vào tuyệt lộ, mà chỉ hại mình hết đường rút lui. Chầm chầm dòm ngó chuyện tốt xấu thiên hạ, không thể khiến ai mất mát điều gì, mà chỉ làm bản thân không còn thời gian ngẩng đầu nhìn trời cao đất rộng. Người quá độc đoán sẽ không có bạn bè, lòng quá ích kỷ chỉ khiến mình mỏi mệt. Chỉ có tình thương mới tạo ra nghĩa tình, mới có thể bao dung được cả thế giới. Lúc có thời gian nên ngồi yên phản tỉnh lỗi lầm. Khi rảnh rỗi đừng bình luận chuyện tốt xấu thiên hạ. Lời nói dù không trực tiếp hại thân, nhưng rất dễ gây tổn đức. Nghiệp ác của miệng không gì lớn hơn tội vu khống. Nên thận trọng mở lời, tránh nói những chuyện không có. Dù đùa giỡn cũng nên có chừng mực. Tố cáo người cũng đừng nên nói tận, giữ lại chút khẩu đức. Trách mắng người
nhớ đừng quá cay nghiệt, giữ lại chút độ lượng. Dù có lý, cũng đừng truy đến đường cùng, giữ lại chút khoan dung. Xử lý việc đừng làm quá gay gắt, giữ lại một đường lui. Chấp nhận người khác là mở ra cơ hội cho mình. Cảm thông với xung quanh mới giúp bản thân trở nên rộng lượng. Một người khoan dung là bởi biết dùng trái tim thiện lành đối xử với cuộc đời. Một người có tố chất là do luôn đem lòng tôn trọng ứng đối với kẻ khác. Một người có tu dưỡng thể hiện qua thái độ ôn hòa với mọi người và việc. Biết nghĩ đến người khác mới đáng được mọi người quan tâm. Có tôn trọng đối phương thì mới được cuộc đời trân trọng. Dùng tâm thái nhẹ nhàng đối xử với tất cả thì lòng mình tự nhiên cũng trở nên thư thái. Không tranh, không giành, sẽ không lo, không sợ. Nuôi dưỡng thiện tâm. Trong các mối quan hệ hàng ngày, mọi thứ đều có nhân duyên nhất định của nó. Giữa người với người, nếu bạn xem người ta là Bồ Tát, họ sẽ là những con người thánh thiện. Nếu bạn nhìn người khác như ác quỷ, họ sẽ thành những nhân vật đáng sợ. Cũng giống như việc soi gương, nếu nhoẻn miệng mỉm cười, bạn sẽ nhận được một gương mặt vui vẻ. Còn như chau mày ủ rũ, bạn sẽ thấy một vẻ mặt bi thương. Giữa bạn bè với nhau cũng vậy, nếu bạn đối xử tôn trọng nể vì, họ sẽ ứng đáp nhẹ nhàng lịch sự. Bằng như khinh lờn quát tháo, sẽ nhận lấy sự bất mãn xem thường. Cho nên trong cuộc sống, đối xử với bạn bè nên chân thành, đối xử với người thân nên tình nghĩa, đối xử với người thương cần bao dung, đối xử với kẻ thù cần tha thứ. Nếu luôn giữ tâm niệm thiện lành ứng xử với mọi người, dần dần họ sẽ cảm nhận và có những hồi đáp tương ứng. Trong lòng chất chứa những điều tốt đẹp, chất lượng cuộc sống cũng theo đó mà được nâng cao. Tướng tự tâm sanh, cảnh tùy tâm đổi. Sự lương thiện trong lòng đủ lớn sẽ hiện ra ngoài mặt, rồi lan tỏa đến chung quanh, dẫn đến những kết quả ngọt lành. Điều quan trọng nhất. Con người sống một đời, điều gì quan trọng nhất? Có người bảo là xe, là nhà và tiền bạc. Vì nó mà nhiều người phải lãng phí sức khỏe, suy sụp tinh thần, xem rẻ sinh mạng. Rồi khi bạn không còn, chìa khóa xe mình mua, người khác nắm, nhà mình tạo, người khác ở, tiền của mình làm ra, người khác chi dùng. Vậy một đời, điều gì quan trọng nhất? Có người bảo là thân phận, địa vị và danh tiếng. Vì thân phận mà nhiều người phải đeo đuổi mỗi ngày, vì quyền thế mà tranh đấu mãi không thôi, vì hư danh mà suy nghĩ trăm phương ngàn kế. Rồi khi bạn không còn, ai quan tâm thân phận cao thấp? Ai bận lòng địa vị hèn sang? Ai thắc mắc danh tiếng ít nhiều? 100 năm sau, tiền vàng bạc trắng, xe rộng nhà cao, công danh lợi lộc đều không thể mang theo bên mình. Người giàu kẻ nghèo đều trở thành tro bụi, người sang kẻ hèn đều chỉ một mộ phần, dù nam hay nữ cũng một nắm xương khô. Cho nên mới nói tất cả đều không quan trọng, sống tốt mỗi ngày mới là điều cần thiết. Giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ, gieo hạt giống lành, yên ổn vui vẻ, nghĩa tình sâu trước, một đời an vui. Ấm lành tình đời. Khi thành công có bao nhiêu người vây quanh, lúc thất bại thì chẳng ai hỏi đến, đó là cuộc đời. Người lâu ngày không gặp vẫn quan tâm hỏi han mới thật sự ấm áp. Dù bận rộn vất vả vẫn nhớ nghĩ đến bạn nên trân trọng giữ gìn. Người thân cận không rời, dù gặp chuyện gì cũng đừng nên phụ bạc. Kẻ lúc nóng khi lạnh thì không đáng quan tâm. Tình cảm trên đời là vậy, giả ý
sẽ nhận lại hư tình, chân thành mới cảm được người khác. Khi hoạn nạn mới thấy được ấm lạnh tình đời, lúc cần đến mới nhìn thấu thật ân giả nghĩa. Dù gặp chuyện gì, người với người nên bao dung, nhưng đừng bao che. Đối với tình cảm nên chân thành, nhưng đừng mê muội. Nếu không được hoan nghênh nên biết cách rút lui. Nếu không được trân trọng cần học cách quay lưng. Phong cảnh không ngắm được cũng không sao, tình cảm không hồi đáp thì cũng đừng cố chấp. Thời gian không nên lãng phí vào việc vô nghĩa. Tình cảm nhớ đừng gửi gắm những nơi không xứng đáng. Đời người từng trang mà viết nên. Trên đời người nhìn bạn có thể rất nhiều, nhưng hiểu được bạn thì lại rất ít. Kẻ nói về bạn có thể rất nhiều, nhưng giúp đỡ bạn lại càng ít hơn. Những cuộc gặp gỡ có thể rất nhiều, tin tưởng được thì lại rất ít. Cuối cùng những giọt lệ cũng phải tự mình lau, những niềm đau cũng tự mình chịu lấy. Không ai hiểu thì tự mình nỗ lực, không ai giúp thì phải cố gắng hơn. Không cầu mong mọi việc đều như ý, chỉ hy vọng không thấy thẹn với lòng. Còn bình thường, điều gì nên nói thì phát ngôn, bằng không thì im lặng, đó cũng là một dạng thông minh. Điều gì nên làm thì hết lòng, bằng không thì rút lui, đó là một dạng hiểu biết. Còn điều gì nên thể hiện thì thể hiện rõ ràng, bằng không thì quy ẩn, là một dạng trí tuệ. Người đời có thể tin tưởng nhưng đừng trông chờ. Bổng lộc có công thì tiếp nhận, còn không thì đừng thọ hưởng. Con đường từng bước mà đi hết. Tình cảm từng chút mà hình thành. Đời người từng trang mà viết nên. Không có ai là trắc trở cả đời, không người nào là trọn đời không đau khổ. Chỉ cần giữ tâm thái tích cực, mọi thứ sẽ tốt đẹp theo. Xét mình. Đôi khi một lời ác ý có thể dẫn tới cuộc tranh đấu, một câu tốt lành lại sanh ra nhiều điều tốt đẹp. Đôi khi khuyên bảo một người cần trăm ngàn lời nói, nhưng có lúc chỉ cần một câu cũng đủ hủy diệt tất cả. Cho nên mỗi lời thốt ra cần hết sức thận trọng, suy nghĩ chu toàn mới mong không hối hận. Ai cũng có sở trường sở đoạn, chỉ cần học hỏi điều hay, hạn chế chỉ trích, thì bất kỳ người nào cũng có thể tự làm thầy để giúp mình hoàn thiện hơn. Suốt ngày để ý ưu điểm người khác rồi ngưỡng mộ, ganh tị, chỉ bằng thu tầm mắt, nhìn lại mình rồi nghiêm túc học hỏi. Cứ nghĩ mưu tính kế, mong người khác không bằng mình, chi bằng âm thầm nỗ lực để bản thân trở nên mạnh mẽ. Đôi khi, nhìn lại những điều từng khiến mình phiền não u mê, thật không đáng nhắc. Có lúc, xét lại những thứ từng làm ta đau khổ vật vờ, nhẹ như gió thoảng qua. Cho nên, gặp bất kỳ việc gì cũng không nên vội vàng, cố chấp. Tỉnh táo một chút, điềm tĩnh một chút, nghĩ thoáng một chút, thì trên đời này không có gì là không thể nhẹ buông. Những khác biệt của góc nhìn. Thấy mỏi mệt, thử thay đổi góc nhìn về cuộc đời. Bị áp lực, thử thay đổi môi trường để hít thở. Nếu nghi hoặc, thử thay đổi chỗ đứng rồi đánh giá. Còn do dự, thử thay đổi hướng đi trong chọn lựa. Khi buồn bực, thử thay đổi hoàn cảnh tìm niềm vui. Gặp phiền não, thử thay đổi tư duy để hóa giải. Lúc oán giận, thử thay đổi phương pháp để giải quyết. Thấy tự ti, thử thay đổi suy nghĩ khi đối diện. Thay đổi góc nhìn một chút, có khi bạn sẽ phát hiện ra thật nhiều điều khác biệt. Gìn giữ niềm tin. Dám tâm sự hết lòng là người tin tưởng bạn,
nhớ đừng đi rêu rao. Dám đem tiền cho mượn là người tin tưởng bạn, nhớ đừng để thất tín. Dám để lộ nhược điểm là người tin tưởng bạn, nhớ đừng gây tổn thương. Bất kể là tình thân, tình bạn hay tình yêu, ai cũng sợ gửi đi chân thành, nhận lại sự phụ bạc, đặt cược niềm tin mà kết quả lại trắng tay. Tín nhiệm một người như giao cả trái tim, tin tưởng ai đó là gửi trọn tấm lòng, nên cần hết sức cẩn trọng. Nếu đặt nhầm chỗ, nó sẽ thành vũ khí quay lại đâm chính mình. Ở đời, muốn được người tin tưởng, hãy làm mình xứng đáng. Nếu bạn giữ chữ tín, ai cũng muốn kết thân. Nếu như bạn nghiêm túc, mọi người sẽ nương cậy. Nếu bạn đủ chân thành, thì cuộc đời sẽ tình nguyện đặt trọn niềm tin. Những điều tâm niệm. Tâm trạng dù tồi tệ đến đâu, cũng nhớ đừng viết lên khuôn mặt, vì chẳng ai muốn đọc đâu. Công việc dù mệt mỏi thế nào, cũng đừng trách móc thở than, vì có ai làm thay bạn đâu mà. Hoàn cảnh dù nghèo cùng khổ tận, cũng không nên than hèn kể khó, vì không ai vô cớ cho bạn tiền cả. Dù thất vọng cũng đừng gục ngã, hãy nghĩ đến sự mong đợi của cha mẹ và người thân mà tiếp tục cố gắng. Dù chán nản cũng đừng buông xuôi, vì vấn đề không phải ở công việc mà là chính mình, nên trân trọng mỗi sự lựa chọn của bản thân. Dù khó khăn cũng đừng than thở, vì ai cũng có việc riêng, không thể giúp bạn mãi, nên mạnh mẽ một chút. Tận hưởng những gì đang làm, dù bị đả kích cũng đừng bi quan mà mất ý chí, bởi chẳng ai sanh ra liền có thể giải quyết mọi chuyện hoàn hảo, mà phải cố gắng hết mình với từng công việc một. Đừng vội nghĩ mình cô độc, kỳ thực rất ít người hiểu rõ cô độc là gì. Có người thân, có bạn hiểu, chưa từng trải qua giông bão cuộc đời thì cô độc từ đâu đến? Khi đau buồn hay mỏi mệt, nên biết tự an ủi lấy bản thân. Không có người lo lắng thì càng phải mạnh mẽ. Không có ai cổ vũ cũng phải biết tự bay lên. Không có người chiêm ngưỡng cũng cần thơm tho và tươm tất. Hãy quan sát cỏ dưới chân, hoa bên đường và lá trên cây. Sinh mạng dù khiêm tốn, nhưng chúng sống cuộc đời thật tươi đẹp. Sinh mạng dù vô thường ngắn ngủi, cũng không nên tùy tiện xem thường, vì không ai mua được sức khỏe cả. Có thời gian nên ngắm sông núi mênh mông để tinh thần được thư thái. Đừng quá khắc nghiệt với những việc quanh mình, vì mọi sự tồn tại đều có lý do riêng của nó. Đừng bình luận kẻ khác, đặc biệt là người mình chưa hiểu. Chúng ta chỉ có tư cách góp ý đối với những người bên cạnh mà mình thương yêu. Lúc tức giận thì không nên nói chuyện, vì sau đó ta thường hối hận về những lời đã lỡ thốt ra. Nên tha thứ đối với người từng làm mình tổn thương, nhưng nhất định đừng cho họ cơ hội tái phạm. Cuộc sống dù vất vả nhọc nhằn, cũng đừng đánh mất lòng tự tin, vì những gì tươi đẹp đều đang ở phía trước. Phẩm chất dù cao quý hay hư hỏng tột cùng, cũng nhớ đối xử hiếu thuận với mẹ cha, vì mai kia chắc chắn bạn cũng sẽ trở nên già yếu. Đừng quên người giúp đỡ mình, đừng hận người đã từng yêu, và đừng bao giờ lừa dối người trao lòng tin cho bạn. Tập sống tùy duyên. Giữa người với người có thể gần cũng có thể xa, giữa việc với việc có thể phức tạp cũng có thể đơn giản, giữa tình cảm với nhau có thể sâu cũng có thể cạn. Đừng mong cầu người đối xử với mình đặc biệt, cũng chẳng nên hy vọng họ sẽ bớt đi những toan tính. Cuộc sống có người nói ít làm nhiều, cũng có kẻ sẽ chỉ biết khua chân múa tay. Bạn đừng quá bận lòng, chỉ cần quản tốt việc bản thân
làm những việc cần làm, đi con đường nên đi, giữ gìn sự lương thiện, nuôi dưỡng lòng chân thành, khoan dung với mọi người, nghiêm khắc với bản thân, còn lại thuận theo nhân duyên là được. Đức Phật từng nói, với người vô duyên, dù nói bao nhiêu lời cũng là thừa, còn như đã hữu duyên thì chỉ cần xuất hiện, bạn cũng có thể thức tỉnh mọi giác quan của họ. Có một số việc vừa phân trắng đen đã trở thành quá khứ, có một số người giận hờn vài ngày đã trở thành dĩ vãng, có những nỗi đau vừa cười lên đã tan thành bọt nước, có những hoàn cảnh nhờ chịu chút thương đau mà trở nên kiên cường. Đôi khi hôm nay là việc lớn, ngày mai nhìn lại chẳng có gì đáng kể. Năm nay quan trọng, sang năm sẽ thành thứ yếu. Chuyện vĩ đại đời này, đời sau người ta xem là truyền thuyết. Mỗi chúng ta nhiều nhất cũng chỉ là câu chuyện của một người. Vì thế trong cuộc sống hay công việc, nếu gặp chuyện không vừa ý, hãy nói với bản thân, hôm nay sẽ qua đi, ngày mai rồi cũng đến. Hãy buông bỏ tất cả để bắt đầu ngày mới. Trên đời có một số việc không phải không để tâm, mà để tâm cũng không làm được gì. Cuộc sống không có nếu như, chỉ có hậu quả và kết quả. Đón nhận đời mình như thế nào là do bản thân lựa chọn, người khác không thể quyết định thay. Trưởng thành rồi, bạn sẽ biết cách lấy nụ cười đối diện với tất cả. Để sống. Cây dù cao vạn trượng cũng không thể thiếu gốc. Người dù huy hoàng thế nào cũng không thể quên ơn. Một đời người cần ghi nhớ. Người cho mình mượn tiền khi nghèo thiếu, người giúp mình chống đỡ lúc khó khăn, người chia ngọt sẻ bùi khi đau khổ, người nấu cơm pha thuốc lúc ốm đau, người thật lòng yêu thương dù mình còn tay trắng, người nhẫn nại hướng dẫn khi mình chưa biết gì. Nếu luôn nhớ đến sự tri ân, sẽ thu phục được lòng người. Kẻ được lòng người sẽ được người tôn trọng, bậc được tôn trọng ắt có phẩm chất trong đời. Bạn quan tâm điều gì trong cuộc sống? Nếu lấy tiền tài làm trung tâm, bạn sẽ rất vất vả. Nếu xem con cái là tất cả, bạn sẽ bị mỏi mệt. Nếu nghĩ ái tình là lẽ sống, bạn sẽ nhận thương đau. Nếu coi hơn thua là mục tiêu, bạn sẽ luôn bất ổn. Nếu dùng khoan dung làm cách sống, bạn sẽ thấy hạnh phúc. Nếu lấy biết đủ làm tiêu chí, bạn sẽ luôn vui vẻ. Nếu biến cảm ơn thành động lực, bạn sẽ trở nên lương thiện. Mức độ của lòng tốt. Ở đời, đôi khi bị người khác xem thường chỉ vì bạn quá dễ sai khiến. Công việc, chỉ cần nhờ là bạn giúp. Đồ vật, chỉ cần hỏi là bạn cho. Lỗi lầm gì rồi cũng được bạn bỏ qua. Tổn thương nào bạn cũng chịu đựng lấy. Nên biết trên đời có những kẻ quen được nhận sẽ quên mất cảm ơn. Nghĩ bạn mạnh mẽ thì không cần lo lắng, thấy bạn rộng lượng nên không giữ chừng mực. Lương thiện là điều tốt, nhưng nên biết ứng dụng đúng người đúng chỗ. Nếu cứ bỏ qua mình để lo cho kẻ khác, sẽ chẳng ai quan tâm đến cảm nhận của bạn đâu. Chịu thiệt thòi cũng là phúc, nhưng đôi khi phải biết cách thể hiện. Nếu không, người đời chỉ xem bạn là đứa ngờ nghệch, có thể sai xử mọi thứ. Lương thiện không phải là ngốc, đạo đức không phải là khờ. Trong lòng mỗi người đều có suy nghĩ và hướng đi riêng, nên biết cách thể hiện để giữ sự tự tôn cho bản thân và giá trị cho những phẩm chất mà mình theo đuổi. Một nhân duyên tốt. Chữ nhân duyên bao hàm rất nhiều ngẫu nhiên.
nhưng để duy trì nó cần rất nhiều điều tất nhiên. Một nhân duyên tốt không phải là để lại ấn tượng đẹp trong lòng đối phương trong lần đầu gặp mặt, mà quen biết nhau lâu ngày, người ấy vẫn muốn ở bên bạn cho đến tận sau cùng. Một nhân duyên tốt không phải là thu hút đối phương bằng vẻ ngoài kiều diễm, mà khi đủ hiểu lòng nhau, người ấy vẫn cảm thấy yêu thích những tính cách mà bạn có. Một nhân duyên tốt không cần tiếc vì gặp nhau quá trễ, mà trải qua bao nhiêu thăng trầm, người ấy vẫn cảm thấy được quen biết bạn là điều thật tốt. Một nhân duyên tốt không cần đến sớm, mà là đến rồi sẽ không rời đi nữa, bởi đôi bên đều biết cách trân trọng giữ gìn. Bạn bè chân thành. Bạn trân trọng một người nhất định là đã từng cảm động vì người ấy. Khi quyết định rời xa ai đó, hẳn là có ít nhiều thất vọng. Nhìn người không thể dựa vào bề ngoài, qua lại lâu ngày mới thấy được bản chất. Chuyện tình nghĩa đừng vội vàng bình phẩm, kinh qua hoạn nạn mới thấy rõ chân tình. Ở đời, lúc rơi xuống vực mới biết ai là kẻ lăn đá lấp hang, ai là người giúp mình chống đỡ. Bạn bè chân thành là người có thể đi cùng ta từ đêm đen đến lúc mặt trời xuất hiện, là người tình nguyện che dù cho mình khi mưa bão, là người ở lại đến giây phút cuối cùng khi tất cả đã rời đi hết. Tình bạn như thế rất quý và cũng rất hiếm. Chỉ những ai sống chân thành mới có ngày gặp được. Bạn bè không bàn nhiều ít, quý ở chỗ đồng hành trong mưa nắng. Tình cảm không luận ngắn dài, quan trọng khi cần đều có thể nương tựa. Cái gọi là nghĩa nặng là nếu như bạn cần, chỉ cần tôi có thì bạn sẽ có. Cái gọi là tình sâu không phải là lúc đắc ý hứa hẹn đủ điều, mà quan trọng là vào thời khắc cần thiết có thể đưa tay ra tiếp sức. Ngày thường có thể chê bai phản bác, nhưng khi có khó khăn liền đồng cam cộng khổ mới là bạn quý. Những kẻ tình bốc dập dìu chưa chắc đã thật lòng khi cần đến, mà trước sau như một mới đáng để cậy nhờ. Một nhân duyên tốt không phụ thuộc vào thời gian. Một tình bạn đẹp đến rồi thì sẽ không rời xa nữa. Nếu có duyên, không mời cũng tự đến. Đã vô duyên thì cưỡng cầu cũng chẳng được. Kẻ không trân trọng, dù thề non hẹn biển rồi cũng sẽ quay lưng. Người thật lòng với bạn, chẳng hứa hẹn gì, vẫn ân cần gắn bó. Vấn đề duyên phận này, cứ sống hết lòng, còn lại thuần theo tự nhiên vẫn là tốt nhất. Nếu có được một tâm thái tùy duyên, bạn sẽ sống trọn một đời cởi mở. Nếu chứa đựng một trái tim bình an, bạn sẽ có một lối sống tự tại. Nếu trong lòng có ý niệm từ bi, bạn sẽ làm được thật nhiều việc tốt. Nếu nuôi dưỡng một tấm lòng biết ơn, bạn sẽ càng cảm thấy mình hạnh phúc. Nếu ý thức được quy luật nhân quả, những quyết định sẽ trở nên sáng suốt. Nếu biết được khi nào nên nhường nhịn, cuộc sống này sẽ càng thêm vui vẻ. Nếu gìn giữ một trái tim mộc mạc, việc gì đến cũng sẽ rất giản đơn. Nếu rèn được một thói quen phản tỉnh, mỗi ngày qua bạn sẽ càng tỉnh thức. Càng cố gắng càng may mắn. Hạnh phúc không phụ thuộc nhà rộng hay hẹp, mà quan trọng tiếng cười bên trong giòn giả đến đâu. Hạnh phúc cũng không phụ thuộc vào việc nghe được bao nhiêu lời ngọt ngào chúc tụng, mà quan trọng vẫn là khi đau lòng yếu đuối, có người đến bên chia sẻ vỗ về. Cái quý nhất không nằm ở khối vật chất bạn đang sở hữu, mà chính là những người đồng hành bên cạnh mình. Chúng ta
hoàn toàn không thể ép người khác yêu thương mình, chỉ có thể làm cho bản thân trở thành người xứng đáng được thương yêu. Lúc nhỏ cho rằng chảy máu là việc rất kinh khủng, nên bất luận đau hay không cũng bật khóc trước tiên rồi tính tiếp. Lớn lên rồi mới hiểu, rất nhiều khi nước mắt rơi còn thấy đau hơn nhiều so với chuyện chảy máu. Thật ra trên đời này, ngoài sanh tử ra, tất cả đều là chuyện nhỏ. Bắt đầu từ hôm nay, bất luận gặp phải chuyện phiền phức gì cũng đừng dằn vặt bản thân. Dù tiếp nhận bao nhiêu điều tồi tệ cũng không nên cảm thấy bi thương, vì dù sao cũng còn có ngày mai. Hôm nay chỉ là sự chuyển tiếp. Và hãy nhớ lấy câu nói: càng cố gắng sẽ càng may mắn, bạn sẽ vượt qua tất cả. Một nửa. Cuộc sống là những mảnh nhỏ ghép lại mà thành. Phụ nữ, một nửa là thiên thần, nửa còn lại là ác quỷ. Đàn ông, một nửa là quân tử, nửa còn lại là động vật. Bạn bè, một nửa là phù hợp, nửa còn lại cần tôn trọng. Hôn nhân, một nửa do vun đắp, nửa còn lại cần chấp nhận. Gia đình, một nửa cần cho đi, nửa còn lại là nhận được. Tình cảm, một nửa là qua lại, nửa còn lại cần giữ gìn. Vợ chồng, một nửa cần bao dung, nửa còn lại cần chăm sóc. Con cái, một nửa là thiên phú, nửa còn lại do nuôi dạy. Cha mẹ, một nửa cần hiếu thuận, nửa còn lại cần gần gũi. Công việc, một nửa là vận may, nửa còn lại cần cố gắng. Tiền bạc, một nửa là vui vẻ, nửa còn lại là lo buồn. Cuộc sống, một nửa là hồi ức, nửa còn lại cần tiếp tục. Hạnh phúc, một nửa là cảm giác, nửa còn lại nhờ biết đủ. Ước mơ, một nửa là can đảm, nửa còn lại là ảo tưởng. Cuộc đời, một nửa cần tỉnh táo, nửa còn lại cần một chút ngớ ngẩn. Đâu cần phải chấp nhất thị phi. Bị người hiểu lầm mà không phân trần là rộng lượng. Sự việc thật giả, thời gian sẽ cho câu trả lời tốt nhất. Bị người tổn thương mà không oán trách là lương thiện. Tình đời thay đổi nóng lạnh, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Bị người vu khống mà không buồn giận là có tu dưỡng. Phẩm chất tốt xấu, thời gian sẽ soi sáng tỏ tường. Ở đời, nhiều khi hơn nhau không phải do bạn nhìn thấu bao nhiêu chuyện, mà quan trọng ở chỗ bạn biết xem nhẹ những việc gì. Tấm lòng rộng hay hẹp không phụ thuộc việc quen biết người nhiều hay ít, mà có thể bao dung được những ai. Người chấp nhận thiệt thòi không có nghĩa là thua thiệt, sớm muộn gì cũng sẽ có sự bù đắp xứng đáng. Người nhường nhịn không hề mất mát gì ngoài sự tự tôn, họ còn có được lòng người, vì thế càng trở nên tôn quý. Mở lòng để tha thứ. Cuộc sống ắt sẽ có những chuyện không như ý, sẽ phải gặp những kẻ không thuận lòng. Nếu không thể xem nhẹ và bỏ qua, bạn sẽ sống trong phiền phức và mỏi mệt. Giữa người với người, do kiến thức khác nhau, quan niệm khác nhau, sự tu dưỡng khác nhau, nên cách nhìn nhận và xử lý vấn đề không giống nhau. Vì thế, đôi khi có sự đụng chạm, xung đột hay mâu thuẫn với nhau cũng là chuyện bình thường. Những lúc như thế, tha thứ trở thành phong độ, thành một cách tu dưỡng, là một cây dù có thể bảo vệ, giúp bạn bước về phía trước trong mưa gió bão bùng. Tha thứ cho người khác đôi khi cần một chút hy sinh, một tấm lòng rộng lượng hay một chút thiệt thòi. Đó hoàn toàn không phải nhu nhược hay yếu đuối, mà để con đường bạn đi rộng rãi và thoáng đãng hơn. Cuộc sống cũng giống như bầu trời, không thể lúc nào cũng trong lành để bạn vui thích.
mà đôi khi sẽ u ám khiến bạn phiền muộn. Cuộc sống cũng không thể tặng mãi cho bạn những điều may mắn và hạnh phúc. Có lúc nó sẽ bắt bạn nếm đủ những cay đắng ngọt bùi. Vì thế, hãy mở lòng mình ra, tập nếp sống thứ tha, bước qua những người và việc khiến bản thân phiền muộn. Bạn sẽ thấy mình đang đứng ở trên cao và nhìn ra xa tận cuối chân trời. Vướng bận của lòng tham. Con người thông thường vì quá xem trọng dục vọng của mình mới phải quan tâm thái quá đến phản ứng của kẻ khác. Khi mong cầu không được toại nguyện, liền cảm thấy bi thương. Người có lòng tham càng lớn sẽ càng trở nên yếu đuối. Kẻ chú ý đến lợi ích của mình bao nhiêu sẽ có nhiều toan tính bấy nhiêu. Muốn đạt được càng nhiều sẽ thấy mất mát càng lớn. Bao nhiêu tổn thương cũng từ tham dục mà ra. Nếu lòng tham của chúng ta nhỏ lại, người khác sẽ không thể đoán định được và lợi dụng nó để phục vụ cho mục tiêu của họ. Nếu dẹp bỏ được lòng tham, những phiền não không có chỗ bám víu sẽ phải tự rời đi, và chúng ta sẽ được tự tại. Buồn vui vừa đủ. Khi được người khác tâng bốc, vui vẻ một chút là đủ, chớ vội cho đó là sự thật. Vì phần lớn tâng bốc là để lấy lòng, đừng để những lời ngon ngọt đó đánh lừa. Khi bị người khác phê bình, buồn bã một chút thì được, đừng bao giờ bày tỏ sự giận dữ. Vì ít nhiều trong đó cũng có điều mình thất thốn, sửa đổi bản thân mới là việc cần thiết. Nếu cuộc đời thật sự khổ đau, bạn sẽ không còn thời gian để than thở. Nếu cuộc sống quá lam lũ, bạn lấy đâu ra sức để trách hờn? Vì tất cả vẫn chưa đến mức cùng cực, bạn mới còn tâm trạng để khóc than, kể lể. Bất kể ở đâu hay lúc nào, hãy nhớ rằng mình sống là cho bản thân. Vì vậy, làm việc gì chỉ cần không thẹn với lòng, trọn vẹn bổn phận cá nhân là được. Số mệnh từ nội tâm sanh. Khi chọn lựa con đường, cũng chính là lúc bạn quyết định vận mệnh của mình. Đừng quá bận lòng về quá khứ, hãy sống trọn vẹn với hiện tại và hướng tầm nhìn về tương lai. Ngày mai chắc chắn sẽ trở nên tươi đẹp. Nhân quả xoay vần. Than phiền người khác bằng tra tấn chính mình. Ganh tị người khác bằng xem thường bản thân. Hâm mộ người khác bằng lãng phí chính mình. Oán hận người khác bằng bực bội chính mình. Dối gạt người khác bằng lừa phỉnh chính mình. Thất tính người khác bằng hủy hoại chính mình. Vướng bận người khác bằng phiền muộn chính mình. Trở ngại người khác bằng hãm hại chính mình. Từ bi với người bằng mình được vui vẻ. Tôn trọng người khác bằng mình được yêu quý. Khoan dung người khác bằng cởi mở lòng mình. Giúp đỡ người khác bằng làm mình thiện lương. Ai hay trong một tách trà, có hồ sen ngát mượt mà dâng hương. Ai hay trong gió ngàn phương, đã mang hơi thở trùng dương xanh ngời. Tay em cầm mảnh giấy rời, nhìn sâu chiếc lá trên đồi nằm im. Ai hay trong một cánh chim, chở theo nỗi nhớ trái tim xa nhà. Hữu thân giữa chốn ta bà, là vương bóng dáng hằng xa luân hồi. Ngửa bàn tay dưới mặt trời, lặng nhìn hồi ngộ bao đời xa xôi. Nên người nào có xa tôi và thế giới chẳng rời xa nhau. Khi người mang vết thương sâu, hồn tôi lân mẫn nguyện đau vì người. Khi người nở một nụ cười, bàn chân tôi bước thảnh thơi nhịp cùng. Ai hay một trái tim nồng, mở ra ôm được muôn lòng
thế gian. Một người tính khí nóng nảy, miệng mồm độc địa, dù tâm địa tốt đến đâu cũng sẽ khiến người khác e ngại mà lánh xa. Nên dù có đủ lý lẽ cũng nên nhẹ nhàng một chút. Lý cần thẳng, nhưng khí nên hòa. Một lần tha thứ là một lần tạo phúc. Lòng càng rộng thì phúc sẽ càng lớn. Khi muốn phê bình người khác, trước nên xét lại mình đã hoàn thiện hay còn lỗi lầm nào không, rồi hãy nói. Gặp việc, nói nhiều không bằng nói ít. Nói ít không bằng nói đúng lúc. Đừng quá khắt khe với người lầm lỡ, nhưng hãy tránh xa những kẻ không chịu chấp nhận và sửa đổi sai lầm. Nên nhớ, nhường nhịn lần thứ nhất là độ lượng, lần hai là bao dung, nhưng lần thứ ba sẽ biến thành nhu nhược. Đừng ngại việc nhiều, chỉ e nhiều chuyện. Bận rộn sẽ tránh được thị phi, còn quá rảnh rỗi sẽ không có niềm vui ý nghĩa. Không sợ bị người đâm sau lưng, chỉ lo khi quay đầu lại nhìn thấy kẻ mình từng đối xử bằng cả tấm chân tình. Không ngại trải lòng với bè bạn, chỉ e vừa quay lưng đi liền bị biến thành chuyện cười trong cuộc hàn huyên của kẻ khác. Bạn cho rằng hành vi cao nhất của giao tiếp là gì? Chính là đối với người dù gần gũi, thân thiết nhất, vẫn giữ thái độ tôn trọng và kiên nhẫn. Biết cách hóa giải muộn phiền là trí tuệ. Có thể chia sẻ thương yêu chính là hạnh phúc. Chỉ cần nhớ rằng, sáng nhất là mặt trời, có ơn lớn nhất là cha mẹ. Quân tử thì rộng lượng, tiểu nhân thường hay tính toán. Bạn sẽ có cách ứng xử phù hợp trong cuộc đời. Chiếc bẫy thời gian. Người không có thời gian dành cho người thân, sớm muộn gì cũng phải dành thời gian cho sự cô độc. Người không có thời gian để nghỉ ngơi, sớm muộn gì cũng phải dành thời gian cho bệnh tật. Người không có thời gian vận động, sớm muộn gì cũng phải dành thời gian để giảm cân. Thời gian đối với mọi người đều công bằng. Nếu mình lạm dụng lúc này, sẽ phải bù đắp vào lúc khác. Cuộc đời như một ván cờ, và đối thủ của bạn chính là thời gian. Trận đấu quyết liệt nhất đôi khi được tính bằng phút giây. Có những quyết định hay lời nói chỉ trong khoảnh khắc, nhưng có khi dùng tất cả thời gian còn lại cũng không thể bù đắp. Giống như người đang hấp hối, có dùng cả gia tài cũng không thể đổi lại dù chỉ một hơi thở. Vì thế, khi khỏe mạnh, lúc còn thời gian, nên cố gắng làm những điều có ích và cần thiết. Đừng để mất đi rồi mới hối tiếc trong muộn màng. Những câu nói trí tuệ. Đừng chờ đợi người khác giúp đỡ bạn về mặt kinh tế, vì tiền bạc đối với ai cũng là không đủ dùng, nên học cách cho đi. Bạn bè giúp đỡ nhau là việc tốt, là đạo nghĩa. Nếu họ không giúp cũng là chuyện bình thường. Không nên có tâm oán giận vì chẳng ai nợ bạn cả. Hãy luyện cho mình một tinh thần độc lập, kiên cường, lạc quan và hạnh phúc. Vì rốt cuộc cũng chỉ có chính mình mới liên quan trực tiếp tới chuyện sống chết của bản thân. Phải học lấy tính kiên cường. Đừng bao giờ nhìn sự giàu nghèo mà kết bạn. Dù người ta có tiền vạn bạc tỷ cũng chẳng liên quan gì đến bạn. Đừng biến mình thành đầy tớ của kẻ khác. Trên đời có những người dù chỉ có một cái bánh cũng có thể vì bạn mà bẻ làm đôi. Phải học cách nhìn người. Bạn có thể tin tưởng trên đời này vẫn có loại tình yêu trung trinh tiết liệt, nhưng nó chỉ thuộc về ngưu lang chức nữ, Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đại hay Romeo và Juliet, bởi họ đều chết rất sớm. Còn chúng ta lại sống lâu hơn, nên biết cách giữ gìn.
Đừng quá cố chấp vào bất kỳ chuyện gì. Thế giới này không phải dành riêng cho bạn. Địa cầu này chẳng phải chỉ vì một mình bạn mà quay. Vì thế, đừng cố bám víu vào những cái đang có. Chúng ta quá lắm cũng chỉ là những lữ khách hồng trần. Sanh ra không mang gì đến, chết đi cũng chẳng mang được gì theo đâu. Nên học cách buông xả. Một vài cảm ngộ. Tiền tài là để tiêu xài, đủ chi dùng là phước đức. Bằng quá nhiều sẽ biến thành mối lo lắng bất an. Nhà cửa là để trú ngụ, đừng biến thành gánh nặng trong đời. Bất luận lớn hay nhỏ, người ở trong đó thấy vui là được. Nhà ở đâu không quan trọng, có hoa thơm cỏ dại chính là vị trí tốt nhất. Xe cộ là phương tiện đi lại, đừng biến thành công cụ để khoe khoang. Lái xe gì không quan trọng, miễn đi bình an, về vui vẻ là được. Danh thế là kết quả của sự phấn đấu rèn luyện, không phải đặc quyền. Có danh thế vừa phải chính là phúc phận, bởi danh quá cao, thế quá mạnh thì cũng khó lòng được yên. Ăn uống vốn để nuôi dưỡng con người cũng là một dạng thuốc thang, không nên quá hoang phí. Ăn uống vừa đủ thì bổ dưỡng, bằng quá độ sẽ tổn hại cơ thể của chính mình. Con người sống một đời rốt cuộc nhận ra được những gì? Cuộc sống không nhất thiết phải quá sung túc giàu sang, mà chỉ cần mỗi ngày trôi qua đều có ý nghĩa. Hạnh phúc không đến từ sự so bì với người khác, mà dùng tâm từ từ cảm nhận. Niềm vui vững bền không đến từ bên ngoài, mà xuất phát từ nội tâm của mỗi người. Khổ khờ. Con người rất đơn giản mà cũng rất đáng sợ. Một tấm lòng lương thiện có thể bao dung hết mọi việc. Một trái tim độc ác có thể hãm hại vô số người. Làm người quá tinh quái thì kẻ khác lánh xa. Làm việc quá khắt khe dễ khiến người oán thán. Gặp chuyện gì cũng quyết đấu đến cùng, có chút lợi thế thì cố tranh cho bằng hết. Cuối cùng cái mất đi là lòng người, và bản thân cũng trở nên hèn hạ. Cho nên khi đối diện với tiền tài lợi ích, nên khụ khờ một chút để không mất hòa khí. Gặp chuyện tính toán nghĩa ân, biết khụ khờ một chút sẽ không thẹn với lòng. Lúc tranh danh đoạt lợi, hãy khụ khờ một chút để không mệt đầu óc. Nhận tin đồn thất thiệt, cần khụ khờ một chút để không nhập lỗ tai. Con người không ai là hoàn mỹ, mỗi cá nhân có một phong cách khác nhau. Mặc dù có kẻ ngưỡng mộ, có người đố kỵ hay ai đó không cam lòng, nhưng trong sâu thẳm mỗi người đều hy vọng mình không vướng vào những thị phi giành giật. Người thật sự có trí sẽ không sống quá khôn ranh, suốt ngày mưu toan các kiểu. Họ sẽ khù khờ một chút để giữ sự lương thiện và tránh xa những đấu tranh không có ngày kết thúc. Cuộc đời ngắn ngủi, biết vừa lòng thỏa chí mới thông dong. Cuộc sống bộn bề, biết khù khờ một chút sẽ tự tại. Giữ lại chút lòng thành. Soi mói lỗi lầm kẻ khác, chính mình đã không tốt. Trách móc sự thiếu sót của người, tự thân đã là điều không hay. Dùng tâm lượng bản thân đánh giá người khác thì không ai là hoàn thiện. Rắp tâm đẩy đối thủ vào đường cùng, không thể khiến họ đi vào tuyệt lộ, mà chỉ hại mình hết đường rút lui. Chầm chầm dòm ngó chuyện tốt xấu thiên hạ, không thể khiến ai mất mát điều gì, mà chỉ làm bản thân không còn thời gian ngẩng đầu nhìn trời cao đất rộng. Người quá độc đoán sẽ không có bạn bè, lòng quá ích kỷ chỉ khiến mình mỏi mệt. Chỉ có tình thương mới tạo ra nghĩa tình, mới có thể bao dung được cả thế giới. Lúc có thời gian nên ngồi yên phản tỉnh lỗi lầm. Khi rảnh rỗi đừng bình luận chuyện tốt xấu thiên hạ. Lời nói dù không trực tiếp hại thân, nhưng rất dễ gây tổn đức. Nghiệp ác của miệng không gì lớn hơn tội vu khống.
nên thận trọng mở lời, tránh nói những chuyện không có, dù đùa giỡn cũng nên có chừng mực. Tố cáo người cũng đừng nên nói tận, giữ lại chút khẩu đức. Trách mắng người nhớ đừng quá cay nghiệt, giữ lại chút độ lượng. Dù có lý cũng đừng truy đến đường cùng, giữ lại chút khoan dung. Xử lý việc đừng làm quá gay gắt, giữ lại một đường lui. Chấp nhận người khác là mở ra cơ hội cho mình. Cảm thông với xung quanh mới giúp bản thân trở nên rộng lượng. Một người khoan dung là bởi biết dùng trái tim thiện lành đối xử với cuộc đời. Một người có tố chất là do luôn đem lòng tôn trọng ứng đối với kẻ khác. Một người có tu dưỡng thể hiện qua thái độ ôn hòa với mọi người và việc. Biết nghĩ đến người khác mới đáng được mọi người quan tâm. Có tôn trọng đối phương thì mới được cuộc đời trân trọng. Dùng tâm thái nhẹ nhàng đối xử với tất cả thì lòng mình tự nhiên cũng trở nên thư thái. Không tranh, không giành, sẽ không lo, không sợ. Nuôi dưỡng thiện tâm. Trong các mối quan hệ hàng ngày, mọi thứ đều có nhân duyên nhất định của nó. Giữa người với người, nếu bạn xem người ta là Bồ Tát, họ sẽ là những con người thánh thiện. Nếu bạn nhìn người khác như ác quỷ, họ sẽ thành những nhân vật đáng sợ. Cũng giống như việc soi gương, nếu nhoẻn miệng mỉm cười, bạn sẽ nhận được một gương mặt vui vẻ. Còn như chau mày ủ rũ, bạn sẽ thấy một vẻ mặt bi thương. Giữa bạn bè với nhau cũng vậy, nếu bạn đối xử tôn trọng nể vì, họ sẽ ứng đáp nhẹ nhàng lịch sự. Bằng như khinh lờn quát tháo, sẽ nhận lấy sự bất mãn xem thường. Cho nên trong cuộc sống, đối xử với bạn bè nên chân thành, đối xử với người thân nên tình nghĩa, đối xử với người thương cần bao dung, đối xử với kẻ thù cần tha thứ. Nếu luôn giữ tâm niệm thiện lành ứng xử với mọi người, dần dần họ sẽ cảm nhận và có những hồi đáp tương ứng. Trong lòng chất chứa những điều tốt đẹp, chất lượng cuộc sống cũng theo đó mà được nâng cao. Tướng từ tâm sanh, cảnh tùy tâm đổi. Sự lương thiện trong lòng đủ lớn sẽ hiện ra ngoài mặt, rồi lan tỏa đến chung quanh, dẫn đến những kết quả ngọt lành. Điều quan trọng nhất. Con người sống một đời, điều gì quan trọng nhất? Con người bảo là xe, là nhà và tiền bạc. Vì nó mà nhiều người phải lãng phí sức khỏe, suy sụp tinh thần, xem rẻ sinh mạng. Rồi khi bạn không còn, chìa khóa xe mình mua, người khác nắm, nhà mình tạo, người khác ở, tiền của mình làm ra, người khác chi dùng. Vậy một đời, điều gì quan trọng nhất? Con người bảo là thân phận, địa vị và danh tiếng. Vì thân phận mà nhiều người phải đeo đuổi mỗi ngày, vì quyền thế mà tranh đấu mãi không thôi, vì hư danh mà suy nghĩ trăm phương ngàn kế. Rồi khi bạn không còn, ai quan tâm thân phận cao thấp? Ai bận lòng địa vị hèn sang? Ai thắc mắc danh tiếng ít nhiều? 100 năm sau, tiền vàng bạc trắng, xe rộng nhà cao, công danh lợi lộc đều không thể mang theo bên mình. Người giàu kẻ nghèo đều trở thành tro bụi, người sang kẻ hèn đều chỉ một mộ phần, dù nam hay nữ cũng một nắm xương khô. Cho nên mới nói, tất cả đều không quan trọng, sống tốt mỗi ngày mới là điều cần thiết. Giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ, gieo hạt giống lành, yên ổn vui vẻ, nghĩa tình sâu trước, một đời an vui. Ấm lành tình đời. Khi thành công, có bao nhiêu người vây quanh, lúc thất bại thì chẳng ai hỏi đến, đó là cuộc đời. Người lâu ngày không gặp vẫn quan tâm hỏi han mới thật sự ấm áp. Dù bận rộn vất vả, vẫn nhớ nghĩ đến bạn,
nên trân trọng giữ gìn. Người thân cận không rời, dù gặp chuyện gì cũng đừng nên phụ bạc. Kẻ lúc nóng khi lạnh thì không đáng quan tâm. Tình cảm trên đời là vậy, giả ý sẽ nhận lại hư tình, chân thành mới cảm được người khác. Khi hoạn nạn mới thấy được ấm lạnh tình đời, lúc cần đến mới nhìn thấu thật ân giả nghĩa. Dù gặp chuyện gì, người với người nên bao dung, nhưng đừng bao che. Đối với tình cảm nên chân thành, nhưng đừng mê muội. Nếu không được hoan nghênh, nên biết cách rút lui. Nếu không được trân trọng, cần học cách quay lưng. Phong cảnh không ngắm được cũng không sao, tình cảm không hồi đáp thì cũng đừng cố chấp. Thời gian không nên lãng phí vào việc vô nghĩa. Tình cảm nhớ đừng gửi gắm những nơi không xứng đáng. Đời người từng trang mà viết nên. Trên đời người nhìn bạn có thể rất nhiều, nhưng hiểu được bạn thì lại rất ít. Kẻ nói về bạn có thể rất nhiều, nhưng giúp đỡ bạn lại càng ít hơn. Những cuộc gặp gỡ có thể rất nhiều, tin tưởng được thì lại rất ít. Cuối cùng, những giọt lệ cũng phải tự mình lau, những niềm đau cũng tự mình chịu lấy. Không ai hiểu thì tự mình nỗ lực, không ai giúp thì phải cố gắng hơn. Không cầu mong mọi việc đều như ý, chỉ hy vọng không thấy thẹn với lòng. Còn bình thường, điều gì nên nói thì phát ngôn, bằng không thì im lặng, đó cũng là một dạng thông minh. Điều gì nên làm thì hết lòng, bằng không thì rút lui, đó là một dạng hiểu biết. Còn điều gì nên thể hiện thì thể hiện rõ ràng, bằng không thì quy ẩn, là một dạng trí tuệ. Người đời có thể tin tưởng nhưng đừng trông chờ. Bổng lộc có công thì tiếp nhận, còn không thì đừng thọ hưởng. Con đường từng bước mà đi hết, tình cảm từng chút mà hình thành, đời người từng trang mà viết nên. Không có ai là trắc trở cả đời, không người nào là trọn đời không đau khổ. Chỉ cần giữ tâm thái tích cực, mọi thứ sẽ tốt đẹp theo. Xét mình. Đôi khi một lời ác ý có thể dẫn tới cuộc tranh đấu, một câu tốt lành lại sanh ra nhiều điều tốt đẹp. Đôi khi khuyên bảo một người cần trăm ngàn lời nói, nhưng có lúc chỉ cần một câu cũng đủ hủy diệt tất cả. Cho nên mỗi lời thốt ra cần hết sức thận trọng, suy nghĩ chu toàn mới mong không hối hận. Ai cũng có sở trường sở đoạn, chỉ cần học hỏi điều hay, hạn chế chỉ trích, thì bất kỳ người nào cũng có thể tự làm thầy để giúp mình hoàn thiện hơn. Suốt ngày để ý ưu điểm người khác rồi ngưỡng mộ, ganh tị, chỉ bằng thu tầm mắt, nhìn lại mình rồi nghiêm túc học hỏi. Cứ nghĩ mưu tính kế, mong người khác không bằng mình, chi bằng âm thầm nỗ lực để bản thân trở nên mạnh mẽ. Đôi khi, nhìn lại những điều từng khiến mình phiền não u mê, thật không đáng nhắc. Có lúc, xét lại những thứ từng làm ta đau khổ vật vờ, nhẹ như gió thoảng qua. Cho nên, gặp bất kỳ việc gì cũng không nên vội vàng, cố chấp. Tỉnh táo một chút, điềm tĩnh một chút, nghĩ thoáng một chút, thì trên đời này không có gì là không thể nhẹ buông. Những khác biệt của góc nhìn. Thấy mỏi mệt, thử thay đổi góc nhìn về cuộc đời. Bị áp lực, thử thay đổi môi trường để hít thở. Nếu nghi hoặc, thử thay đổi chỗ đứng rồi đánh giá. Còn do dự, thử thay đổi hướng đi trong chọn lựa. Khi buồn bực, thử thay đổi hoàn cảnh tìm niềm vui. Gặp phiền não, thử thay đổi tư duy để hóa giải. Lúc oán giận, thử thay đổi phương pháp để giải quyết. Thấy tự ti, thử thay đổi suy nghĩ khi đối diện.
thay đổi góc nhìn một chút, có khi bạn sẽ phát hiện ra thật nhiều điều khác biệt. Gìn giữ niềm tin. Giảm tâm sự hết lòng là người tin tưởng bạn, nhớ đừng đi rêu rao. Giảm đem tiền cho mượn là người tin tưởng bạn, nhớ đừng để thất tín. Giảm để lộ nhược điểm là người tin tưởng bạn, nhớ đừng gây tổn thương. Bất kể là tình thân, tình bạn hay tình yêu, ai cũng sợ gửi đi chân thành, nhận lại sự phụ bạc, đặt cược niềm tin mà kết quả lại trắng tay. Tín nhiệm một người như giao cả trái tim, tin tưởng ai đó là gửi trọn tấm lòng, nên cần hết sức cẩn trọng. Nếu đặt nhầm chỗ, nó sẽ thành vũ khí quay lại đâm chính mình. Ở đời, muốn được người tin tưởng, hãy làm mình xứng đáng. Nếu bạn giữ chữ tín, ai cũng muốn kết thân. Nếu như bạn nghiêm túc, mọi người sẽ nương cậy. Nếu bạn đủ chân thành, thì cuộc đời sẽ tình nguyện đặt trọn niềm tin. Những điều tâm niệm. Tâm trạng dù tồi tệ đến đâu, cũng nhớ đừng viết lên khuôn mặt, vì chẳng ai muốn đọc đâu. Công việc dù mệt mỏi thế nào, cũng đừng trách móc thở than, vì có ai làm thay bạn đâu mà. Hoàn cảnh dù nghèo cùng khổ tận, cũng không nên than hèn kể khó, vì không ai vô cớ cho bạn tiền cả. Dù thất vọng cũng đừng gục ngã, hãy nghĩ đến sự mong đợi của cha mẹ và người thân mà tiếp tục cố gắng. Dù chán nản cũng đừng buông xuôi, vì vấn đề không phải ở công việc mà là chính mình, nên trân trọng mỗi sự lựa chọn của bản thân. Dù khó khăn cũng đừng than thở, vì ai cũng có việc riêng, không thể giúp bạn mãi, nên mạnh mẽ một chút. Tận hưởng những gì đang làm, dù bị đả kích cũng đừng bi quan mà mất ý chí, bởi chẳng ai sanh ra liền có thể giải quyết mọi chuyện hoàn hảo, mà phải cố gắng hết mình với từng công việc một. Đừng vội nghĩ mình cô độc. Kỳ thực rất ít người hiểu rõ cô độc là gì. Có người thân, có bạn hữu, chưa từng trải qua giông bão cuộc đời thì cô độc từ đâu đến? Khi đau buồn hay mỏi mệt, nên biết tự an ủi lấy bản thân. Không có người lo lắng thì càng phải mạnh mẽ. Không có ai cổ vũ cũng phải biết tự bay lên. Không có người chiêm ngưỡng cũng cần thơm tho và tươm tất. Hãy quan sát cỏ dưới chân, hoa bên đường và lá trên cây. Sinh mạng dù khiêm tốn, nhưng chúng sống cuộc đời thật tươi đẹp. Sinh mạng dù vô thường ngắn ngủi, cũng không nên tùy tiện xem thường, vì không ai mua được sức khỏe cả. Có thời gian nên ngắm sông núi mênh mông để tinh thần được thư thái. Đừng quá khắc nghiệt với những việc quanh mình, vì mọi sự tồn tại đều có lý do riêng của nó. Đừng bình luận kẻ khác, đặc biệt là người mình chưa hiểu. Chúng ta chỉ có tư cách góp ý đối với những người bên cạnh mà mình thương yêu. Lúc tức giận thì không nên nói chuyện, vì sau đó ta thường hối hận về những lời đã lỡ thốt ra. Nên tha thứ đối với người từng làm mình tổn thương, nhưng nhất định đừng cho họ cơ hội tái phạm. Cuộc sống dù vất vả nhọc nhằn, cũng đừng đánh mất lòng tự tin, vì những gì tươi đẹp đều đang ở phía trước. Phẩm chất dù cao quý hay hư hỏng tột cùng, cũng nhớ đối xử hiếu thuận với mẹ cha, vì mai kia chắc chắn bạn cũng sẽ trở nên già yếu. Đừng quên người giúp đỡ mình, đừng hận người đã từng yêu, và đừng bao giờ lừa dối người trao lòng tin cho bạn. Tập sống tùy duyên. Giữa người với người có thể gần cũng có thể xa. Giữa việc với việc có thể phức tạp cũng có thể đơn giản. Giữa tình cảm với nhau có thể sâu cũng có thể cạn. Đừng mong cầu người đối xử với mình đặc biệt, cũng chẳng nên hy vọng
họ sẽ bớt đi những toan tính. Cuộc sống có người nói ít làm nhiều, cũng có kẻ sẽ chỉ biết khua chân múa tay. Bạn đừng quá bận lòng, chỉ cần quản tốt việc bản thân, làm những việc cần làm, đi con đường nên đi, giữ gìn sự lương thiện, nuôi dưỡng lòng chân thành, khoan dung với mọi người, nghiêm khắc với bản thân, còn lại thuận theo nhân duyên là được. Đức Phật từng nói, với người vô duyên, dù nói bao nhiêu lời cũng là thừa, còn như đã hữu duyên thì chỉ cần xuất hiện, bạn cũng có thể thức tỉnh mọi giác quan của họ. Có một số việc vừa phân trắng đen đã trở thành quá khứ, có một số người giận hờn vài ngày đã trở thành dĩ vãng, có những nỗi đau vừa cười lên đã tan thành bọt nước, có những hoàn cảnh nhờ chịu chút thương đau mà trở nên kiên cường. Đôi khi hôm nay là việc lớn, ngày mai nhìn lại chẳng có gì đáng kể. Năm nay quan trọng, sang năm sẽ thành thứ yếu. Chuyện vĩ đại đời này, đời sau người ta xem là truyền thuyết. Mỗi chúng ta nhiều nhất cũng chỉ là câu chuyện của một người. Vì thế trong cuộc sống hay công việc, nếu gặp chuyện không vừa ý, hãy nói với bản thân, hôm nay sẽ qua đi, ngày mai rồi cũng đến. Hãy buông bỏ tất cả để bắt đầu ngày mới. Trên đời có một số việc không phải không để tâm, mà để tâm cũng không làm được gì. Cuộc sống không có nếu như, chỉ có hậu quả và kết quả. Đón nhận đời mình như thế nào là do bản thân lựa chọn, người khác không thể quyết định thay. Trưởng thành rồi, bạn sẽ biết cách lấy nụ cười đối diện với tất cả. Để sống. Cây dù cao vạn trường cũng không thể thiếu gốc. Người dù huy hoàng thế nào cũng không thể quên ơn. Một đời người cần ghi nhớ. Người cho mình mượn tiền khi nghèo thiếu, người giúp mình chống đỡ lúc khó khăn, người chia ngọt sẻ bùi khi đau khổ, người nấu cơm pha thuốc lúc ốm đau, người thật lòng yêu thương dù mình còn tay trắng, người nhẫn nại hướng dẫn khi mình chưa biết gì. Nếu luôn nhớ đến sự tri ân, sẽ thu phục được lòng người. Kẻ được lòng người sẽ được người tôn trọng, bậc được tôn trọng ắt có phẩm chất trong đời. Bạn quan tâm điều gì trong cuộc sống? Nếu lấy tiền tài làm trung tâm, bạn sẽ rất vất vả. Nếu xem con cái là tất cả, bạn sẽ bị mỏi mệt. Nếu nghĩ ái tình là lẽ sống, bạn sẽ nhận thương đau. Nếu coi hơn thua là mục tiêu, bạn sẽ luôn bất ổn. Nếu dùng khoan dung làm cách sống, bạn sẽ thấy hạnh phúc. Nếu lấy biết đủ làm tiêu chí, bạn sẽ luôn vui vẻ. Nếu biến cảm ơn thành động lực, bạn sẽ trở nên lương thiện. Mức độ của lòng tốt. Ở đời, đôi khi bị người khác xem thường chỉ vì bạn quá dễ sai khiến. Công việc, chỉ cần nhờ là bạn giúp. Đồ vật, chỉ cần hỏi là bạn cho. Lỗi lầm gì rồi cũng được bạn bỏ qua. Tổn thương nào bạn cũng chịu đựng lấy. Nên biết trên đời có những kẻ quen được nhận sẽ quên mất cảm ơn. Nghĩ bạn mạnh mẽ thì không cần lo lắng, thấy bạn rộng lượng nên không giữ chừng mực. Lương thiện là điều tốt, nhưng nên biết ứng dụng đúng người đúng chỗ. Nếu cứ bỏ qua mình để lo cho kẻ khác, sẽ chẳng ai quan tâm đến cảm nhận của bạn đâu. Chịu thiệt thòi cũng là phúc, nhưng đôi khi phải biết cách thể hiện. Nếu không, người đời chỉ xem bạn là đứa ngờ nghệch, có thể sai xử mọi thứ. Lương thiện không phải là ngốc, đạo đức không phải là khờ. Trong lòng mỗi người đều có suy nghĩ và hướng đi riêng, nên biết cách thể hiện để giữ sự tự tôn cho bản thân
và giá trị cho những phẩm chất mà mình theo đuổi. Một nhân duyên tốt. Chữ nhân duyên bao hàm rất nhiều ngẫu nhiên, nhưng để duy trì nó cần rất nhiều điều tất nhiên. Một nhân duyên tốt không phải là để lại ấn tượng đẹp trong lòng đối phương trong lần đầu gặp mặt, mà quen biết nhau lâu ngày, người ấy vẫn muốn ở bên bạn cho đến tận sau cùng. Một nhân duyên tốt không phải là thu hút đối phương bằng vẻ ngoài kiều diễm, mà khi đủ hiểu lòng nhau, người ấy vẫn cảm thấy yêu thích những tính cách mà bạn có. Một nhân duyên tốt không cần tiếc vì gặp nhau quá trễ, mà trải qua bao nhiêu thăng trầm, người ấy vẫn cảm thấy được quen biết bạn là điều thật tốt. Một nhân duyên tốt không cần đến sớm, mà là đến rồi sẽ không rời đi nữa, bởi đôi bên đều biết cách trân trọng giữ gìn. Bạn bè chân thành. Bạn trân trọng một người nhất định là đã từng cảm động vì người ấy. Khi quyết định rời xa ai đó, hẳn là có ít nhiều thất vọng. Nhìn người không thể dựa vào bề ngoài, qua lại lâu ngày mới thấy được bản chất. Chuyện tình nghĩa đừng vội vàng bình phẩm, kinh qua hoạn nạn mới thấy rõ chân tình. Ở đời, lúc rơi xuống vực mới biết ai là kẻ lăn đá lấp hang, ai là người giúp mình chống đỡ. Bạn bè chân thành là người có thể đi cùng ta từ đêm đen đến lúc mặt trời xuất hiện, là người tình nguyện che dù cho mình khi mưa bão, là người ở lại đến giây phút cuối cùng khi tất cả đã rời đi hết. Tình bạn như thế rất quý và cũng rất hiếm. Chỉ những ai sống chân thành mới có ngày gặp được. Bạn bè không bàn nhiều ít, quý ở chỗ đồng hành trong mưa nắng. Tình cảm không luận ngắn dài, quan trọng khi cần đều có thể nương tựa. Cái gọi là nghĩa nặng là nếu như bạn cần, chỉ cần tôi có thì bạn sẽ có. Cái gọi là tình sâu không phải là lúc đắc ý hứa hẹn đủ điều, mà quan trọng là vào thời khắc cần thiết có thể đưa tay ra tiếp sức. Ngày thường có thể chê bai phản bác, nhưng khi có khó khăn liền đồng cam cộng khổ mới là bạn quý. Những kẻ tân bốc dập dìu chưa chắc đã thật lòng khi cần đến, mà trước sau như một mới đáng để cậy nhờ. Một nhân duyên tốt không phụ thuộc vào thời gian. Một tình bạn đẹp đến rồi thì sẽ không rời xa nữa. Nếu có duyên, không mời cũng tự đến. Đã vô duyên thì cưỡng cầu cũng chẳng được. Kẻ không trân trọng, dù thề non hẹn biển, rồi cũng sẽ quay lưng. Người thật lòng với bạn, chẳng hứa hẹn gì, vẫn ân cần gắn bó. Vấn đề duyên phận này, cứ sống hết lòng, còn lại thuần theo tự nhiên, vẫn là tốt nhất. Nếu có được một tâm thái tùy duyên, bạn sẽ sống trọn một đời cởi mở. Nếu chứa đựng một trái tim bình an, bạn sẽ có một lối sống tự tại. Nếu trong lòng có ý niệm từ bi, bạn sẽ làm được thật nhiều việc tốt. Nếu nuôi dưỡng một tấm lòng biết ơn, bạn sẽ càng cảm thấy mình hạnh phúc. Nếu ý thức được quy luật nhân quả, những quyết định sẽ trở nên sáng suốt. Nếu biết được khi nào nên nhường nhịn, cuộc sống này sẽ càng thêm vui vẻ. Nếu gìn giữ một trái tim mộc mạc, việc gì đến cũng sẽ rất giản đơn. Nếu rèn được một thói quen phản tỉnh, mỗi ngày qua bạn sẽ càng tỉnh thức. Càng cố gắng càng may mắn. Hạnh phúc không phụ thuộc nhà rộng hay hẹp, mà quan trọng tiếng cười bên trong giòn giả đến đâu. Hạnh phúc cũng không phụ thuộc vào việc nghe được bao nhiêu lời ngọt ngào chúc tụng, mà quan trọng vẫn là
Khi đau lòng yếu đuối, có người đến bên chia sẻ, vỗ về. Cái quý nhất không nằm ở khối vật chất bạn đang sở hữu, mà chính là những người đồng hành bên cạnh mình. Chúng ta hoàn toàn không thể ép người khác yêu thương mình, chỉ có thể làm cho bản thân trở thành người xứng đáng được thương yêu. Lúc nhỏ cho rằng chảy máu là việc rất kinh khủng, nên bất luận đau hay không cũng bật khóc trước tiên rồi tính tiếp. Lớn lên rồi mới hiểu, rất nhiều khi nước mắt rơi còn thấy đau hơn nhiều so với chuyện chảy máu. Thật ra trên đời này, ngoài sanh tử ra, tất cả đều là chuyện nhỏ. Bắt đầu từ hôm nay, bất luận gặp phải chuyện phiền phức gì cũng đừng dằn vặt bản thân. Dù tiếp nhận bao nhiêu điều tồi tệ cũng không nên cảm thấy bi thương, vì dù sao cũng còn có ngày mai. Hôm nay chỉ là sự chuyển tiếp. Và hãy nhớ lấy câu nói: càng cố gắng sẽ càng may mắn, bạn sẽ vượt qua tất cả. Một nửa. Cuộc sống là những mảnh nhỏ ghép lại mà thành. Phụ nữ một nửa là thiên thần, đứa còn lại là ác quỷ. Đàn ông một nửa là quân tử, đứa còn lại là động vật. Bạn bè một nửa là phù hợp, đứa còn lại cần tôn trọng. Hôn nhân một nửa do vun đắp, đứa còn lại cần chấp nhận. Gia đình một nửa cần cho đi, nửa còn lại là nhận được. Tình cảm một nửa là qua lại, nửa còn lại cần giữ gìn. Vợ chồng một nửa cần bao dung, nửa còn lại cần chăm sóc. Con cái một nửa là thiên phú, nửa còn lại do nuôi dạy. Cha mẹ một nửa cần hiếu thuận, nửa còn lại cần gần gũi. Công việc một nửa là vận may, nửa còn lại cần cố gắng. Tiền bạc một nửa là vui vẻ, nửa còn lại là lo buồn. Cuộc sống một nửa là hồi ức, nửa còn lại cần tiếp tục. Hạnh phúc một nửa là cảm giác, nửa còn lại nhờ biết đủ. Ước mơ một nửa là can đảm, nửa còn lại là ảo tưởng. Cuộc đời một nửa cần tỉnh táo, nửa còn lại cần một chút ngớ ngẩn. Đâu cần phải chấp nhất thị phi. Bị người hiểu lầm mà không phân trần là rộng lượng. Sự việc thật giả, thời gian sẽ cho câu trả lời tốt nhất. Bị người tổn thương mà không oán trách là lương thiện. Tình đời thay đổi nóng lạnh, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Bị người vu khống mà không buồn giận là có tu dưỡng. Phẩm chất tốt xấu, thời gian sẽ soi sáng tỏ tường. Ở đời, nhiều khi hơn nhau không phải do bạn nhìn thấu bao nhiêu chuyện, mà quan trọng ở chỗ bạn biết xem nhẹ những việc gì. Tấm lòng rộng hay hẹp không phụ thuộc việc quen biết người nhiều hay ít, mà có thể bao dung được những ai. Người chấp nhận thiệt thòi không có nghĩa là thua thiệt, sớm muộn gì cũng sẽ có sự bù đắp xứng đáng. Người nhường nhịn không hề mất mát gì ngoài sự tự tôn, họ còn có được lòng người, vì thế càng trở nên tôn quý. Mở lòng để tha thứ. Cuộc sống ắt sẽ có những chuyện không như ý, sẽ phải gặp những kẻ không thuận lòng. Nếu không thể xem nhẹ và bỏ qua, bạn sẽ sống trong phiền phức và mỏi mệt. Giữa người với người, do kiến thức khác nhau, quan niệm khác nhau, sự tu dưỡng khác nhau, nên cách nhìn nhận và xử lý vấn đề không giống nhau. Vì thế, đôi khi có sự đụng chạm, xung đột hay mâu thuẫn với nhau cũng là chuyện bình thường. Những lúc như thế, tha thứ trở thành phong độ, thành một cách tu dưỡng, là một cây dù có thể bảo vệ, giúp bạn bước về phía trước trong mưa gió bão bùng. Tha thứ cho người khác đôi khi cần một chút hy sinh, một tấm lòng rộng lượng hay một chút thiệt thòi.
đó hoàn toàn không phải nhu nhược hay yếu đuối, mà để con đường bạn đi rộng rãi và thoáng đãng hơn. Cuộc sống cũng giống như bầu trời, không thể lúc nào cũng trong lành để bạn vui thích, mà đôi khi sẽ u ám khiến bạn phiền muộn. Cuộc sống cũng không thể tặng mãi cho bạn những điều may mắn và hạnh phúc. Có lúc nó sẽ bắt bạn nếm đủ những cay đắng ngọt bùi. Vì thế, hãy mở lòng mình ra, tập nếp sống thứ tha, bước qua những người và việc khiến bản thân phiền muộn. Bạn sẽ thấy mình đang đứng ở trên cao và nhìn ra xa tận cuối chân trời. Vướng bận của lòng tham. Con người thông thường vì quá xem trọng dục vọng của mình mới phải quan tâm thái quá đến phản ứng của kẻ khác. Khi mong cầu không được toại nguyện, liền cảm thấy bi thương. Người có lòng tham càng lớn sẽ càng trở nên yếu đuối. Kẻ chú ý đến lợi ích của mình bao nhiêu sẽ có nhiều toan tính bấy nhiêu. Muốn đạt được càng nhiều sẽ thấy mất mát càng lớn. Bao nhiêu tổn thương cũng từ tham dục mà ra. Nếu lòng tham của chúng ta nhỏ lại, người khác sẽ không thể đoán định được và lợi dụng nó để phục vụ cho mục tiêu của họ. Nếu dẹp bỏ được lòng tham, những phiền não không có chỗ bám víu sẽ phải tự rời đi, và chúng ta sẽ được tự tại. Buồn vui vừa đủ. Khi được người khác tâng bốc, vui vẻ một chút là đủ, chớ vội cho đó là sự thật. Vì phần lớn tâng bốc là để lấy lòng, đừng để những lời ngon ngọt đó đánh lừa. Khi bị người khác phê bình, buồn bã một chút thì được, đừng bao giờ bày tỏ sự giận dữ. Vì ít nhiều trong đó cũng có điều mình thất thốn, sửa đổi bản thân mới là việc cần thiết. Nếu cuộc đời thật sự khổ đau, bạn sẽ không còn thời gian để than thở. Nếu cuộc sống quá lam lũ, bạn lấy đâu ra sức để trách hờn. Vì tất cả vẫn chưa đến mức cùng cực, bạn mới còn tâm trạng để khóc than kể lể. Bất kể ở đâu hay lúc nào, hãy nhớ rằng mình sống là cho bản thân. Vì vậy, làm việc gì chỉ cần không thẹn với lòng, tròn vẹn bổn phận cá nhân là được. Số mệnh từ nội tâm sanh. Khi chọn lựa con đường cũng chính là lúc bạn quyết định vận mệnh của mình. Đừng quá bận lòng về quá khứ, hãy sống trọn vẹn với hiện tại và hướng tầm nhìn về tương lai. Ngày mai chắc chắn sẽ trở nên tươi đẹp. Nhân quả xoay vần. Than phiền người khác bằng tra tấn chính mình. Ganh tị người khác bằng xem thường bản thân. Hâm mộ người khác bằng lãng phí chính mình. Oán hận người khác bằng bực bội chính mình. Dối gạt người khác bằng lừa phỉnh chính mình. Thất tính người khác bằng hủy hoại chính mình. Vướng bận người khác bằng phiền muộn chính mình. Trở ngại người khác bằng hãm hại chính mình. Từ bi với người bằng mình được vui vẻ. Tôn trọng người khác bằng mình được yêu quý. Khoan dung người khác bằng cởi mở lòng mình. Giúp đỡ người khác bằng làm mình thiện lương. Ai hay trong một tách trà, có hồ sen ngát mượt mà dâng hương. Ai hay trong gió ngàn phương, đã mang hơi thở trùng dương xanh ngời. Tay em cầm mảnh giấy rời, nhìn sâu chiếc lá trên đồi nằm im. Ai hay trong một cánh chim, chở theo nỗi nhớ trái tim xa nhà. Hữu thân giữa chốn ta bà, là vương bóng dáng hằng xa luân hồi. Ngửa bàn tay dưới mặt trời, lặng nhìn hội ngộ bao đời xa xôi. Nên người nào có xa tôi và thế giới chẳng rời xa nhau. Khi người mang vết thương sâu, hồn tôi lân mẫn nguyện đau
vì người. Khi người nở một nụ cười, bàn chân tôi bước thảnh thơi nhịp cùng. Ai hay một trái tim nồng mở ra ôm được muôn lòng thế gian. Một người tính khí nóng nảy, miệng mồm độc địa, dù tâm địa tốt đến đâu cũng sẽ khiến người khác e ngại mà lánh xa. Nên dù có đủ lý lẽ cũng nên nhẹ nhàng một chút. Lý cần thẳng nhưng khí nên hòa. Một lần tha thứ là một lần tạo phúc. Lòng càng rộng thì phúc sẽ càng lớn. Khi muốn phê bình người khác, trước nên xét lại mình đã hoàn thiện hay còn lỗi lầm nào không, rồi hãy nói. Gặp việc, nói nhiều không bằng nói ít, nói ít không bằng nói đúng lúc. Đừng quá khắt khe với người lầm lỡ, nhưng hãy tránh xa những kẻ không chịu chấp nhận và sửa đổi sai lầm. Nên nhớ, nhường nhịn lần thứ nhất là độ lượng, lần hai là bao dung, nhưng lần thứ ba sẽ biến thành nhu nhược. Đừng ngại việc nhiều, chỉ e nhiều chuyện. Bận rộn sẽ tránh được thị phi, còn quá rảnh rỗi sẽ không có niềm vui ý nghĩa. Không sợ bị người đâm sau lưng, chỉ lo khi quay đầu lại nhìn thấy kẻ mình từng đối xử bằng cả tấm chân tình. Không ngại trải lòng với bè bạn, chỉ e vừa quay lưng đi liền bị biến thành chuyện cười trong cuộc hàn huyên của kẻ khác. Bạn cho rằng hành vi cao nhất của giao tiếp là gì? Chính là đối với người dù gần gũi, thân thiết nhất, vẫn giữ thái độ tôn trọng và kiên nhẫn. Biết cách hóa giải muộn phiền là trí tuệ. Có thể chia sẻ thương yêu chính là hạnh phúc. Chỉ cần nhớ rằng sáng nhất là mặt trời, có ơn lớn nhất là cha mẹ. Quân tử thì rộng lượng, tiểu nhân thường hay tính toán. Bạn sẽ có cách ứng xử phù hợp trong cuộc đời. Chiếc bẫy thời gian. Người không có thời gian dành cho người thân, sớm muộn gì cũng phải dành thời gian cho sự cô độc. Người không có thời gian để nghỉ ngơi, sớm muộn gì cũng phải dành thời gian cho bệnh tật. Người không có thời gian vận động, sớm muộn gì cũng phải dành thời gian để giảm cân. Thời gian đối với mọi người đều công bằng. Nếu mình lạm dụng lúc này, sẽ phải bù đắp vào lúc khác. Cuộc đời như một ván cờ, và đối thủ của bạn chính là thời gian. Trận đấu quyết liệt nhất đôi khi được tính bằng phút giây. Có những quyết định hay lời nói chỉ trong khoảnh khắc, nhưng có khi dùng tất cả thời gian còn lại cũng không thể bù đắp. Giống như người đang hấp hối, có dùng cả gia tài cũng không thể đổi lại dù chỉ một hơi thở. Vì thế, khi khỏe mạnh, lúc còn thời gian, nên cố gắng làm những điều có ích và cần thiết. Đừng để mất đi rồi mới hối tiếc trong muộn màng. Những câu nói trí tuệ. Đừng chờ đợi người khác giúp đỡ bạn về mặt kinh tế, vì tiền bạc đối với ai cũng là không đủ dùng, nên học cách cho đi. Bạn bè giúp đỡ nhau là việc tốt, là đạo nghĩa. Nếu họ không giúp cũng là chuyện bình thường. Không nên có tâm oán giận vì chẳng ai nợ bạn cả. Hãy luyện cho mình một tinh thần độc lập, kiên cường, lạc quan và hạnh phúc. Vì rốt cuộc cũng chỉ có chính mình mới liên quan trực tiếp tới chuyện sống chết của bản thân. Phải học lấy tính kiên cường. Đừng bao giờ nhìn sự giàu nghèo mà kết bạn. Dù người ta có tiền vàng bạc tỷ cũng chẳng liên quan gì đến bạn. Đừng biến mình thành đầy tớ của kẻ khác. Trên đời có những người dù chỉ có một cái bánh cũng có thể vì bạn mà bẻ làm đôi. Phải học cách nhìn người. Bạn có thể tin tưởng trên đời này vẫn có loại tình yêu trung trinh tiết liệt, nhưng nó chỉ thuộc về ngưu lang chức nữ,
Lương Sơn Bá, Trúc Anh Đài hay Romeo và Juliet, bởi họ đều chết rất sớm. Còn chúng ta lại sống lâu hơn, nên biết cách giữ gìn. Đừng quá cố chấp vào bất kỳ chuyện gì. Thế giới này không phải dành riêng cho bạn. Địa cầu này chẳng phải chỉ vì một mình bạn mà quay. Vì thế, đừng cố bám víu vào những cái đang có. Chúng ta quá lắm cũng chỉ là những lữ khách hồng trần, sanh ra không mang gì đến, chết đi cũng chẳng mang được gì theo đâu. Nên học cách buông xả. Một vài cảm ngộ. Tiền tài là để tiêu xài, đủ chi dùng là phước đức. Bằng quá nhiều sẽ biến thành mối lo lắng bất an. Nhà cửa là để trú ngụ, đừng biến thành gánh nặng trong đời. Bất luận lớn hay nhỏ, người ở trong đó thấy vui là được. Nhà ở đâu không quan trọng, có hoa thơm cỏ dài chính là vị trí tốt nhất. Xe cộ là phương tiện đi lại, đừng biến thành công cụ để khoe khoang. Lái xe gì không quan trọng, miễn đi bình an, về vui vẻ là được. Danh thế là kết quả của sự phấn đấu rèn luyện, không phải đặc quyền. Có danh thế vừa phải chính là phúc phần. Bởi danh quá cao, thế quá mạnh thì cũng khó lòng được yên. Ăn uống vốn để nuôi dưỡng con người cũng là một dạng thuốc thang, không nên quá hoang phí. Ăn uống vừa đủ thì bổ dưỡng, bằng quá độ sẽ tổn hại cơ thể của chính mình. Con người sống một đời rốt cuộc nhận ra được những gì? Cuộc sống không nhất thiết phải quá sung túc giàu sang, mà chỉ cần mỗi ngày trôi qua đều có ý nghĩa. Hạnh phúc không đến từ sự so bì với người khác, mà dùng tâm từ từ cảm nhận. Niềm vui vững bền không đến từ bên ngoài, mà xuất phát từ nội tâm của mỗi người. Khổ khờ. Con người rất đơn giản mà cũng rất đáng sợ. Một tấm lòng lương thiện có thể bao dung hết mọi việc. Một trái tim độc ác có thể hãm hại vô số người. Làm người quá tinh quái thì kẻ khác lánh xa. Làm việc quá khắt khe dễ khiến người oán thán. Gặp chuyện gì cũng quyết đấu đến cùng. Có chút lợi thế thì cố tranh cho bằng hết. Cuối cùng cái mất đi là lòng người, và bản thân cũng trở nên hèn hạ. Cho nên khi đối diện với tiền tài lợi ích, nên khụ khờ một chút để không mất hòa khí. Gặp chuyện tính toán nghĩa ân, biết khụ khờ một chút sẽ không thẹn với lòng. Lúc tranh danh đoạt lợi, hãy khụ khờ một chút để không mệt đầu óc. Nhận tin đồn thất thiệt, cần khụ khờ một chút để không nhập lỗ tai. Con người không ai là hoàn mỹ, mỗi cá nhân có một phong cách khác nhau. Mặc dù có kẻ ngưỡng mộ, có người đố kỵ hay ai đó không cam lòng, nhưng trong sâu thẳm mỗi người đều hy vọng mình không vướng vào những thị phi giành giật. Người thật sự có trí sẽ không sống quá khôn ranh, suốt ngày mưu toan các kiểu. Họ sẽ khù khờ một chút để giữ sự lương thiện và tránh xa những đấu tranh không có ngày kết thúc. Cuộc đời ngắn ngủi, biết vừa lòng thỏa chí mới thông dâm. Cuộc sống bộn bề, biết khù khờ một chút sẽ tự tại. Giữ lại chút lòng thành. Soi mói lỗi lầm kẻ khác, chính mình đã không tốt. Trách móc sự thiếu sót của người, tự thân đã là điều không hay. Dùng tâm lượng bản thân đánh giá người khác thì không ai là hoàn thiện. Rắp tâm đẩy đối thủ vào đường cùng, không thể khiến họ đi vào tuyệt lộ, mà chỉ hại mình hết đường rút lui. Chầm chầm dòm ngó chuyện tốt xấu thiên hạ, không thể khiến ai mất mát điều gì, mà chỉ làm bản thân không còn thời gian ngẩng đầu nhìn trời cao đất rộng. Người quá độc đoán sẽ không có bạn bè. Lòng quá ích kỷ chỉ khiến mình mỏi mệt. Chỉ có tình thương mới tạo ra nghĩa tình, mới có thể bao dung được cả thế giới. Lúc có thời gian nên ngồi yên phản tỉnh lỗi lầm. Khi rảnh rỗi
đừng bình luận chuyện tốt xấu thiên hạ. Lời nói dù không trực tiếp hại thân, nhưng rất dễ gây tổn đức. Nghiệp ác của miệng không gì lớn hơn tội vu khống. Nên thận trọng mở lời, tránh nói những chuyện không có. Dù đùa giỡn cũng nên có chừng mực. Tố cáo người cũng đừng nên nói tận, giữ lại chút khẩu đức. Trách mắng người nhớ đừng quá cay nghiệt, giữ lại chút độ lượng. Dù có lý cũng đừng truy đến đường cùng, giữ lại chút khoan dung. Xử lý việc đừng làm quá gay gắt, giữ lại một đường lui. Chấp nhận người khác là mở ra cơ hội cho mình. Cảm thông với xung quanh mới giúp bản thân trở nên rộng lượng. Một người khoan dung là bởi biết dùng trái tim thiện lành đối xử với cuộc đời. Một người có tố chất là do luôn đem lòng tôn trọng ứng đối với kẻ khác. Một người có tu dưỡng thể hiện qua thái độ ôn hòa với mọi người và việc. Biết nghĩ đến người khác mới đáng được mọi người quan tâm. Có tôn trọng đối phương thì mới được cuộc đời trân trọng. Dùng tâm thái nhẹ nhàng đối xử với tất cả thì lòng mình tự nhiên cũng trở nên thư thái. Không tranh, không giành sẽ không lo, không sợ. Nuôi dưỡng thiện tâm. Trong các mối quan hệ hàng ngày, mọi thứ đều có nhân duyên nhất định của nó. Giữa người với người, nếu bạn xem người ta là Bồ Tát, họ sẽ là những con người thánh thiện. Nếu bạn nhìn người khác như ác quỷ, họ sẽ thành những nhân vật đáng sợ. Cũng giống như việc soi gương, nếu nhoẻn miệng mỉm cười, bạn sẽ nhận được một gương mặt vui vẻ. Còn như chau mày ủ rũ, bạn sẽ thấy một vẻ mặt bi thương. Giữa bạn bè với nhau cũng vậy, nếu bạn đối xử tôn trọng nể vì, họ sẽ ứng đáp nhẹ nhàng lịch sự. Bạn như khinh lờn quát tháo, sẽ nhận lấy sự bất mãn xem thường. Cho nên trong cuộc sống, đối xử với bạn bè nên chân thành, đối xử với người thân nên tình nghĩa, đối xử với người thương cần bao dung, đối xử với kẻ thù cần tha thứ. Nếu luôn giữ tâm niệm thiện lành ứng xử với mọi người, dần dần họ sẽ cảm nhận và có những hồi đáp tương ứng. Trong lòng chất chứa những điều tốt đẹp, chất lượng cuộc sống cũng theo đó mà được nâng cao. Tướng tự tâm sanh, cảnh tùy tâm đổi. Sự lương thiện trong lòng đủ lớn sẽ hiện ra ngoài mặt, rồi lan tỏa đến chung quanh, dẫn đến những kết quả ngọt lành. Điều quan trọng nhất. Con người sống một đời, điều gì quan trọng nhất? Có người bảo là xe, là nhà và tiền bạc. Vì nó mà nhiều người phải lãng phí sức khỏe, suy sụp tinh thần, xem rẻ sinh mạng. Rồi khi bạn không còn, chìa khóa xe mình mua, người khác nắm, nhà mình tạo, người khác ở, tiền của mình làm ra, người khác chi dùng. Vậy một đời, điều gì quan trọng nhất? Có người bảo là thân phận, địa vị và danh tiếng. Vì thân phận mà nhiều người phải đeo đuổi mỗi ngày, vì quyền thế mà tranh đấu mãi không thôi, vì hư danh mà suy nghĩ trăm phương ngàn kế. Rồi khi bạn không còn, ai quan tâm thân phận cao thấp, ai bận lòng địa vị hèn sang, ai thắc mắc danh tiếng ít nhiều. 100 năm sau, tiền vàng bạc trắng, xe rộng nhà cao, công danh lợi lộc đều không thể mang theo bên mình. Người giàu kẻ nghèo đều trở thành tro bụi, người sang kẻ hèn đều chỉ một mộ phần, dù nam hay nữ cũng một nắm xương khô. Cho nên mới nói tất cả đều không quan trọng, sống tốt mỗi ngày mới là điều cần thiết. Giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ, gieo hạt giống lành, yên ổn vui vẻ, nghĩa tình sâu trước, một đời an vui. Ấm lành tình đời. Khi thành công có bao nhiêu người vây quanh, lúc thất bại thì chẳng ai hỏi đến,
đó là cuộc đời. Người lâu ngày không gặp vẫn quan tâm hỏi han mới thật sự ấm áp. Dù bận rộn vất vả vẫn nhớ nghĩ đến bạn nên trân trọng giữ gìn. Người thân cận không rời, dù gặp chuyện gì cũng đừng nên phụ bạc. Kẻ lúc nóng khi lạnh thì không đáng quan tâm. Tình cảm trên đời là vậy, giả ý sẽ nhận lại hư tình, chân thành mới cảm được người khác. Khi hoạn nạn mới thấy được ấm lạnh tình đời, lúc cần đến mới nhìn thấu thật ân giả nghĩa. Dù gặp chuyện gì, người với người nên bao dung, nhưng đừng bao che. Đối với tình cảm nên chân thành, nhưng đừng mê muội. Nếu không được hoan nghênh nên biết cách rút lui. Nếu không được trân trọng cần học cách quay lưng. Phong cảnh không ngắm được cũng không sao, tình cảm không hồi đáp thì cũng đừng cố chấp. Thời gian không nên lãng phí vào việc vô nghĩa. Tình cảm nhớ đừng gửi gắm những nơi không xứng đáng. Đời người từng trang mà viết nên. Trên đời người nhìn bạn có thể rất nhiều, nhưng hiểu được bạn thì lại rất ít. Kẻ nói về bạn có thể rất nhiều, nhưng giúp đỡ bạn lại càng ít hơn. Những cuộc gặp gỡ có thể rất nhiều, tin tưởng được thì lại rất ít. Cuối cùng những giọt lệ cũng phải tự mình lau, những niềm đau cũng tự mình chịu lấy. Không ai hiểu thì tự mình nỗ lực, không ai giúp thì phải cố gắng hơn. Không cầu mong mọi việc đều như ý, chỉ hy vọng không thấy thẹn với lòng. Còn bình thường, điều gì nên nói thì phát ngôn, bằng không thì im lặng, đó cũng là một dạng thông minh. Điều gì nên làm thì hết lòng, bằng không thì rút lui, đó là một dạng hiểu biết. Còn điều gì nên thể hiện thì thể hiện rõ ràng, bằng không thì quy ẩn, là một dạng trí tuệ. Người đời có thể tin tưởng nhưng đừng trông chờ. Bổng lộc có công thì tiếp nhận, còn không thì đừng thọ hưởng. Con đường từng bước mà đi hết. Tình cảm từng chút mà hình thành. Đời người từng trang mà viết nên. Không có ai là trắc trở cả đời, không người nào là trọn đời không đau khổ. Chỉ cần giữ tâm thái tích cực, mọi thứ sẽ tốt đẹp theo. Xét mình. Đôi khi một lời ác ý có thể dẫn tới cuộc tranh đấu, một câu tốt lành lại sanh ra nhiều điều tốt đẹp. Đôi khi khuyên bảo một người cần trăm ngàn lời nói, nhưng có lúc chỉ cần một câu cũng đủ hủy diệt tất cả. Cho nên mỗi lời thốt ra cần hết sức thận trọng, suy nghĩ chu toàn mới mong không hối hận. Ai cũng có sở trường sở đoạn, chỉ cần học hỏi điều hay, hạn chế chỉ trích, thì bất kỳ người nào cũng có thể tự làm thầy để giúp mình hoàn thiện hơn. Suốt ngày để ý ưu điểm người khác rồi ngưỡng mộ, ganh tị, chỉ bằng thu tầm mắt, nhìn lại mình rồi nghiêm túc học hỏi. Cứ nghĩ mưu tính kế, mong người khác không bằng mình, chi bằng âm thầm nỗ lực để bản thân trở nên mạnh mẽ. Đôi khi, nhìn lại những điều từng khiến mình phiền não u mê, thật không đáng nhắc. Có lúc xét lại những thứ từng làm ta đau khổ vật vờ, nhẹ như gió thoảng qua. Cho nên gặp bất kỳ việc gì cũng không nên vội vàng cố chấp. Tỉnh táo một chút, điềm tĩnh một chút, nghĩ thoáng một chút, thì trên đời này không có gì là không thể nhẹ buông. Những khác biệt của góc nhìn. Thấy mỏi mệt, thử thay đổi góc nhìn về cuộc đời. Bị áp lực, thử thay đổi môi trường để hít thở. Nếu nghi hoặc, thử thay đổi chỗ đứng rồi đánh giá. Còn do dự, thử thay đổi hướng đi trong chọn lựa. Khi buồn bực, thử thay đổi hoàn cảnh tìm niềm vui. Gặp phiền não,
thử thay đổi tư duy để hóa giải. Lúc oán giận, thử thay đổi phương pháp để giải quyết. Thấy tự ti, thử thay đổi suy nghĩ khi đối diện. Thay đổi góc nhìn một chút, có khi bạn sẽ phát hiện ra thật nhiều điều khác biệt. Gìn giữ niềm tin. Giảm tâm sự hết lòng là người tin tưởng bạn, nhớ đừng đi rêu rao. Giảm đem tiền cho mượn là người tin tưởng bạn, nhớ đừng để thất tín. Giảm để lộ nhược điểm là người tin tưởng bạn, nhớ đừng gây tổn thương. Bất kể là tình thân, tình bạn hay tình yêu, ai cũng sợ gửi đi chân thành, nhận lại sự phụ bạc. Đặt cược niềm tin mà kết quả lại trắng tay. Tín nhiệm một người như giao cả trái tim. Tin tưởng ai đó là gửi trọn tấm lòng, nên cần hết sức cẩn trọng. Nếu đặt nhầm chỗ, nó sẽ thành vũ khí quay lại đâm chính mình. Ở đời, muốn được người tin tưởng, hãy làm mình xứng đáng. Nếu bạn giữ chữ tín, ai cũng muốn kết thân. Nếu như bạn nghiêm túc, mọi người sẽ nương cậy. Nếu bạn đủ chân thành, thì cuộc đời sẽ tình nguyện đặt trọn niềm tin. Những điều tâm niệm. Tâm trạng dù tồi tệ đến đâu, cũng nhớ đừng viết lên khuôn mặt, vì chẳng ai muốn đọc đâu. Công việc dù mệt mỏi thế nào, cũng đừng trách móc thở than, vì có ai làm thay bạn đâu mà. Hoàn cảnh dù nghèo cùng khổ tận, cũng không nên than hèn kể khó, vì không ai vô cớ cho bạn tiền cả. Dù thất vọng cũng đừng gục ngã, hãy nghĩ đến sự mong đợi của cha mẹ và người thân mà tiếp tục cố gắng. Dù chán nản cũng đừng buông xuôi, vì vấn đề không phải ở công việc mà là chính mình, nên trân trọng mỗi sự lựa chọn của bản thân. Dù khó khăn cũng đừng than thở, vì ai cũng có việc riêng, không thể giúp bạn mãi, nên mạnh mẽ một chút. Tận hưởng những gì đang làm, dù bị đả kích cũng đừng bi quan mà mất ý chí, bởi chẳng ai sanh ra liền có thể giải quyết mọi chuyện hoàn hảo, mà phải cố gắng hết mình với từng công việc một. Đừng vội nghĩ mình cô độc. Kỳ thực rất ít người hiểu rõ cô độc là gì. Có người thân, có bạn hiểu, chưa từng trải qua giông bão cuộc đời thì cô độc từ đâu đến? Khi đau buồn hay mỏi mệt, nên biết tự an ủi lấy bản thân. Không có người lo lắng thì càng phải mạnh mẽ. Không có ai cổ vũ cũng phải biết tự bay lên. Không có người chiêm ngưỡng cũng cần thơm tho và tươm tất. Hãy quan sát cỏ dưới chân, hoa bên đường và lá trên cây. Sinh mạng dù khiêm tốn, nhưng chúng sống cuộc đời thật tươi đẹp. Sinh mạng dù vô thường ngắn ngủi, cũng không nên tùy tiện xem thường, vì không ai mua được sức khỏe cả. Có thời gian nên ngắm sông núi mênh mông để tinh thần được thư thái. Đừng quá khắc nghiệt với những việc quanh mình, vì mọi sự tồn tại đều có lý do riêng của nó. Đừng bình luận kẻ khác, đặc biệt là người mình chưa hiểu. Chúng ta chỉ có tư cách góp ý đối với những người bên cạnh mà mình thương yêu. Lúc tức giận thì không nên nói chuyện, vì sau đó ta thường hối hận về những lời đã lỡ thốt ra. Nên tha thứ đối với người từng làm mình tổn thương, nhưng nhất định đừng cho họ cơ hội tái phạm. Cuộc sống dù vất vả nhọc nhằn, cũng đừng đánh mất lòng tự tin, vì những gì tươi đẹp đều đang ở phía trước. Phẩm chất dù cao quý hay hư hỏng tột cùng, cũng nhớ đối xử hiếu thuận với mẹ cha, vì mai kia chắc chắn bạn cũng sẽ trở nên già yếu. Đừng quên người giúp đỡ mình, đừng hận người đã từng yêu, và đừng bao giờ lừa dối người trao lòng tin cho bạn. Tập sống tùy duyên. Giữa người với người có thể gần cũng có thể xa, giữa việc với việc có thể phức tạp
cũng có thể đơn giản. Giữa tình cảm với nhau có thể sâu, cũng có thể cạn. Đừng mong cầu người đối xử với mình đặc biệt, cũng chẳng nên hy vọng họ sẽ bớt đi những toan tính. Cuộc sống có người nói ít làm nhiều, cũng có kẻ sẽ chỉ biết khua chân múa tay. Bạn đừng quá bận lòng, chỉ cần quản tốt việc bản thân, làm những việc cần làm, đi con đường nên đi, giữ gìn sự lương thiện, nuôi dưỡng lòng chân thành, khoan dung với mọi người, nghiêm khắc với bản thân, còn lại thuận theo nhân duyên là được. Đức Phật từng nói, với người vô duyên, dù nói bao nhiêu lời cũng là thừa, còn như đã hữu duyên thì chỉ cần xuất hiện, bạn cũng có thể thức tỉnh mọi giác quan của họ. Có một số việc vừa phân trắng đen đã trở thành quá khứ. Có một số người giận hờn vài ngày đã trở thành dĩ vãng. Có những nỗi đau vừa cười lên đã tan thành bọt nước. Có những hoàn cảnh nhờ chịu chút thương đau mà trở nên kiên cường. Đôi khi hôm nay là việc lớn, ngày mai nhìn lại chẳng có gì đáng kể. Năm nay quan trọng, sang năm sẽ thành thứ yếu. Chuyện vĩ đại đời này, đời sau người ta xem là truyền thuyết. Mỗi chúng ta nhiều nhất cũng chỉ là câu chuyện của một người. Vì thế trong cuộc sống hay công việc, nếu gặp chuyện không vừa ý, hãy nói với bản thân: hôm nay sẽ qua đi, ngày mai rồi cũng đến. Hãy buông bỏ tất cả để bắt đầu ngày mới. Trên đời có một số việc không phải không để tâm, mà để tâm cũng không làm được gì. Cuộc sống không có nếu như, chỉ có hậu quả và kết quả. Đón nhận đời mình như thế nào là do bản thân lựa chọn, người khác không thể quyết định thay. Trưởng thành rồi, bạn sẽ biết cách lấy nụ cười đối diện với tất cả. Để sống. Cây dù cao vạn trượng cũng không thể thiếu gốc. Người dù huy hoàng thế nào cũng không thể quên ơn. Một đời người cần ghi nhớ. Người cho mình mượn tiền khi nghèo thiếu, người giúp mình chống đỡ lúc khó khăn, người chia ngọt sẻ bùi khi đau khổ, người nấu cơm pha thuốc lúc ốm đau, người thật lòng yêu thương dù mình còn tay trắng, người nhẫn nại hướng dẫn khi mình chưa biết gì. Nếu luôn nhớ đến sự tri ân, sẽ thu phục được lòng người. Kẻ được lòng người sẽ được người tôn trọng. Bậc được tôn trọng ắt có phẩm chất trong đời. Bạn quan tâm điều gì trong cuộc sống? Nếu lấy tiền tài làm trung tâm, bạn sẽ rất vất vả. Nếu xem con cái là tất cả, bạn sẽ bị mỏi mệt. Nếu nghĩ ái tình là lẽ sống, bạn sẽ nhận thương đau. Nếu coi hơn thua là mục tiêu, bạn sẽ luôn bất ổn. Nếu dùng khoan dung làm cách sống, bạn sẽ thấy hạnh phúc. Nếu lấy biết đủ làm tiêu chí, bạn sẽ luôn vui vẻ. Nếu biến cảm ơn thành động lực, bạn sẽ trở nên lương thiện. Mức độ của lòng tốt. Ở đời, đôi khi bị người khác xem thường chỉ vì bạn quá dễ sai khiến. Công việc, chỉ cần nhờ là bạn giúp. Đồ vật, chỉ cần hỏi là bạn cho. Lỗi lầm gì rồi cũng được bạn bỏ qua. Tổn thương nào bạn cũng chịu đựng lấy. Nên biết trên đời có những kẻ quen được nhận sẽ quên mất cảm ơn. Nghĩ bạn mạnh mẽ thì không cần lo lắng, thấy bạn rộng lượng nên không giữ chừng mực. Lương thiện là điều tốt, nhưng nên biết ứng dụng đúng người đúng chỗ. Nếu cứ bỏ qua mình để lo cho kẻ khác, sẽ chẳng ai quan tâm đến cảm nhận của bạn đâu. Chịu thiệt thòi cũng là phúc, nhưng đôi khi phải biết cách thể hiện. Nếu không, người đời chỉ xem bạn là đứa ngờ nghệch, có thể sai xử mọi thứ.
Lương thiện không phải là ngốc, đạo đức không phải là khờ. Trong lòng mỗi người đều có suy nghĩ và hướng đi riêng, nên biết cách thể hiện để giữ sự tự tôn cho bản thân và giá trị cho những phẩm chất mà mình theo đuổi. Một nhân duyên tốt. Chữ nhân duyên bao hàm rất nhiều ngẫu nhiên, nhưng để duy trì nó cần rất nhiều điều tất nhiên. Một nhân duyên tốt không phải là để lại ấn tượng đẹp trong lòng đối phương trong lần đầu gặp mặt, mà quen biết nhau lâu ngày, người ấy vẫn muốn ở bên bạn cho đến tận sau cùng. Một nhân duyên tốt không phải là thu hút đối phương bằng vẻ ngoài kiều diễm, mà khi đủ hiểu lòng nhau, người ấy vẫn cảm thấy yêu thích những tính cách mà bạn có. Một nhân duyên tốt không cần tiếc vì gặp nhau quá trễ, mà trải qua bao nhiêu thăng trầm, người ấy vẫn cảm thấy được quen biết bạn là điều thật tốt. Một nhân duyên tốt không cần đến sớm, mà là đến rồi sẽ không rời đi nữa, bởi đôi bên đều biết cách trân trọng giữ gìn. Bạn bè chân thành. Bạn trân trọng một người nhất định là đã từng cảm động vì người ấy. Khi quyết định rời xa ai đó, hẳn là có ít nhiều thất vọng. Nhìn người không thể dựa vào bề ngoài, qua lại lâu ngày mới thấy được bản chất. Chuyện tình nghĩa đừng vội vàng bình phẩm, kinh qua hoạn nạn mới thấy rõ chân tình. Ở đời, lúc rơi xuống vực mới biết ai là kẻ lăn đá lấp hang, ai là người giúp mình chống đỡ. Bạn bè chân thành là người có thể đi cùng ta từ đêm đen đến lúc mặt trời xuất hiện, là người tình nguyện che dù cho mình khi mưa bão, là người ở lại đến giây phút cuối cùng khi tất cả đã rời đi hết. Tình bạn như thế rất quý và cũng rất hiếm. Chỉ những ai sống chân thành mới có ngày gặp được. Bạn bè không bàn nhiều ít, quý ở chỗ đồng hành trong mưa nắng. Tình cảm không luận ngắn dài, quan trọng khi cần đều có thể nương tựa. Cái gọi là nghĩa nặng là nếu như bạn cần, chỉ cần tôi có thì bạn sẽ có. Cái gọi là tình sâu không phải là lúc đắc ý hứa hẹn đủ điều, mà quan trọng là vào thời khắc cần thiết có thể đưa tay ra tiếp sức. Ngày thường có thể chơi bai phản bác, nhưng khi có khó khăn liền đồng cam cộng khổ mới là bạn quý. Những kẻ tân bốc dập dìu chưa chắc đã thật lòng khi cần đến, mà trước sau như một mới đáng để cậy nhờ. Một nhân duyên tốt không phụ thuộc vào thời gian. Một tình bạn đẹp đến rồi thì sẽ không rời xa nữa. Nếu có duyên, không mời cũng tự đến. Đã vô duyên thì cưỡng cầu cũng chẳng được. Kẻ không trân trọng, dù thề non hẹn biển, rồi cũng sẽ quay lưng. Người thật lòng với bạn, chẳng hứa hẹn gì, vẫn ân cần gắn bó. Vấn đề duyên phận này, cứ sống hết lòng, còn lại thuần theo tự nhiên, vẫn là tốt nhất. Nếu có được một tâm thái tùy duyên, bạn sẽ sống trọn một đời cởi mở. Nếu chứa đựng một trái tim bình an, bạn sẽ có một lối sống tự tại. Nếu trong lòng có ý niệm từ bi, bạn sẽ làm được thật nhiều việc tốt. Nếu nuôi dưỡng một tấm lòng biết ơn, bạn sẽ càng cảm thấy mình hạnh phúc. Nếu ý thức được quy luật nhân quả, những quyết định sẽ trở nên sáng suốt. Nếu biết được khi nào nên nhường nhịn, cuộc sống này sẽ càng thêm vui vẻ. Nếu gìn giữ một trái tim mộc mạc, việc gì đến cũng sẽ rất giản đơn. Nếu rèn được một thói quen phản tỉnh, mỗi ngày qua bạn sẽ càng tỉnh thức. Càng cố gắng càng may mắn. Hạnh phúc không phụ thuộc nhà rộng hay hẹp,
mà quan trọng tiếng cười bên trong giòn giả đến đâu. Hạnh phúc cũng không phụ thuộc vào việc nghe được bao nhiêu lời ngọt ngào chúc tụng, mà quan trọng vẫn là khi đau lòng yếu đuối, có người đến bên chia sẻ, vỗ về. Cái quý nhất không nằm ở khối vật chất bạn đang sở hữu, mà chính là những người đồng hành bên cạnh mình. Chúng ta hoàn toàn không thể ép người khác yêu thương mình, chỉ có thể làm cho bản thân trở thành người xứng đáng được thương yêu. Lúc nhỏ cho rằng chảy máu là việc rất kinh khủng, nên bất luận đau hay không cũng bật khóc trước tiên rồi tính tiếp. Lớn lên rồi mới hiểu, rất nhiều khi nước mắt rơi còn thấy đau hơn nhiều so với chuyện chảy máu. Thật ra trên đời này, ngoài sanh tử ra, tất cả đều là chuyện nhỏ. Bắt đầu từ hôm nay, bất luận gặp phải chuyện phiền phức gì cũng đừng dằn vặt bản thân. Dù tiếp nhận bao nhiêu điều tồi tệ cũng không nên cảm thấy bi thương, vì dù sao cũng còn có ngày mai. Hôm nay chỉ là sự chuyển tiếp. Và hãy nhớ lấy câu nói: càng cố gắng sẽ càng may mắn, bạn sẽ vượt qua tất cả. Một nửa. Cuộc sống là những mảnh nhỏ ghép lại mà thành. Phụ nữ một nửa là thiên thần, đứa còn lại là ác quỷ. Đàn ông một nửa là quân tử, nửa còn lại là động vật. Bạn bè một nửa là phù hợp, nửa còn lại cần tôn trọng. Hôn nhân một nửa do vun đắp, nửa còn lại cần chấp nhận. Gia đình một nửa cần cho đi, nửa còn lại là nhận được. Tình cảm một nửa là qua lại, nửa còn lại cần giữ gìn. Vợ chồng một nửa cần bao dung, nửa còn lại cần chăm sóc. Con cái một nửa là thiên phú, nửa còn lại do nuôi dạy. Cha mẹ một nửa cần hiếu thuận, nửa còn lại cần gần gũi. Công việc một nửa là vận may, nửa còn lại cần cố gắng. Tiền bạc một nửa là vui vẻ, nửa còn lại là lo buồn. Cuộc sống một nửa là hồi ức, nửa còn lại cần tiếp tục. Hạnh phúc một nửa là cảm giác, nửa còn lại nhờ biết đủ. Ước mơ một nửa là can đảm, nửa còn lại là ảo tưởng. Cuộc đời một nửa cần tỉnh táo, nửa còn lại cần một chút ngớ ngẩn. Đâu cần phải chấp nhất thị phi. Bị người hiểu lầm mà không phân trần là rộng lượng. Sự việc thật giả, thời gian sẽ cho câu trả lời tốt nhất. Bị người tổn thương mà không oán trách là lương thiện. Tình đời thay đổi nóng lạnh, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Bị người vu khống mà không buồn giận là có tu dưỡng. Phẩm chất tốt xấu, thời gian sẽ soi sáng tỏ tường. Ở đời nhiều khi hơn nhau không phải do bạn nhìn thấu bao nhiêu chuyện, mà quan trọng ở chỗ bạn biết xem nhẹ những việc gì. Tấm lòng rộng hay hẹp không phụ thuộc việc quen biết người nhiều hay ít, mà có thể bao dung được những ai. Người chấp nhận thiệt thòi không có nghĩa là thua thiệt, sớm muộn gì cũng sẽ có sự bù đắp xứng đáng. Người nhường nhịn không hề mất mát gì ngoài sự tự tôn, họ còn có được lòng người, vì thế càng trở nên tôn quý. Mở lòng để tha thứ. Cuộc sống ắt sẽ có những chuyện không như ý, sẽ phải gặp những kẻ không thuận lòng. Nếu không thể xem nhẹ và bỏ qua, bạn sẽ sống trong phiền phức và mỏi mệt. Giữa người với người, do kiến thức khác nhau, quan niệm khác nhau, sự tu dưỡng khác nhau, nên cách nhìn nhận và xử lý vấn đề không giống nhau. Vì thế, đôi khi có sự đụng chạm, xung đột hay mâu thuẫn với nhau cũng là chuyện bình thường. Những lúc như thế, tha thứ trở thành phong độ, thành một cách tu dưỡng, là một cây dù có thể bảo vệ
giúp bạn bước về phía trước trong mưa gió bão bùng. Tha thứ cho người khác đôi khi cần một chút hy sinh, một tấm lòng rộng lượng hay một chút thiệt thòi. Đó hoàn toàn không phải nhu nhược hay yếu đuối, mà để con đường bạn đi rộng rãi và thoáng đãng hơn. Cuộc sống cũng giống như bầu trời, không thể lúc nào cũng trong lành để bạn vui thích, mà đôi khi sẽ u ám khiến bạn phiền muộn. Cuộc sống cũng không thể tặng mãi cho bạn những điều may mắn và hạnh phúc. Có lúc nó sẽ bắt bạn nếm đủ những cay đắng ngọt bùi. Vì thế, hãy mở lòng mình ra, tập nếp sống thứ tha, bước qua những người và việc khiến bản thân phiền muộn. Bạn sẽ thấy mình đang đứng ở trên cao và nhìn ra xa tận cuối chân trời. Vướng bận của lòng tham. Con người thông thường vì quá xem trọng dục vọng của mình mới phải quan tâm thái quá đến phản ứng của kẻ khác. Khi mong cầu không được toại nguyện, liền cảm thấy bi thương. Người có lòng tham càng lớn sẽ càng trở nên yếu đuối. Kẻ chú ý đến lợi ích của mình bao nhiêu sẽ có nhiều toan tính bấy nhiêu. Muốn đạt được càng nhiều sẽ thấy mất mát càng lớn. Bao nhiêu tổn thương cũng từ tham dục mà ra. Nếu lòng tham của chúng ta nhỏ lại, người khác sẽ không thể đoán định được và lợi dụng nó để phục vụ cho mục tiêu của họ. Nếu dẹp bỏ được lòng tham, những phiền não không có chỗ bám víu sẽ phải tự rời đi, và chúng ta sẽ được tự tại. Buồn vui vừa đủ. Khi được người khác tâng bốc, vui vẻ một chút là đủ, chớ vội cho đó là sự thật. Vì phần lớn tâng bốc là để lấy lòng, đừng để những lời ngon ngọt đó đánh lừa. Khi bị người khác phê bình, buồn bã một chút thì được, đừng bao giờ bày tỏ sự giận dữ. Vì ít nhiều trong đó cũng có điều mình thất thốn, sửa đổi bản thân mới là việc cần thiết. Nếu cuộc đời thật sự khổ đau, bạn sẽ không còn thời gian để than thở. Nếu cuộc sống quá lam lũ, bạn lấy đâu ra sức để trách hờn? Vì tất cả vẫn chưa đến mức cùng cực, bạn mới còn tâm trạng để khóc than kể lể. Bất kể ở đâu hay lúc nào, hãy nhớ rằng mình sống là cho bản thân. Vì vậy, làm việc gì chỉ cần không thẹn với lòng, tròn vẹn bổn phận cá nhân là được. Số mệnh từ nội tâm sanh. Khi chọn lựa con đường cũng chính là lúc bạn quyết định vận mệnh của mình. Đừng quá bận lòng về quá khứ, hãy sống trọn vẹn với hiện tại và hướng tầm nhìn về tương lai. Ngày mai chắc chắn sẽ trở nên tươi đẹp. Nhân quả xoay vần. Than phiền người khác bằng tra tấn chính mình. Ganh tị người khác bằng xem thường bản thân. Hâm mộ người khác bằng lãng phí chính mình. Oán hận người khác bằng bực bội chính mình. Dối gạt người khác bằng lừa phỉnh chính mình. Thất tính người khác bằng hủy hoại chính mình. Vướng bận người khác bằng phiền muộn chính mình. Trở ngại người khác bằng hãm hại chính mình. Từ bi với người bằng mình được vui vẻ. Tôn trọng người khác bằng mình được yêu quý. Khoan dung người khác bằng cởi mở lòng mình. Giúp đỡ người khác bằng làm mình thiện lương. Ai hay trong một tách trà, có hồ sen ngát mượt mà dâng hương. Ai hay trong gió ngàn phương, đã mang hơi thở trùng dương xanh ngời. Tay em cầm mảnh giấy rời, nhìn sâu chiếc lá trên đồi nằm im. Ai hay trong một cánh chim, chở theo nỗi nhớ trái tim xa nhà. Hữu thân giữa chốn ta bà, là vương bóng dáng hằng xa luân hồi. Ngửa bàn tay dưới mặt trời, lặng nhìn hội ngộ bao đời xa xôi.
Nên người nào có xa tôi và thế giới chẳng rời xa nhau. Khi người mang vết thương sâu, hồn tôi lân mẫn nguyện đau vì người. Khi người nở một nụ cười, bàn chân tôi bước thảnh thơi nhịp cùng. Ai hay một trái tim nồng mở ra ôm được muôn lòng thế gian. Một người tính khí nóng nảy, miệng mồm độc địa, dù tâm địa tốt đến đâu cũng sẽ khiến người khác e ngại mà lánh xa. Nên dù có đủ lý lẽ cũng nên nhẹ nhàng một chút. Lý cần thẳng nhưng khí nên hòa. Một lần tha thứ là một lần tạo phúc. Lòng càng rộng thì phúc sẽ càng lớn. Khi muốn phê bình người khác, trước nên xét lại mình đã hoàn thiện hay còn lỗi lầm nào không, rồi hãy nói. Gặp việc, nói nhiều không bằng nói ít không bằng nói đúng lúc. Đừng quá khắt khe với người lầm lỡ, nhưng hãy tránh xa những kẻ không chịu chấp nhận và sửa đổi sai lầm. Nên nhớ, nhường nhịn lần thứ nhất là độ lượng, lần hai là bao dung, nhưng lần thứ ba sẽ biến thành nhu nhược. Đừng ngại việc nhiều, chỉ e nhiều chuyện. Bận rộn sẽ tránh được thị phi, còn quá rảnh rỗi sẽ không có niềm vui ý nghĩa. Không sợ bị người đâm sau lưng, chỉ lo khi quay đầu lại nhìn thấy kẻ mình từng đối xử bằng cả tấm chân tình. Không ngại trải lòng với bè bạn, chỉ e vừa quay lưng đi liền bị biến thành chuyện cười trong cuộc hàn huyên của kẻ khác. Bạn cho rằng hành vi cao nhất của giao tiếp là gì? Chính là đối với người dù gần gũi, thân thiết nhất, vẫn giữ thái độ tôn trọng và kiên nhẫn. Biết cách hóa giải muộn phiền là trí tuệ. Có thể chia sẻ thương yêu chính là hạnh phúc. Chỉ cần nhớ rằng sáng nhất là mặt trời, có ơn lớn nhất là cha mẹ. Quân tử thì rộng lượng, tiểu nhân thường hay tính toán. Bạn sẽ có cách ứng xử phù hợp trong cuộc đời. Chiếc bẫy thời gian. Người không có thời gian dành cho người thân, sớm muộn gì cũng phải dành thời gian cho sự cô độc. Người không có thời gian để nghỉ ngơi, sớm muộn gì cũng phải dành thời gian cho bệnh tật. Người không có thời gian vận động, sớm muộn gì cũng phải dành thời gian để giảm cân. Thời gian đối với mỗi người đều công bằng. Nếu mình lạm dụng lúc này, sẽ phải bù đắp vào lúc khác. Cuộc đời như một ván cờ, và đối thủ của bạn chính là thời gian. Trận đấu quyết liệt nhất đôi khi được tính bằng phút giây. Có những quyết định hay lời nói chỉ trong khoảnh khắc, nhưng có khi dùng tất cả thời gian còn lại cũng không thể bù đắp. Giống như người đang hấp hối, có dùng cả gia tài cũng không thể đổi lại dù chỉ một hơi thở. Vì thế, khi khỏe mạnh, lúc còn thời gian, nên cố gắng làm những điều có ích và cần thiết. Đừng để mất đi rồi mới hối tiếc trong muộn màng. Những câu nói trí tuệ. Đừng chờ đợi người khác giúp đỡ bạn về mặt kinh tế, vì tiền bạc đối với ai cũng là không đủ dùng, nên học cách cho đi. Bạn bè giúp đỡ nhau là việc tốt, là đạo nghĩa. Nếu họ không giúp cũng là chuyện bình thường. Không nên có tâm oán giận vì chẳng ai nợ bạn cả. Hãy luyện cho mình một tinh thần độc lập, kiên cường, lạc quan và hạnh phúc. Vì rốt cuộc cũng chỉ có chính mình mới liên quan trực tiếp tới chuyện sống chết của bản thân. Phải học lấy tính kiên cường. Đừng bao giờ nhìn sự giàu nghèo mà kết bạn. Dù người ta có tiền vạn bạc tỷ cũng chẳng liên quan gì đến bạn. Đừng biến mình thành đầy tớ của kẻ khác. Trên đời có những người dù chỉ có một cái bánh cũng có thể vì bạn mà bẻ làm đôi.
phải học cách nhìn người. Bạn có thể tin tưởng trên đời này vẫn có loại tình yêu trung trinh tiết liệt, nhưng nó chỉ thuộc về Ngưu Lang Chức Nữ, Lương Sơn Bá, Trúc Anh Đại hay Romeo và Juliet, bởi họ đều chết rất sớm. Còn chúng ta lại sống lâu hơn, nên biết cách giữ gìn. Đừng quá cố chấp vào bất kỳ chuyện gì. Thế giới này không phải dành riêng cho bạn. Địa cầu này chẳng phải chỉ vì một mình bạn mà quay. Vì thế, đừng cố bám víu vào những cái đang có. Chúng ta quá lắm cũng chỉ là những lữ khách hồng trần, sanh ra không mang gì đến, chết đi cũng chẳng mang được gì theo đâu. Nên học cách buông xả. Một vài cảm ngộ. Tiền tài là để tiêu xài, đủ chi dùng là phước đức. Bằng quá nhiều sẽ biến thành mối lo lắng bất an. Nhà cửa là để trú ngụ, đừng biến thành gánh nặng trong đời. Bất luận lớn hay nhỏ, người ở trong đó thấy vui là được. Nhà ở đâu không quan trọng, có hoa thơm cỏ dài chính là vị trí tốt nhất. Xe cộ là phương tiện đi lại, đừng biến thành công cụ để khoe khoang. Lái xe gì không quan trọng, miễn đi bình an, về vui vẻ là được. Danh thế là kết quả của sự phấn đấu rèn luyện, không phải đặc quyền. Có danh thế vừa phải chính là phúc phận, bởi danh quá cao, thế quá mạnh thì cũng khó lòng được yên. Ăn uống vốn để nuôi dưỡng con người cũng là một dạng thuốc thang, không nên quá hoang phí. Ăn uống vừa đủ thì bổ dưỡng, bằng quá độ sẽ tổn hại cơ thể của chính mình. Con người sống một đời rốt cuộc nhận ra được những gì? Cuộc sống không nhất thiết phải quá sung túc giàu sang, mà chỉ cần mỗi ngày trôi qua đều có ý nghĩa. Hạnh phúc không đến từ sự so bì với người khác, mà dùng tâm từ từ cảm nhận. Niềm vui vững bền không đến từ bên ngoài, mà xuất phát từ nội tâm của mỗi người. Khổ khờ. Con người rất đơn giản mà cũng rất đáng sợ. Một tấm lòng lương thiện có thể bao dung hết mọi việc. Một trái tim độc ác có thể hãm hại vô số người. Làm người quá tinh quái thì kẻ khác lánh xa. Làm việc quá khắt khe dễ khiến người oán thán. Gặp chuyện gì cũng quyết đấu đến cùng, có chút lợi thế thì cố tranh cho bằng hết. Cuối cùng cái mất đi là lòng người, và bản thân cũng trở nên hèn hạ. Cho nên khi đối diện với tiền tài lợi ích, nên khụ khờ một chút để không mất hòa khí. Gặp chuyện tính toán nghĩa ân, biết khụ khờ một chút sẽ không thẹn với lòng. Lúc tranh danh đoạt lợi, hãy khụ khờ một chút để không mệt đầu óc. Nhận tin đồn thất thiệt, cần khụ khờ một chút để không nhập lỗ tai. Con người không ai là hoàn mỹ, mỗi cá nhân có một phong cách khác nhau. Mặc dù có kẻ ngưỡng mộ, có người đố kỵ hay ai đó không cam lòng, nhưng trong sâu thẳm mỗi người đều hy vọng mình không vướng vào những thị phi giành giật. Người thật sự có trí sẽ không sống quá khôn ranh, suốt ngày mưu toan các kiểu. Họ sẽ khù khờ một chút để giữ sự lương thiện và tránh xa những đấu tranh không có ngày kết thúc. Cuộc đời ngắn ngủi, biết vừa lòng thỏa chí mới thông dong. Cuộc sống bộn bề, biết khù khờ một chút sẽ tự tại. Giữ lại chút lòng thành. Soi mói lỗi lầm kẻ khác, chính mình đã không tốt. Trách móc sự thiếu sót của người, tự thân đã là điều không hay. Dùng tâm lượng bản thân đánh giá người khác thì không ai là hoàn thiện. Rắp tâm đẩy đối thủ vào đường cùng, không thể khiến họ đi vào tuyệt lộ, mà chỉ hại mình hết đường rút lui. Chầm chầm dòm ngó chuyện tốt xấu thiên hạ, không thể khiến ai mất mát điều gì, mà chỉ làm bản thân không còn thời gian ngẩng đầu nhìn trời cao đất rộng. Người quá độc đoán sẽ không có bạn bè, lòng quá ích kỷ chỉ khiến mình mỏi mệt.
Chỉ có tình thương mới tạo ra nghĩa tình, mới có thể bao dung được cả thế giới. Lúc có thời gian nên ngồi yên phản tỉnh lỗi lầm. Khi rảnh rỗi đừng bình luận chuyện tốt xấu thiên hạ. Lời nói dù không trực tiếp hại thân nhưng rất dễ gây tổn đức. Nghiệp ác của miệng không gì lớn hơn tội vu khống. Nên thận trọng mở lời, tránh nói những chuyện không có. Dù đùa giỡn cũng nên có chừng mực. Tố cáo người cũng đừng nên nói tận, giữ lại chút khẩu đức. Trách mắng người nhớ đừng quá cay nghiệt, giữ lại chút độ lượng. Dù có lý cũng đừng truy đến đường cùng, giữ lại chút khoan dung. Xử lý việc đừng làm quá gay gắt, giữ lại một đường lui. Chấp nhận người khác là mở ra cơ hội cho mình. Cảm thông với xung quanh mới giúp bản thân trở nên rộng lượng. Một người khoan dung là bởi biết dùng trái tim thiện lành đối xử với cuộc đời. Một người có tố chất là do luôn đem lòng tôn trọng ứng đối với kẻ khác. Một người có tu dưỡng thể hiện qua thái độ ôn hòa với mọi người và việc. Biết nghĩ đến người khác mới đáng được mọi người quan tâm. Có tôn trọng đối phương thì mới được cuộc đời trân trọng. Dùng tâm thái nhẹ nhàng đối xử với tất cả thì lòng mình tự nhiên cũng trở nên thư thái. Không tranh, không giành sẽ không lo, không sợ. Nuôi dưỡng thiện tâm. Trong các mối quan hệ hàng ngày, mọi thứ đều có nhân duyên nhất định của nó. Giữa người với người, nếu bạn xem người ta là Bồ Tát, họ sẽ là những con người thánh thiện. Nếu bạn nhìn người khác như ác quỷ, họ sẽ thành những nhân vật đáng sợ. Cũng giống như việc soi gương, nếu nhoẻn miệng mỉm cười, bạn sẽ nhận được một gương mặt vui vẻ. Còn như chau mày ủ rũ, bạn sẽ thấy một vẻ mặt bi thương. Giữa bạn bè với nhau cũng vậy, nếu bạn đối xử tôn trọng nể vì, họ sẽ ứng đáp nhẹ nhàng lịch sự. Bằng như khinh lờn quát tháo, sẽ nhận lấy sự bất mãn xem thường. Cho nên trong cuộc sống, đối xử với bạn bè nên chân thành, đối xử với người thân nên tình nghĩa, đối xử với người thương cần bao dung, đối xử với kẻ thù cần tha thứ. Nếu luôn giữ tâm niệm thiện lành ứng xử với mọi người, dần dần họ sẽ cảm nhận và có những hồi đáp tương ứng. Trong lòng chất chứa những điều tốt đẹp, chất lượng cuộc sống cũng theo đó mà được nâng cao. Tướng từ tâm sanh, cảnh tùy tâm đổi. Sự lương thiện trong lòng đủ lớn sẽ hiện ra ngoài mặt, rồi lan tỏa đến chung quanh, dẫn đến những kết quả ngọt lành. Điều quan trọng nhất. Con người sống một đời, điều gì quan trọng nhất? Con người bảo là xe, là nhà và tiền bạc. Vì nó mà nhiều người phải lãng phí sức khỏe, suy sụp tinh thần, xem rẻ sinh mạng. Rồi khi bạn không còn, chìa khóa xe mình mua, người khác nắm, nhà mình tạo, người khác ở, tiền của mình làm ra, người khác chi dùng. Vậy một đời, điều gì quan trọng nhất? Con người bảo là thân phận, địa vị và danh tiếng. Vì thân phận mà nhiều người phải đeo đuổi mỗi ngày, vì quyền thế mà tranh đấu mãi không thôi, vì hư danh mà suy nghĩ trăm phương ngàn kế. Rồi khi bạn không còn, ai quan tâm thân phận cao thấp, ai bận lòng địa vị hèn sang, ai thắc mắc danh tiếng ít nhiều. 100 năm sau, tiền vàng bạc trắng, xe rộng nhà cao, công danh lợi lộc đều không thể mang theo bên mình. Người giàu kẻ nghèo đều trở thành tro bụi, người sang kẻ hèn đều chỉ một mộ phần, dù nam hay nữ cũng một nắm xương khô. Cho nên mới nói tất cả đều không quan trọng, sống tốt mỗi ngày mới là điều cần thiết. Giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ, gieo hạt giống lành, yên ổn vui vẻ, nghĩa tình sâu trước, một đời an vui.
ấm lành tình đời. Khi thành công có bao nhiêu người vây quanh, lúc thất bại thì chẳng ai hỏi đến, đó là cuộc đời. Người lâu ngày không gặp vẫn quan tâm hỏi han mới thật sự ấm áp. Dù bận rộn vất vả vẫn nhớ nghĩ đến bạn nên trân trọng giữ gìn. Người thân cận không rời, dù gặp chuyện gì cũng đừng nên phụ bạc. Kẻ lúc nóng khi lạnh thì không đáng quan tâm. Tình cảm trên đời là vậy, giả ý sẽ nhận lại hư tình, chân thành mới cảm được người khác. Khi hoạn nạn mới thấy được ấm lạnh tình đời, lúc cần đến mới nhìn thấu thật ân giả nghĩa. Dù gặp chuyện gì, người với người nên bao dung, nhưng đừng bao che. Đối với tình cảm nên chân thành, nhưng đừng mê muội. Nếu không được hoan nghênh nên biết cách rút lui. Nếu không được trân trọng cần học cách quay lưng. Phong cảnh không ngắm được cũng không sao, tình cảm không hồi đáp thì cũng đừng cố chấp. Thời gian không nên lãng phí vào việc vô nghĩa. Tình cảm nhớ đừng gửi gắm những nơi không xứng đáng. Đời người từng trang mà viết nên. Trên đời người nhìn bạn có thể rất nhiều, nhưng hiểu được bạn thì lại rất ít. Kẻ nói về bạn có thể rất nhiều, nhưng giúp đỡ bạn lại càng ít hơn. Những cuộc gặp gỡ có thể rất nhiều, tin tưởng được thì lại rất ít. Cuối cùng những giọt lệ cũng phải tự mình lau, những niềm đau cũng tự mình chịu lấy. Không ai hiểu thì tự mình nỗ lực, không ai giúp thì phải cố gắng hơn. Không cầu mong mọi việc đều như ý, chỉ hy vọng không thấy thẹn với lòng. Còn bình thường, điều gì nên nói thì phát ngôn, bằng không thì im lặng, đó cũng là một dạng thông minh. Điều gì nên làm thì hết lòng, bằng không thì rút lui, đó là một dạng hiểu biết. Còn điều gì nên thể hiện thì thể hiện rõ ràng, bằng không thì quy ẩn, là một dạng trí tuệ. Người đời có thể tin tưởng nhưng đừng trông chờ. Bỗng lộc có công thì tiếp nhận, còn không thì đừng thọ hưởng. Con đường từng bước mà đi hết. Tình cảm từng chút mà hình thành. Đời người từng trang mà viết nên. Không có ai là trắc trở cả đời, không người nào là trọn đời không đau khổ. Chỉ cần giữ tâm thái tích cực, mọi thứ sẽ tốt đẹp theo. Xét mình. Đôi khi một lời ác ý có thể dẫn tới cuộc tranh đấu, một câu tốt lành lại sanh ra nhiều điều tốt đẹp. Đôi khi khuyên bảo một người cần trăm ngàn lời nói, nhưng có lúc chỉ cần một câu cũng đủ hủy diệt tất cả. Cho nên mỗi lời thốt ra cần hết sức thận trọng, suy nghĩ chu toàn mới mong không hối hận. Ai cũng có sở trường sở đoạn, chỉ cần học hỏi điều hay, hạn chế chỉ trích thì bất kỳ người nào cũng có thể tự làm thầy để giúp mình hoàn thiện hơn. Suốt ngày để ý ưu điểm người khác rồi ngưỡng mộ, ganh tị, chỉ bằng thu tầm mắt, nhìn lại mình rồi nghiêm túc học hỏi. Cứ nghĩ mưu tính kế, mong người khác không bằng mình, chỉ bằng âm thầm nỗ lực để bản thân trở nên mạnh mẽ. Đôi khi nhìn lại những điều từng khiến mình phiền não u mê, thật không đáng nhắc. Có lúc xét lại những thứ từng làm ta đau khổ vật vờ, nhẹ như gió thoảng qua. Cho nên gặp bất kỳ việc gì cũng không nên vội vàng cố chấp. Tỉnh táo một chút, điềm tĩnh một chút, nghĩ thoáng một chút, thì trên đời này không có gì là không thể nhẹ buông. Những khác biệt của góc nhìn. Thấy mỏi mệt, thử thay đổi góc nhìn về cuộc đời. Bị áp lực, thử thay đổi môi trường để hít thở. Nếu nghi hoặc, thử thay đổi chỗ đứng rồi đánh giá. Còn do dự,
thử thay đổi hướng đi trong chọn lựa. Khi buồn bực, thử thay đổi hoàn cảnh tìm niềm vui. Gặp phiền não, thử thay đổi tư duy để hóa giải. Lúc oán giận, thử thay đổi phương pháp để giải quyết. Thấy tự ti, thử thay đổi suy nghĩ khi đối diện. Thay đổi góc nhìn một chút, có khi bạn sẽ phát hiện ra thật nhiều điều khác biệt. Gìn giữ niềm tin. Giảm tâm sự hết lòng là người tin tưởng bạn, nhớ đừng đi rêu rao. Giảm đem tiền cho mượn là người tin tưởng bạn, nhớ đừng để thất tín. Giảm để lộ nhược điểm là người tin tưởng bạn, nhớ đừng gây tổn thương. Bất kể là tình thân, tình bạn hay tình yêu, ai cũng sợ gửi đi chân thành, nhận lại sự phụ bạc. Đặt cược niềm tin mà kết quả lại trắng tay. Tín nhiệm một người như giao cả trái tim. Tin tưởng ai đó là gửi trọn tấm lòng, nên cần hết sức cẩn trọng. Nếu đặt nhầm chỗ, nó sẽ thành vũ khí quay lại đâm chính mình. Ở đời, muốn được người tin tưởng, hãy làm mình xứng đáng. Nếu bạn giữ chữ tín, ai cũng muốn kết thân. Nếu như bạn nghiêm túc, mọi người sẽ nương cậy. Nếu bạn đủ chân thành, thì cuộc đời sẽ tình nguyện đặt trọn niềm tin. Những điều tâm niệm. Tâm trạng dù tồi tệ đến đâu, cũng nhớ đừng viết lên khuôn mặt, vì chẳng ai muốn đọc đâu. Công việc dù mệt mỏi thế nào, cũng đừng trách móc thở than, vì có ai làm thay bạn đâu mà. Hoàn cảnh dù nghèo cùng khổ tận, cũng không nên than hèn kể khó, vì không ai vô cớ cho bạn tiền cả. Dù thất vọng cũng đừng gục ngã, hãy nghĩ đến sự mong đợi của cha mẹ và người thân mà tiếp tục cố gắng. Dù chán nản cũng đừng buông xuôi, vì vấn đề không phải ở công việc mà là chính mình, nên trân trọng mỗi sự lựa chọn của bản thân. Dù khó khăn cũng đừng than thở, vì ai cũng có việc riêng, không thể giúp bạn mãi, nên mạnh mẽ một chút. Tận hưởng những gì đang làm, dù bị đả kích cũng đừng bi quan mà mất ý chí, bởi chẳng ai sanh ra liền có thể giải quyết mọi chuyện hoàn hảo, mà phải cố gắng hết mình với từng công việc một. Đừng vội nghĩ mình cô độc. Kỳ thực rất ít người hiểu rõ cô độc là gì. Có người thân, có bạn hữu, chưa từng trải qua giông bão cuộc đời thì cô độc từ đâu đến? Khi đau buồn hay mỏi mệt, nên biết tự an ủi lấy bản thân. Không có người lo lắng thì càng phải mạnh mẽ. Không có ai cổ vũ cũng phải biết tự bay lên. Không có người chiêm ngưỡng cũng cần thơm tho và tươm tất. Hãy quan sát cỏ dưới chân, hoa bên đường và lá trên cây. Sinh mạng dù khiêm tốn, nhưng chúng sống cuộc đời thật tươi đẹp. Sinh mạng dù vô thường ngắn ngủi, cũng không nên tùy tiện xem thường, vì không ai mua được sức khỏe cả. Có thời gian nên ngắm sông núi mênh mông để tinh thần được thư thái. Đừng quá khắc nghiệt với những việc quanh mình, vì mọi sự tồn tại đều có lý do riêng của nó. Đừng bình luận kẻ khác, đặc biệt là người mình chưa hiểu. Chúng ta chỉ có tư cách góp ý đối với những người bên cạnh mà mình thương yêu. Lúc tức giận thì không nên nói chuyện, vì sau đó ta thường hối hận về những lời đã lỡ thốt ra. Nên tha thứ đối với người từng làm mình tổn thương, nhưng nhất định đừng cho họ cơ hội tái phạm. Cuộc sống dù vất vả nhọc nhằn, cũng đừng đánh mất lòng tự tin, vì những gì tươi đẹp đều đang ở phía trước. Phẩm chất dù cao quý hay hư hỏng tột cùng, cũng nhớ đối xử hiếu thuận với mẹ cha, vì mai kia chắc chắn bạn cũng sẽ trở nên già yếu. Đừng quên người giúp đỡ mình, đừng hận người đã từng yêu, và đừng bao giờ lừa dối người trao lòng tin cho bạn. Tập sống
tùy duyên. Giữa người với người có thể gần cũng có thể xa, giữa việc với việc có thể phức tạp cũng có thể đơn giản, giữa tình cảm với nhau có thể sâu cũng có thể cạn. Đừng mong cầu người đối xử với mình đặc biệt, cũng chẳng nên hy vọng họ sẽ bớt đi những toan tính. Cuộc sống có người nói ít làm nhiều, cũng có kẻ sẽ chỉ biết khua chân múa tay. Bạn đừng quá bận lòng, chỉ cần quản tốt việc bản thân, làm những việc cần làm, đi con đường nên đi, giữ gìn sự lương thiện, nuôi dưỡng lòng chân thành, khoan dung với mọi người, nghiêm khắc với bản thân, còn lại thuận theo nhân duyên là được. Đức Phật từng nói, với người vô duyên, dù nói bao nhiêu lời cũng là thừa, còn như đã hữu duyên, thì chỉ cần xuất hiện, bạn cũng có thể thức tỉnh mọi giác quan của họ. Có một số việc vừa phân trắng đen đã trở thành quá khứ. Có một số người giận hờn vài ngày đã trở thành dĩ vãng. Có những nỗi đau vừa cười lên đã tan thành bọt nước. Có những hoàn cảnh nhờ chịu chút thương đau mà trở nên kiên cường. Đôi khi hôm nay là việc lớn, ngày mai nhìn lại chẳng có gì đáng kể. Năm nay quan trọng, sang năm sẽ thành thứ yếu. Chuyện vĩ đại đời này, đời sau người ta xem là truyền thuyết. Mỗi chúng ta nhiều nhất cũng chỉ là câu chuyện của một người. Vì thế trong cuộc sống hay công việc, nếu gặp chuyện không vừa ý, hãy nói với bản thân: hôm nay sẽ qua đi, ngày mai rồi cũng đến. Hãy buông bỏ tất cả để bắt đầu ngày mới. Trên đời có một số việc không phải không để tâm, mà để tâm cũng không làm được gì. Cuộc sống không có nếu như, chỉ có hậu quả và kết quả. Đón nhận đời mình như thế nào là do bản thân lựa chọn, người khác không thể quyết định thay. Trưởng thành rồi, bạn sẽ biết cách lấy nụ cười đối diện với tất cả. Để sống. Cây dù cao vạn trường cũng không thể thiếu gốc. Người dù huy hoàng thế nào cũng không thể quên ơn. Một đời người cần ghi nhớ. Người cho mình mượn tiền khi nghèo thiếu, người giúp mình chống đỡ lúc khó khăn, người chia ngọt sẻ bùi khi đau khổ, người nấu cơm pha thuốc lúc ốm đau, người thật lòng yêu thương dù mình còn tay trắng, người nhẫn nại hướng dẫn khi mình chưa biết gì. Nếu luôn nhớ đến sự tri ân, sẽ thu phục được lòng người. Kẻ được lòng người sẽ được người tôn trọng. Bậc được tôn trọng ắt có phẩm chất trong đời. Bạn quan tâm điều gì trong cuộc sống? Nếu lấy tiền tài làm trung tâm, bạn sẽ rất vất vả. Nếu xem con cái là tất cả, bạn sẽ bị mỏi mệt. Nếu nghĩ ái tình là lẽ sống, bạn sẽ nhận thương đau. Nếu coi hơn thua là mục tiêu, bạn sẽ luôn bất ổn. Nếu dùng khoan dung làm cách sống, bạn sẽ thấy hạnh phúc. Nếu lấy biết đủ làm tiêu chí, bạn sẽ luôn vui vẻ. Nếu biến cảm ơn thành động lực, bạn sẽ trở nên lương thiện. Mức độ của lòng tốt. Ở đời đôi khi bị người khác xem thường chỉ vì bạn quá dễ sai khiến. Công việc chỉ cần nhờ là bạn giúp. Đồ vật chỉ cần hỏi là bạn cho. Lỗi lầm gì rồi cũng được bạn bỏ qua. Tổn thương nào bạn cũng chịu đựng lấy. Nên biết trên đời có những kẻ quen được nhận sẽ quên mất cảm ơn. Nghĩ bạn mạnh mẽ thì không cần lo lắng, thấy bạn rộng lượng nên không giữ chừng mực. Lương thiện là điều tốt, nhưng nên biết ứng dụng đúng người đúng chỗ. Nếu cứ bỏ qua mình để lo cho kẻ khác, sẽ chẳng ai quan tâm đến cảm nhận của bạn đâu. Chịu thiệt thòi cũng là phúc,
nhưng đôi khi phải biết cách thể hiện, nếu không người đời chỉ xem bạn là đứa ngờ nghệch, có thể sai xử mọi thứ. Lương thiện không phải là ngốc, đạo đức không phải là khờ. Trong lòng mỗi người đều có suy nghĩ và hướng đi riêng, nên biết cách thể hiện để giữ sự tự tôn cho bản thân và giá trị cho những phẩm chất mà mình theo đuổi. Một nhân duyên tốt. Chữ nhân duyên bao hàm rất nhiều ngẫu nhiên, nhưng để duy trì nó cần rất nhiều điều tất nhiên. Một nhân duyên tốt không phải là để lại ấn tượng đẹp trong lòng đối phương trong lần đầu gặp mặt, mà quen biết nhau lâu ngày, người ấy vẫn muốn ở bên bạn cho đến tận sau cùng. Một nhân duyên tốt không phải là thu hút đối phương bằng vẻ ngoài kiều diễm, mà khi đủ hiểu lòng nhau, người ấy vẫn cảm thấy yêu thích những tính cách mà bạn có. Một nhân duyên tốt không cần tiếc vì gặp nhau quá trễ, mà trải qua bao nhiêu thăng trầm, người ấy vẫn cảm thấy được quen biết bạn là điều thật tốt. Một nhân duyên tốt không cần đến sớm, mà là đến rồi sẽ không rời đi nữa, bởi đôi bên đều biết cách trân trọng giữ gìn. Bạn bè chân thành. Bạn trân trọng một người nhất định là đã từng cảm động vì người ấy. Khi quyết định rời xa ai đó, hẳn là có ít nhiều thất vọng. Nhìn người không thể dựa vào bề ngoài, qua lại lâu ngày mới thấy được bản chất. Chuyện tình nghĩa đừng vội vàng bình phẩm, kinh qua hoạn nạn mới thấy rõ chân tình. Ở đời, lúc rơi xuống vực mới biết ai là kẻ lăn đá lấp hang, ai là người giúp mình chống đỡ. Bạn bè chân thành là người có thể đi cùng ta từ đêm đen đến lúc mặt trời xuất hiện, là người tình nguyện che dù cho mình khi mưa bão, là người ở lại đến giây phút cuối cùng khi tất cả đã rời đi hết. Tình bạn như thế rất quý và cũng rất hiếm. Chỉ những ai sống chân thành mới có ngày gặp được. Bạn bè không bàn nhiều ít, quý ở chỗ đồng hành trong mưa nắng. Tình cảm không luận ngắn dài, quan trọng khi cần đều có thể nương tựa. Cái gọi là nghĩa nặng là nếu như bạn cần, chỉ cần tôi có thì bạn sẽ có. Cái gọi là tình sâu không phải là lúc đắc ý hứa hẹn đủ điều, mà quan trọng là vào thời khắc cần thiết có thể đưa tay ra tiếp sức. Ngày thường có thể chê bai phản bác, nhưng khi có khó khăn liền đồng cam cộng khổ mới là bạn quý. Những kẻ tân bốc dập dìu chưa chắc đã thật lòng khi cần đến, mà trước sau như một mới đáng để cậy nhờ. Một nhân duyên tốt không phụ thuộc vào thời gian. Một tình bạn đẹp đến rồi thì sẽ không rời xa nữa. Nếu có duyên, không mời cũng tự đến. Đã vô duyên thì cưỡng cầu cũng chẳng được. Kẻ không trân trọng, dù thề non hẹn biển, rồi cũng sẽ quay lưng. Người thật lòng với bạn, chẳng hứa hẹn gì, vẫn ân cần gắn bó. Vấn đề duyên phận này, cứ sống hết lòng, còn lại thuần theo tự nhiên, vẫn là tốt nhất. Nếu có được một tâm thái tùy duyên, bạn sẽ sống trọn một đời cởi mở. Nếu chứa đựng một trái tim bình an, bạn sẽ có một lối sống tự tại. Nếu trong lòng có ý niệm từ bi, bạn sẽ làm được thật nhiều việc tốt. Nếu nuôi dưỡng một tấm lòng biết ơn, bạn sẽ càng cảm thấy mình hạnh phúc. Nếu ý thức được quy luật nhân quả, những quyết định sẽ trở nên sáng suốt. Nếu biết được khi nào nên nhường nhịn, cuộc sống này sẽ càng thêm vui vẻ. Nếu gìn giữ một trái tim mộc mạc, việc gì đến cũng sẽ rất giản đơn. Nếu rèn được một thói quen phản tỉnh, mỗi ngày qua bạn sẽ càng tỉnh thức.
87, càng cố gắng càng may mắn. Hạnh phúc không phụ thuộc nhà rộng hay hẹp, mà quan trọng tiếng cười bên trong giòn giả đến đâu. Hạnh phúc cũng không phụ thuộc vào việc nghe được bao nhiêu lời ngọt ngào chúc tụng, mà quan trọng vẫn là khi đau lòng yếu đuối, có người đến bên chia sẻ, vỗ về. Cái quý nhất không nằm ở khối vật chất bạn đang sở hữu, mà chính là những người đồng hành bên cạnh mình. Chúng ta hoàn toàn không thể ép người khác yêu thương mình, chỉ có thể làm cho bản thân trở thành người xứng đáng được thương yêu. Lúc nhỏ cho rằng chảy máu là việc rất kinh khủng, nên bất luận đau hay không cũng bật khóc trước tiên rồi tính tiếp. Lớn lên rồi mới hiểu, rất nhiều khi nước mắt rơi còn thấy đau hơn nhiều so với chuyện chảy máu. Thật ra trên đời này, ngoài sanh tử ra, tất cả đều là chuyện nhỏ. Bắt đầu từ hôm nay, bất luận gặp phải chuyện phiền phức gì cũng đừng dằn vặt bản thân. Dù tiếp nhận bao nhiêu điều tồi tệ cũng không nên cảm thấy bi thương, vì dù sao cũng còn có ngày mai, hôm nay chỉ là sự chuyển tiếp. Và hãy nhớ lấy câu nói, càng cố gắng sẽ càng may mắn, bạn sẽ vượt qua tất cả. Một nửa. Cuộc sống là những mảnh nhỏ ghép lại mà thành. Phụ nữ, một nửa là thiên thần, đứa còn lại là ác quỷ. Đàn ông, một nửa là quân tử, nửa còn lại là động vật. Bạn bè, một nửa là phù hợp, nửa còn lại cần tôn trọng. Hôn nhân, một nửa do vun đắp, nửa còn lại cần chấp nhận. Gia đình, một nửa cần cho đi, nửa còn lại là nhận được. Tình cảm, một nửa là qua lại, nửa còn lại cần giữ gìn. Vợ chồng, một nửa cần bao dung, nửa còn lại cần chăm sóc. Con cái, một nửa là thiên phú, nửa còn lại do nuôi dạy. Cha mẹ, một nửa cần hiếu thuận, nửa còn lại cần gần gũi. Công việc, một nửa là vận may, nửa còn lại cần cố gắng. Tiền bạc, một nửa là vui vẻ, nửa còn lại là lo buồn. Cuộc sống, một nửa là hồi ức, nửa còn lại cần tiếp tục. Hạnh phúc, một nửa là cảm giác, nửa còn lại nhờ biết đủ. Ước mơ, một nửa là can đảm, nửa còn lại là ảo tưởng. Cuộc đời, một nửa cần tỉnh táo, nửa còn lại cần một chút ngớ ngẩn. Đâu cần phải chấp nhất thị phi. Bị người hiểu lầm mà không phân trần là rộng lượng. Sự việc thật giả, thời gian sẽ cho câu trả lời tốt nhất. Bị người tổn thương mà không oán trách là lương thiện. Tình đời thay đổi nóng lạnh, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Bị người vu khống mà không buồn giận là có tu dưỡng. Phẩm chất tốt xấu, thời gian sẽ soi sáng tỏ tường. Ở đời, nhiều khi hơn nhau không phải do bạn nhìn thấu bao nhiêu chuyện, mà quan trọng ở chỗ bạn biết xem nhẹ những việc gì. Tấm lòng rộng hay hẹp không phụ thuộc việc quen biết người nhiều hay ít, mà có thể bao dung được những ai. Người chấp nhận thiệt thòi không có nghĩa là thua thiệt, sớm muộn gì cũng sẽ có sự bù đắp xứng đáng. Người nhường nhịn không hề mất mát gì ngoài sự tự tôn, họ còn có được lòng người, vì thế càng trở nên tôn quý. Mở lòng để tha thứ. Cuộc sống ắt sẽ có những chuyện không như ý, sẽ phải gặp những kẻ không thuận lòng. Nếu không thể xem nhẹ và bỏ qua, bạn sẽ sống trong phiền phức và mỏi mệt. Giữa người với người, do kiến thức khác nhau, quan niệm khác nhau, sự tu dưỡng khác nhau, nên cách nhìn nhận và xử lý vấn đề không giống nhau. Vì thế, đôi khi có sự đụng chạm, xung đột hay mâu thuẫn với nhau cũng là chuyện bình thường.
Những lúc như thế, tha thứ trở thành phong độ, thành một cách tu dưỡng, là một cây dù có thể bảo vệ, giúp bạn bước về phía trước trong mưa gió bão bùng. Tha thứ cho người khác đôi khi cần một chút hy sinh, một tấm lòng rộng lượng hay một chút thiệt thòi. Đó hoàn toàn không phải nhu nhược hay yếu đuối, mà để con đường bạn đi rộng rãi và thoáng đãng hơn. Cuộc sống cũng giống như bầu trời, không thể lúc nào cũng trong lành để bạn vui thích, mà đôi khi sẽ u ám khiến bạn phiền muộn. Cuộc sống cũng không thể tặng mãi cho bạn những điều may mắn và hạnh phúc. Có lúc nó sẽ bắt bạn nếm đủ những cay đắng ngọt bùi. Vì thế, hãy mở lòng mình ra, tập nếp sống thứ tha, bước qua những người và việc khiến bản thân phiền muộn. Bạn sẽ thấy mình đang đứng ở trên cao và nhìn ra xa tận cuối chân trời. Vướng bận của lòng tham. Con người thông thường vì quá xem trọng dục vọng của mình mới phải quan tâm thái quá đến phản ứng của kẻ khác. Khi mong cầu không được toại nguyện, liền cảm thấy bi thương. Người có lòng tham càng lớn sẽ càng trở nên yếu đuối. Kẻ chú ý đến lợi ích của mình bao nhiêu sẽ có nhiều toan tính bấy nhiêu. Muốn đạt được càng nhiều sẽ thấy mất mát càng lớn. Bao nhiêu tổn thương cũng từ tham dục mà ra. Nếu lòng tham của chúng ta nhỏ lại, người khác sẽ không thể đoán định được và lợi dụng nó để phục vụ cho mục tiêu của họ. Nếu dẹp bỏ được lòng tham, những phiền não không có chỗ bám víu sẽ phải tự rời đi, và chúng ta sẽ được tự tại. Buồn vui vừa đủ. Khi được người khác tâng bốc, vui vẻ một chút là đủ, chớ vội cho đó là sự thật. Vì phần lớn tâng bốc là để lấy lòng, đừng để những lời ngon ngọt đó đánh lừa. Khi bị người khác phê bình, buồn bã một chút thì được, đừng bao giờ bày tỏ sự giận dữ. Vì ít nhiều trong đó cũng có điều mình thất thốn, sửa đổi bản thân mới là việc cần. Nếu cuộc đời thật sự khổ đau, bạn sẽ không còn thời gian để than thở. Nếu cuộc sống quá lam lũ, bạn lấy đâu ra sức để trách hờn? Vì tất cả vẫn chưa đến mức cùng cực, bạn mới còn tâm trạng để khóc than, kể lể. Bất kể ở đâu hay lúc nào, hãy nhớ rằng mình sống là cho bản thân. Vì vậy, làm việc gì chỉ cần không thẹn với lòng, tròn vẹn bổn phận cá nhân là được. Số mệnh từ nội tâm sanh. Khi chọn lựa con đường cũng chính là lúc bạn quyết định vận mệnh của mình. Đừng quá bận lòng về quá khứ, hãy sống trọn vẹn với hiện tại và hướng tầm nhìn về tương lai. Ngày mai chắc chắn sẽ trở nên tươi đẹp. Nhân quả xoay vần. Than phiền người khác bằng tra tấn chính mình. Ganh tị người khác bằng xem thường bản thân. Hâm mộ người khác bằng lãng phí chính mình. Oán hận người khác bằng bực bội chính mình. Dối gạt người khác bằng lừa phỉnh chính mình. Thất tính người khác bằng hủy hoại chính mình. Vướng bận người khác bằng phiền muộn chính mình. Trở ngại người khác bằng hãm hại chính mình. Từ bi với người bằng mình được vui vẻ. Tôn trọng người khác bằng mình được yêu quý. Khoan dung người khác bằng cởi mở lòng mình. Giúp đỡ người khác bằng làm mình thiện lương. Ai hay trong một tách trà có hồ sen ngát mượt mà dâng hương. Ai hay trong gió ngàn phương đã mang hơi thở trùng dương xanh ngời. Tay em cầm mảnh giấy rời, nhìn sâu chiếc lá trên đồi nằm im. Ai hay trong một cánh chim chở theo nỗi nhớ trái tim xa nhà. Hữu thân giữa chốn ta bà là vương bóng dáng
hằng sa luân hồi. Ngửa bàn tay dưới mặt trời, lặng nhìn hồi ngộ bao đời xa xôi. Nên người nào có xa tôi và thế giới chẳng rời xa nhau. Khi người mang vết thương sâu, hồn tôi lân mẫn nguyện đau vì người. Khi người nở một nụ cười, bàn chân tôi bước thảnh thơi nhịp cùng. Ai hay một trái tim nồng mở ra ôm được muôn lòng thế gian. Một người tính khí nóng nảy, miệng mồm độc địa, dù tâm địa tốt đến đâu cũng sẽ khiến người khác e ngại mà lánh xa. Nên dù có đủ lý lẽ cũng nên nhẹ nhàng một chút. Lý cần thẳng, nhưng khí nên hòa. Một lần tha thứ là một lần tạo phúc. Lòng càng rộng thì phúc sẽ càng lớn. Khi muốn phê bình người khác, trước nên xét lại mình đã hoàn thiện hay còn lỗi lầm nào không, rồi hãy nói. Gặp việc nói nhiều không bằng nói ít, nói ít không bằng nói đúng lúc. Đừng quá khắt khe với người lầm lỡ, nhưng hãy tránh xa những kẻ không chịu chấp nhận và sửa đổi sai lầm. Nên nhớ, nhường nhịn lần thứ nhất là độ lượng, lần hai là bao dung, nhưng lần thứ ba sẽ biến thành nhu nhược. Đừng ngại việc nhiều, chỉ e nhiều chuyện. Bận rộn sẽ tránh được thị phi, còn quá rảnh rỗi sẽ không có niềm vui ý nghĩa. Không sợ bị người đâm sau lưng, chỉ lo khi quay đầu lại nhìn thấy kẻ mình từng đối xử bằng cả tấm chân tình. Không ngại trải lòng với bè bạn, chỉ e vừa quay lưng đi liền bị biến thành chuyện cười trong cuộc hàn huyên của kẻ khác. Bạn cho rằng hành vi cao nhất của giao tiếp là gì? Chính là đối với người dù gần gũi, thân thiết nhất, vẫn giữ thái độ tôn trọng và kiên nhẫn. Biết cách hóa giải muộn phiền là trí tuệ. Có thể chia sẻ thương yêu chính là hạnh phúc. Chỉ cần nhớ rằng sáng nhất là mặt trời, có ơn lớn nhất là cha mẹ. Quân tử thì rộng lượng, tiểu nhân thường hay tính toán. Bạn sẽ có cách ứng xử phù hợp trong cuộc đời. Chiếc bẫy thời gian. Người không có thời gian dành cho người thân, sớm muộn gì cũng phải dành thời gian cho sự cô độc. Người không có thời gian để nghỉ ngơi, sớm muộn gì cũng phải dành thời gian cho bệnh tật. Người không có thời gian vận động, sớm muộn gì cũng phải dành thời gian để giảm cân. Thời gian đối với mọi người đều công bằng. Nếu mình lạm dụng lúc này, sẽ phải bù đắp vào lúc khác. Cuộc đời như một ván cờ, và đối thủ của bạn chính là thời gian. Trận đấu quyết liệt nhất đôi khi được tính bằng phút giây. Có những quyết định hay lời nói chỉ trong khoảnh khắc, nhưng có khi dùng tất cả thời gian còn lại cũng không thể bù đắp. Giống như người đang hấp hối, có dùng cả gia tài cũng không thể đổi lại dù chỉ một hơi thở. Vì thế, khi khỏe mạnh, lúc còn thời gian, nên cố gắng làm những điều có ích và cần thiết. Đừng để mất đi rồi mới hối tiếc trong muộn màng. Những câu nói trí tuệ. Đừng chờ đợi người khác giúp đỡ bạn về mặt kinh tế, vì tiền bạc đối với ai cũng là không đủ dùng. Nên học cách cho đi. Bạn bè giúp đỡ nhau là việc tốt, là đạo nghĩa. Nếu họ không giúp cũng là chuyện bình thường. Không nên có tâm oán giận vì chẳng ai nợ bạn cả. Hãy luyện cho mình một tinh thần độc lập, kiên cường, lạc quan và hạnh phúc. Vì rốt cuộc cũng chỉ có chính mình mới liên quan trực tiếp tới chuyện sống chết của bản thân. Phải học lấy tính kiên cường. Đừng bao giờ nhìn sự giàu nghèo mà kết bạn. Dù người ta có tiền vàng bạc tỷ cũng chẳng liên quan gì đến bạn.
đừng biến mình thành đầy tớ của kẻ khác. Trên đời có những người dù chỉ có một cái bánh cũng có thể vì bạn mà bẻ làm đôi. Phải học cách nhìn người. Bạn có thể tin tưởng trên đời này vẫn có loại tình yêu trung trinh tiết liệt, nhưng nó chỉ thuộc về Ngưu Lang Chức Nữ, Lương Sơn Bá, Trúc Anh Đài hay Romeo và Juliet, bởi họ đều chết rất sớm. Còn chúng ta lại sống lâu hơn, nên biết cách giữ gìn. Đừng quá cố chấp vào bất kỳ chuyện gì. Thế giới này không phải dành riêng cho bạn. Địa cầu này chẳng phải chỉ vì một mình bạn mà quay. Vì thế đừng cố bám víu vào những cái đang có. Chúng ta quá lắm cũng chỉ là những lữ khách hồng trần, sanh ra không mang gì đến, chết đi cũng chẳng mang được gì theo đâu. Nên học cách buông xả. Một vài cảm ngộ. Tiền tài là để tiêu xài, đủ chi dùng là phước đức. Bằng quá nhiều sẽ biến thành mối lo lắng bất an. Nhà cửa là để trú ngụ, đừng biến thành gánh nặng trong đời. Bất luận lớn hay nhỏ, người ở trong đó thấy vui là được. Nhà ở đâu không quan trọng, có hoa thơm cỏ dài chính là vị trí tốt nhất. Xe cộ là phương tiện đi lại, đừng biến thành công cụ để khoe khoang. Lái xe gì không quan trọng, miễn đi bình an, về vui vẻ là được. Danh thế là kết quả của sự phấn đấu rèn luyện, không phải đặc quyền. Có danh thế vừa phải chính là phúc phận, bởi danh quá cao, thế quá mạnh thì cũng khó lòng được yên. Ăn uống vốn để nuôi dưỡng con người cũng là một dạng thuốc thang, không nên quá hoang phí. Ăn uống vừa đủ thì bổ dưỡng, bằng quá độ sẽ tổn hại cơ thể của chính mình. Con người sống một đời rốt cuộc nhận ra được những gì? Cuộc sống không nhất thiết phải quá sung túc giàu sang, mà chỉ cần mỗi ngày trôi qua đều có ý nghĩa. Hạnh phúc không đến từ sự so bì với người khác, mà dùng tâm từ từ cảm nhận. Niềm vui vững bền không đến từ bên ngoài, mà xuất phát từ nội tâm của mỗi người. Khổ khờ. Con người rất đơn giản mà cũng rất đáng sợ. Một tấm lòng lương thiện có thể bao dung hết mọi việc. Một trái tim độc ác có thể hãm hại vô số người. Làm người quá tinh quái thì kẻ khác lánh xa. Làm việc quá khắt khe dễ khiến người oán thán. Gặp chuyện gì cũng quyết đấu đến cùng. Có chút lợi thế thì cố tranh cho bằng hết. Cuối cùng cái mất đi là lòng người, và bản thân cũng trở nên hèn hạ. Cho nên khi đối diện với tiền tài lợi ích, nên khụ khờ một chút để không mất hòa khí. Gặp chuyện tính toán nghĩa ân, biết khụ khờ một chút sẽ không thẹn với lòng. Lúc tranh danh đoạt lợi, hãy khụ khờ một chút để không mệt đầu óc. Nhận tin đồn thất thiệt, cần khụ khờ một chút để không nhập lỗ tai. Con người không ai là hoàn mỹ, mỗi cá nhân có một phong cách khác nhau. Mặc dù có kẻ ngưỡng mộ, có người đố kỵ hay ai đó không cam lòng, nhưng trong sâu thẳm mỗi người đều hy vọng mình không vướng vào những thị phi giành giật. Người thật sự có trí sẽ không sống quá khôn ranh, suốt ngày mưu toan các kiểu. Họ sẽ khù khờ một chút để giữ sự lương thiện và tránh xa những đấu tranh không có ngày kết thúc. Cuộc đời ngắn ngủi, biết vừa lòng thỏa chí mới thông dâm. Cuộc sống bộn bề, biết khù khờ một chút sẽ tự tại. Giữ lại chút lòng thành. Soi mói lỗi lầm kẻ khác, chính mình đã không tốt. Trách móc sự thiếu sót của người, tự thân đã là điều không hay. Dùng tâm lượng bản thân đánh giá người khác thì không ai là hoàn thiện. Rắp tâm đẩy đối thủ vào đường cùng, không thể khiến họ đi vào tuyệt lộ, mà chỉ hại mình hết đường rút lui. Chầm chầm dòm ngó chuyện tốt xấu thiên hạ, không thể khiến ai mất mát điều gì, mà chỉ làm bản thân không còn thời gian ngẩng đầu
nhìn trời cao đất rộng. Người quá độc đoán sẽ không có bạn bè, lòng quá ích kỷ chỉ khiến mình mỏi mệt. Chỉ có tình thương mới tạo ra nghĩa tình, mới có thể bao dung được cả thế giới. Lúc có thời gian nên ngồi yên phản tỉnh lỗi lầm. Khi rảnh rỗi đừng bình luận chuyện tốt xấu thiên hạ. Lời nói dù không trực tiếp hại thân nhưng rất dễ gây tổn đức. Nghiệp ác của miệng không gì lớn hơn tội vu khống. Nên thận trọng mở lời, tránh nói những chuyện không có. Dù đùa giỡn cũng nên có chừng mực. Tố cáo người cũng đừng nên nói tận, giữ lại chút khẩu đức. Trách mắng người nhớ đừng quá cay nghiệt, giữ lại chút độ lượng. Dù có lý cũng đừng truy đến đường cùng, giữ lại chút khoan dung. Xử lý việc đừng làm quá gay gắt, giữ lại một đường lui. Chấp nhận người khác là mở ra cơ hội cho mình. Cảm thông với xung quanh mới giúp bản thân trở nên rộng lượng. Một người khoan dung là bởi biết dùng trái tim thiện lành đối xử với cuộc đời. Một người có tố chất là do luôn đem lòng tôn trọng ứng đối với kẻ khác. Một người có tu dưỡng thể hiện qua thái độ ôn hòa với mọi người và việc. Biết nghĩ đến người khác mới đáng được mọi người quan tâm. Có tôn trọng đối phương thì mới được cuộc đời trân trọng. Dùng tâm thái nhẹ nhàng đối xử với tất cả thì lòng mình tự nhiên cũng trở nên thư thái. Không tranh, không giành sẽ không lo, không sợ. Nuôi dưỡng thiện tâm. Trong các mối quan hệ hàng ngày, mọi thứ đều có nhân duyên nhất định của nó. Giữa người với người, nếu bạn xem người ta là Bồ Tát, họ sẽ là những con người thánh thiện. Nếu bạn nhìn người khác như ác quỷ, họ sẽ thành những nhân vật đáng sợ. Cũng giống như việc soi gương, nếu nhoẻn miệng mỉm cười, bạn sẽ nhận được một gương mặt vui vẻ. Còn như chau mày ủ rũ, bạn sẽ thấy một vẻ mặt bi thương. Giữa bạn bè với nhau cũng vậy, nếu bạn đối xử tôn trọng nể vì, họ sẽ ứng đáp nhẹ nhàng lịch sự. Bạn như khinh lờn quát tháo sẽ nhận lấy sự bất mãn xem thường. Cho nên trong cuộc sống, đối xử với bạn bè nên chân thành, đối xử với người thân nên tình nghĩa, đối xử với người thương cần bao dung, đối xử với kẻ thù cần tha thứ. Nếu luôn giữ tâm niệm thiện lành ứng xử với mọi người, dần dần họ sẽ cảm nhận và có những hồi đáp tương ứng. Trong lòng chất chứa những điều tốt đẹp, chất lượng cuộc sống cũng theo đó mà được nâng cao. Tướng từ tâm sanh, cảnh tùy tâm đổi. Sự lương thiện trong lòng đủ lớn sẽ hiện ra ngoài mặt, rồi lan tỏa đến chung quanh, dẫn đến những kết quả ngọt lành. Điều quan trọng nhất. Con người sống một đời, điều gì quan trọng nhất? Có người bảo là xe, là nhà và tiền bạc. Vì nó mà nhiều người phải lãng phí sức khỏe, suy sụp tinh thần, xem rẻ sinh mạng. Rồi khi bạn không còn, chìa khóa xe mình mua, người khác nắm, nhà mình tạo, người khác ở, tiền của mình làm ra, người khác chi dùng. Vậy một đời, điều gì quan trọng nhất? Có người bảo là thân phận, địa vị và danh tiếng. Vì thân phận mà nhiều người phải đeo đuổi mỗi ngày, vì quyền thế mà tranh đấu mãi không thôi, vì hư danh mà suy nghĩ trăm phương ngàn kế. Rồi khi bạn không còn, ai quan tâm thân phận cao thấp, ai bận lòng địa vị hèn sang, ai thắc mắc danh tiếng ít nhiều. 100 năm sau, tiền vàng bạc trắng, xe rộng nhà cao, công danh lợi lộc đều không thể mang theo bên mình. Người giàu kẻ nghèo đều trở thành tro bụi, người sang kẻ hèn đều chỉ một mộ phần, dù nam hay nữ cũng một nắm xương khô. Cho nên mới nói, tất cả đều không quan trọng, sống tốt mỗi ngày mới là điều cần thiết. Giữ gìn sức khỏe
ăn uống điều độ, gieo hạt giống lành, yên ổn vui vẻ, nghĩa tình sâu trước, một đời an vui. Ấm lành tình đời. Khi thành công có bao nhiêu người vây quanh, lúc thất bại thì chẳng ai hỏi đến, đó là cuộc đời. Người lâu ngày không gặp vẫn quan tâm hỏi han mới thật sự ấm áp. Dù bận rộn vất vả vẫn nhớ nghĩ đến bạn nên trân trọng giữ gìn. Người thân cận không rời, dù gặp chuyện gì cũng đừng nên phụ bạc. Kẻ lúc nóng khi lạnh thì không đáng quan tâm. Tình cảm trên đời là vậy, giả ý sẽ nhận lại hư tình, chân thành mới cảm được người khác. Khi hoạn nạn mới thấy được ấm lạnh tình đời, lúc cần đến mới nhìn thấu thật ân giả nghĩa. Dù gặp chuyện gì, người với người nên bao dung, nhưng đừng bao che. Đối với tình cảm nên chân thành, nhưng đừng mê muội. Nếu không được hoan nghênh nên biết cách rút lui. Nếu không được trân trọng cần học cách quay lưng. Phong cảnh không ngắm được cũng không sao, tình cảm không hồi đáp thì cũng đừng cố chấp. Thời gian không nên lãng phí vào việc vô nghĩa. Tình cảm nhớ đừng gửi gắm những nơi không xứng đáng. Đời người từng trang mà viết nên. Trên đời người nhìn bạn có thể rất nhiều, nhưng hiểu được bạn thì lại rất ít. Kẻ nói về bạn có thể rất nhiều, nhưng giúp đỡ bạn lại càng ít hơn. Những cuộc gặp gỡ có thể rất nhiều, tin tưởng được thì lại rất ít. Cuối cùng những giọt lệ cũng phải tự mình lau, những niềm đau cũng tự mình chịu lấy. Không ai hiểu thì tự mình nỗ lực, không ai giúp thì phải cố gắng hơn. Không cầu mong mọi việc đều như ý, chỉ hy vọng không thấy thẹn với lòng. Còn bình thường, điều gì nên nói thì phát ngôn, bằng không thì im lặng, đó cũng là một dạng thông minh. Điều gì nên làm thì hết lòng, bằng không thì rút lui, đó là một dạng hiểu biết. Còn điều gì nên thể hiện thì thể hiện rõ ràng, bằng không thì quy ẩn, là một dạng trí tuệ. Người đời có thể tin tưởng nhưng đừng trông chờ. Bổng lộc có công thì tiếp nhận, còn không thì đừng thọ hưởng. Con đường từng bước mà đi hết. Tình cảm từng chút mà hình thành. Đời người từng trang mà viết nên. Không có ai là trắc trở cả đời, không người nào là trọn đời không đau khổ. Chỉ cần giữ tâm thái tích cực, mọi thứ sẽ tốt đẹp theo. Xét mình. Đôi khi một lời ác ý có thể dẫn tới cuộc tranh đấu, một câu tốt lành lại sanh ra nhiều điều tốt đẹp. Đôi khi khuyên bảo một người cần trăm ngàn lời nói, nhưng có lúc chỉ cần một câu cũng đủ hủy diệt tất cả. Cho nên mỗi lời thốt ra cần hết sức thận trọng, suy nghĩ chu toàn mới mong không hối hận. Ai cũng có sở trường sở đoạn, chỉ cần học hỏi điều hay, hạn chế chỉ trích, thì bất kỳ người nào cũng có thể tự làm thầy để giúp mình hoàn thiện hơn. Suốt ngày để ý ưu điểm người khác rồi ngưỡng mộ, ganh tị, chỉ bằng thu tầm mắt, nhìn lại mình rồi nghiêm túc học hỏi. Cứ nghĩ mưu tính kế, mong người khác không bằng mình, chỉ bằng âm thầm nỗ lực để bản thân trở nên mạnh mẽ. Đôi khi, nhìn lại những điều từng khiến mình phiền não u mê, thật không đáng nhắc. Có lúc, xét lại những thứ từng làm ta đau khổ vật vờ, nhẹ như gió thoảng qua. Cho nên, gặp bất kỳ việc gì cũng không nên vội vàng cố chấp. Tỉnh táo một chút, điềm tĩnh một chút, nghĩ thoáng một chút, thì trên đời này không có gì là không thể nhẹ buông. Những khác biệt của góc nhìn. Thấy mỏi mệt, thử thay đổi góc nhìn về cuộc đời.
bị áp lực, thử thay đổi môi trường để hít thở. Nếu nghi hoặc, thử thay đổi chỗ đứng rồi đánh giá. Còn do dự, thử thay đổi hướng đi trong chọn lựa. Khi buồn bực, thử thay đổi hoàn cảnh tìm niềm vui. Gặp phiền não, thử thay đổi tư duy để hóa giải. Lúc oán giận, thử thay đổi phương pháp để giải quyết. Thấy tự ti, thử thay đổi suy nghĩ khi đối diện. Thay đổi góc nhìn một chút, có khi bạn sẽ phát hiện ra thật nhiều điều khác biệt. Gìn giữ niềm tin. Giảm tâm sự hết lòng là người tin tưởng bạn, nhớ đừng đi rêu rao. Giảm đem tiền cho mượn là người tin tưởng bạn, nhớ đừng để thất tín. Giảm để lộ nhược điểm là người tin tưởng bạn, nhớ đừng gây tổn thương. Bất kể là tình thân, tình bạn hay tình yêu, ai cũng sợ gửi đi chân thành, nhận lại sự phụ bạc. Đặt cược niềm tin mà kết quả lại trắng tay. Tín nhiệm một người như giao cả trái tim. Tin tưởng ai đó là gửi trọn tấm lòng, nên cần hết sức cẩn trọng. Nếu đặt nhầm chỗ, nó sẽ thành vũ khí quay lại đâm chính mình. Ở đời, muốn được người tin tưởng, hãy làm mình xứng đáng. Nếu bạn giữ chữ tín, ai cũng muốn kết thân. Nếu như bạn nghiêm túc, mọi người sẽ nương cậy. Nếu bạn đủ chân thành, thì cuộc đời sẽ tình nguyện đặt trọn niềm tin. Những điều tâm niệm. Tâm trạng dù tồi tệ đến đâu, cũng nhớ đừng viết lên khuôn mặt, vì chẳng ai muốn đọc đâu. Công việc dù mệt mỏi thế nào, cũng đừng trách móc thở than, vì có ai làm thay bạn đâu mà. Hoàn cảnh dù nghèo cùng khổ tận, cũng không nên than hèn kể khó, vì không ai vô cớ cho bạn tiền cả. Dù thất vọng cũng đừng gục ngã, hãy nghĩ đến sự mong đợi của cha mẹ và người thân mà tiếp tục cố gắng. Dù chán nản cũng đừng buông xuôi, vì vấn đề không phải ở công việc mà là chính mình, nên trân trọng mỗi sự lựa chọn của bản thân. Dù khó khăn cũng đừng than thở, vì ai cũng có việc riêng, không thể giúp bạn mãi, nên mạnh mẽ một chút. Tận hưởng những gì đang làm, dù bị đả kích cũng đừng bi quan mà mất ý chí, bởi chẳng ai sanh ra liền có thể giải quyết mọi chuyện hoàn hảo, mà phải cố gắng hết mình với từng công việc một. Đừng vội nghĩ mình cô độc. Kỳ thực rất ít người hiểu rõ cô độc là gì. Có người thân, có bạn hữu, chưa từng trải qua giông bão cuộc đời thì cô độc từ đâu đến? Khi đau buồn hay mỏi mệt, nên biết tự an ủi lấy bản thân. Không có người lo lắng thì càng phải mạnh mẽ. Không có ai cổ vũ cũng phải biết tự bay lên. Không có người chiêm ngưỡng cũng cần thơm tho và tươm tất. Hãy quan sát cỏ dưới chân, hoa bên đường và lá trên cây. Sinh mạng dù khiêm tốn, nhưng chúng sống cuộc đời thật tươi đẹp. Sinh mạng dù vô thường ngắn ngủi, cũng không nên tùy tiện xem thường, vì không ai mua được sức khỏe cả. Có thời gian nên ngắm sông núi mênh mông để tinh thần được thư thái. Đừng quá khắc nghiệt với những việc quanh mình, vì mọi sự tồn tại đều có lý do riêng của nó. Đừng bình luận kẻ khác, đặc biệt là người mình chưa hiểu. Chúng ta chỉ có tư cách góp ý đối với những người bên cạnh mà mình thương yêu. Lúc tức giận thì không nên nói chuyện, vì sau đó ta thường hối hận về những lời đã lỡ thốt ra. Nên tha thứ đối với người từng làm mình tổn thương, nhưng nhất định đừng cho họ cơ hội tái phạm. Cuộc sống dù vất vả nhọc nhằn, cũng đừng đánh mất lòng tự tin, vì những gì tươi đẹp đều đang ở phía trước. Phẩm chất dù cao quý hay hư hỏng tột cùng, cũng nhớ đối xử hiếu thuận với mẹ cha, vì mai kia chắc chắn bạn cũng sẽ trở nên già yếu.
Đừng quên người giúp đỡ mình, đừng hận người đã từng yêu, và đừng bao giờ lừa dối người trao lòng tin cho bạn. Tập sống tùy duyên. Giữa người với người có thể gần cũng có thể xa, giữa việc với việc có thể phức tạp cũng có thể đơn giản, giữa tình cảm với nhau có thể sâu cũng có thể cạn. Đừng mong cầu người đối xử với mình đặc biệt, cũng chẳng nên hy vọng họ sẽ bớt đi những toan tính. Cuộc sống có người nói ít làm nhiều, cũng có kẻ sẽ chỉ biết khua chân múa tay. Bạn đừng quá bận lòng, chỉ cần quản tốt việc bản thân, làm những việc cần làm, đi con đường nên đi, giữ gìn sự lương thiện, nuôi dưỡng lòng chân thành, khoan dung với mọi người, nghiêm khắc với bản thân, còn lại thuận theo nhân duyên là được. Đức Phật từng nói, với người vô duyên, dù nói bao nhiêu lời cũng là thừa, còn như đã hữu duyên thì chỉ cần xuất hiện, bạn cũng có thể thức tỉnh mọi giác quan của họ. Có một số việc vừa phân trắng đen đã trở thành quá khứ, có một số người giận hờn vài ngày đã trở thành dĩ vãng, có những nỗi đau vừa cười lên đã tan thành bọt nước, có những hoàn cảnh nhờ chịu chút thương đau mà trở nên kiên cường. Đôi khi hôm nay là việc lớn, ngày mai nhìn lại chẳng có gì đáng kể. Năm nay quan trọng, sang năm sẽ thành thứ yếu. Chuyện vĩ đại đời này, đời sau người ta xem là truyền thuyết. Mỗi chúng ta nhiều nhất cũng chỉ là câu chuyện của một người. Vì thế trong cuộc sống hay công việc, nếu gặp chuyện không vừa ý, hãy nói với bản thân: hôm nay sẽ qua đi, ngày mai rồi cũng đến. Hãy buông bỏ tất cả để bắt đầu ngày mới. Trên đời có một số việc không phải không để tâm, mà để tâm cũng không làm được gì. Cuộc sống không có nếu như, chỉ có hậu quả và kết quả. Đón nhận đời mình như thế nào là do bản thân lựa chọn, người khác không thể quyết định thay. Trưởng thành rồi, bạn sẽ biết cách lấy nụ cười đối diện với tất cả. Để sống. Cây dù cao vạn trường cũng không thể thiếu gốc, người dù huy hoàng thế nào cũng không thể quên ơn. Một đời người cần ghi nhớ, người cho mình mượn tiền khi nghèo thiếu, người giúp mình chống đỡ lúc khó khăn, người chia ngọt sẻ bùi khi đau khổ, người nấu cơm pha thuốc lúc ốm đau, người thật lòng yêu thương dù mình còn tay trắng, người nhẫn nại hướng dẫn khi mình chưa biết gì. Nếu luôn nhớ đến sự tri ân, sẽ thu phục được lòng người. Kẻ được lòng người sẽ được người tôn trọng, bậc được tôn trọng ắt có phẩm chất trong đời. Bạn quan tâm điều gì trong cuộc sống? Nếu lấy tiền tài làm trung tâm, bạn sẽ rất vất vả. Nếu xem con cái là tất cả, bạn sẽ bị mỏi mệt. Nếu nghĩ ái tình là lẽ sống, bạn sẽ nhận thương đau. Nếu coi hơn thua là mục tiêu, bạn sẽ luôn bất ổn. Nếu dùng khoan dung làm cách sống, bạn sẽ thấy hạnh phúc. Nếu lấy biết đủ làm tiêu chí, bạn sẽ luôn vui vẻ. Nếu biến cảm ơn thành động lực, bạn sẽ trở nên lương thiện. Mức độ của lòng tốt. Ở đời, đôi khi bị người khác xem thường chỉ vì bạn quá dễ sai khiến. Công việc, chỉ cần nhờ là bạn giúp. Đồ vật, chỉ cần hỏi là bạn cho. Lỗi lầm gì rồi cũng được bạn bỏ qua. Tổn thương nào bạn cũng chịu đựng lấy. Nên biết trên đời có những kẻ quen được nhận sẽ quên mất cảm ơn. Nghĩ bạn mạnh mẽ thì không cần lo lắng, thấy bạn rộng lượng nên không giữ chừng mực. Lương thiện là điều tốt, nhưng nên biết ứng dụng đúng người
đúng chỗ. Nếu cứ bỏ qua mình để lo cho kẻ khác, sẽ chẳng ai quan tâm đến cảm nhận của bạn đâu. Chịu thiệt thòi cũng là phúc, nhưng đôi khi phải biết cách thể hiện, nếu không người đời chỉ xem bạn là đứa ngờ nghệch, có thể sai xử mọi thứ. Lương thiện không phải là ngốc, đạo đức không phải là khờ. Trong lòng mỗi người đều có suy nghĩ và hướng đi riêng, nên biết cách thể hiện để giữ sự tự tôn cho bản thân và giá trị cho những phẩm chất mà mình theo đuổi. Một nhân duyên tốt. Chữ nhân duyên bao hàm rất nhiều ngẫu nhiên, nhưng để duy trì nó cần rất nhiều điều tất nhiên. Một nhân duyên tốt không phải là để lại ấn tượng đẹp trong lòng đối phương trong lần đầu gặp mặt, mà quen biết nhau lâu ngày, người ấy vẫn muốn ở bên bạn cho đến tận sau cùng. Một nhân duyên tốt không phải là thu hút đối phương bằng vẻ ngoài kiều diễm, mà khi đủ hiểu lòng nhau, người ấy vẫn cảm thấy yêu thích những tính cách mà bạn có. Một nhân duyên tốt không cần tiếc vì gặp nhau quá trễ, mà trải qua bao nhiêu thăng trầm, người ấy vẫn cảm thấy được quen biết bạn là điều thật tốt. Một nhân duyên tốt không cần đến sớm, mà là đến rồi sẽ không rời đi nữa, bởi đôi bên đều biết cách trân trọng giữ gìn. Bạn bè chân thành. Bạn trân trọng một người nhất định là đã từng cảm động vì người ấy. Khi quyết định rời xa ai đó, hẳn là có ít nhiều thất vọng. Nhìn người không thể dựa vào bề ngoài, qua lại lâu ngày mới thấy được bản chất. Chuyện tình nghĩa đừng vội vàng bình phẩm, kinh qua hoạn nạn mới thấy rõ chân tình. Ở đời, lúc rơi xuống vực mới biết ai là kẻ lăn đá lấp hang, ai là người giúp mình chống đỡ. Bạn bè chân thành là người có thể đi cùng ta từ đêm đen đến lúc mặt trời xuất hiện, là người tình nguyện che dù cho mình khi mưa bão, là người ở lại đến giây phút cuối cùng khi tất cả đã rời đi hết. Tình bạn như thế rất quý và cũng rất hiếm. Chỉ những ai sống chân thành mới có ngày gặp được. Bạn bè không bàn nhiều ít, quý ở chỗ đồng hành trong mưa nắng. Tình cảm không luận ngắn dài, quan trọng khi cần đều có thể nương tựa. Cái gọi là nghĩa nặng là nếu như bạn cần, chỉ cần tôi có thì bạn sẽ có. Cái gọi là tình sâu không phải là lúc đắc ý hứa hẹn đủ điều, mà quan trọng là vào thời khắc cần thiết có thể đưa tay ra tiếp sức. Ngày thường có thể chê bai phản bác, nhưng khi có khó khăn liền đồng cam cộng khổ mới là bạn quý. Những kẻ tình bốc dập dìu chưa chắc đã thật lòng khi cần đến, mà trước sau như một mới đáng để cậy nhờ. Một nhân duyên tốt không phụ thuộc vào thời gian. Một tình bạn đẹp đến rồi thì sẽ không rời xa nữa. Nếu có duyên, không mời cũng tự đến. Đã vô duyên thì cưỡng cầu cũng chẳng được. Kẻ không trân trọng, dù thề non hẹn biển, rồi cũng sẽ quay lưng. Người thật lòng với bạn, chẳng hứa hẹn gì, vẫn ân cần gắn bó. Vấn đề duyên phận này, cứ sống hết lòng, còn lại thuần theo tự nhiên, vẫn là tốt nhất. Nếu có được một tâm thái tùy duyên, bạn sẽ sống trọn một đời cởi mở. Nếu chứa đựng một trái tim bình an, bạn sẽ có một lối sống tự tại. Nếu trong lòng có ý niệm từ bi, bạn sẽ làm được thật nhiều việc tốt. Nếu nuôi dưỡng một tấm lòng biết ơn, bạn sẽ càng cảm thấy mình hạnh phúc. Nếu ý thức được quy luật nhân quả, những quyết định sẽ trở nên sáng suốt. Nếu biết được khi nào nên nhường nhịn, cuộc sống này sẽ càng thêm vui vẻ. Nếu gìn giữ một trái tim mộc mạc, việc gì đến cũng sẽ rất giản đơn.
Nếu rèn được một thói quen phản tỉnh, mỗi ngày qua bạn sẽ càng tỉnh thức. Tám mươi bảy, càng cố gắng càng may mắn. Hạnh phúc không phụ thuộc nhà rộng hay hẹp, mà quan trọng tiếng cười bên trong giòn giả đến đâu. Hạnh phúc cũng không phụ thuộc vào việc nghe được bao nhiêu lời ngọt ngào chúc tụng, mà quan trọng vẫn là khi đau lòng yếu đuối, có người đến bên chia sẻ vỗ về. Cái quý nhất không nằm ở khối vật chất bạn đang sở hữu, mà chính là những người đồng hành bên cạnh mình. Chúng ta hoàn toàn không thể ép người khác yêu thương mình, chỉ có thể làm cho bản thân trở thành người xứng đáng được thương yêu. Lúc nhỏ cho rằng chảy máu là việc rất kinh khủng, nên bất luận đau hay không cũng bật khóc trước tiên rồi tính tiếp. Lớn lên rồi mới hiểu, rất nhiều khi nước mắt rơi còn thấy đau hơn nhiều so với chuyện chảy máu. Thật ra trên đời này, ngoài sanh tử ra, tất cả đều là chuyện nhỏ. Bắt đầu từ hôm nay, bất luận gặp phải chuyện phiền phức gì cũng đừng dằn vặt bản thân. Dù tiếp nhận bao nhiêu điều tồi tệ cũng không nên cảm thấy bi thương, vì dù sao cũng còn có ngày mai. Hôm nay chỉ là sự chuyển tiếp. Và hãy nhớ lấy câu nói: càng cố gắng sẽ càng may mắn. Bạn sẽ vượt qua tất cả. Một nửa. Cuộc sống là những mảnh nhỏ ghép lại mà thành. Phụ nữ một nửa là thiên thần, nửa còn lại là ác quỷ. Đàn ông một nửa là quân tử, nửa còn lại là động vật. Bạn bè một nửa là phù hợp, nửa còn lại cần tôn trọng. Hôn nhân một nửa do vun đắp, nửa còn lại cần chấp nhận. Gia đình một nửa cần cho đi, nửa còn lại là nhận được. Tình cảm một nửa là qua lại, nửa còn lại cần giữ gìn. Vợ chồng một nửa cần bao dung, nửa còn lại cần chăm sóc. Con cái một nửa là thiên phú, nửa còn lại do nuôi dạy. Cha mẹ một nửa cần hiếu thuận, nửa còn lại cần gần gũi. Công việc một nửa là vận may, nửa còn lại cần cố gắng. Tiền bạc một nửa là vui vẻ, nửa còn lại là lo buồn. Cuộc sống một nửa là hồi ức, nửa còn lại cần tiếp tục. Hạnh phúc một nửa là cảm giác, nửa còn lại nhờ biết đủ. Ước mơ một nửa là can đảm, nửa còn lại là ảo tưởng. Cuộc đời một nửa cần tỉnh táo, nửa còn lại cần một chút ngớ ngẩn. Đâu cần phải chấp nhất thị phi. Bị người hiểu lầm mà không phân trần là rộng lượng. Sự việc thật giả, thời gian sẽ cho câu trả lời tốt nhất. Bị người tổn thương mà không oán trách là lương thiện. Tình đời thay đổi nóng lạnh, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Bị người vu khống mà không buồn giận là có tu dưỡng. Phẩm chất tốt xấu, thời gian sẽ soi sáng tỏ tường. Ở đời, nhiều khi hơn nhau không phải do bạn nhìn thấu bao nhiêu chuyện, mà quan trọng ở chỗ bạn biết xem nhẹ những việc gì. Tấm lòng rộng hay hẹp không phụ thuộc việc quen biết người nhiều hay ít, mà có thể bao dung được những ai. Người chấp nhận thiệt thòi không có nghĩa là thua thiệt, sớm muộn gì cũng sẽ có sự bù đắp xứng đáng. Người nhường nhịn không hề mất mát gì ngoài sự tự tôn, họ còn có được lòng người, vì thế càng trở nên tôn quý. Mở lòng để tha thứ. Cuộc sống ắt sẽ có những chuyện không như ý, sẽ phải gặp những kẻ không thuận lòng. Nếu không thể xem nhẹ và bỏ qua, bạn sẽ sống trong phiền phức và mỏi mệt. Giữa người với người, do kiến thức khác nhau, quan niệm khác nhau,
sự tu dưỡng khác nhau nên cách nhìn nhận và xử lý vấn đề không giống nhau. Vì thế, đôi khi có sự đụng chạm, xung đột hay mâu thuẫn với nhau cũng là chuyện bình thường. Những lúc như thế, tha thứ trở thành phong độ, thành một cách tu dưỡng, là một cây dù có thể bảo vệ, giúp bạn bước về phía trước trong mưa gió bão bùng. Tha thứ cho người khác đôi khi cần một chút hy sinh, một tấm lòng rộng lượng hay một chút thiệt thòi. Đó hoàn toàn không phải nhu nhược hay yếu đuối, mà để con đường bạn đi rộng rãi và thoáng đãng hơn. Cuộc sống cũng giống như bầu trời, không thể lúc nào cũng trong lành để bạn vui thích, mà đôi khi sẽ u ám khiến bạn phiền muộn. Cuộc sống cũng không thể tặng mãi cho bạn những điều may mắn và hạnh phúc. Có lúc nó sẽ bắt bạn nếm đủ những cay đắng ngọt bùi. Vì thế, hãy mở lòng mình ra, tập nếp sống thứ tha, bước qua những người và việc khiến bản thân phiền muộn. Bạn sẽ thấy mình đang đứng ở trên cao và nhìn ra xa tận cuối chân trời. Vướng bận của lòng tham. Con người thông thường vì quá xem trọng dục vọng của mình mới phải quan tâm thái quá đến phản ứng của kẻ khác. Khi mong cầu không được toại nguyện, liền cảm thấy bi thương. Người có lòng tham càng lớn sẽ càng trở nên yếu đuối. Kẻ chú ý đến lợi ích của mình bao nhiêu sẽ có nhiều toan tính bấy nhiêu. Muốn đạt được càng nhiều sẽ thấy mất mát càng lớn. Bao nhiêu tổn thương cũng từ tham dục mà ra. Nếu lòng tham của chúng ta nhỏ lại, người khác sẽ không thể đoán định được và lợi dụng nó để phục vụ cho mục tiêu của họ. Nếu dẹp bỏ được lòng tham, những phiền não không có chỗ bám víu sẽ phải tự rời đi, và chúng ta sẽ được tự tại. Buồn vui vừa đủ. Khi được người khác tâng bốc, vui vẻ một chút là đủ, chớ vội cho đó là sự thật. Vì phần lớn tâng bốc là để lấy lòng, đừng để những lời ngon ngọt đó đánh lừa. Khi bị người khác phê bình, buồn bã một chút thì được, đừng bao giờ bày tỏ sự giận dữ. Vì ít nhiều trong đó cũng có điều mình thất thốn, sửa đổi bản thân mới là việc cần. Nếu cuộc đời thật sự khổ đau, bạn sẽ không còn thời gian để than thở. Nếu cuộc sống quá lam lũ, bạn lấy đâu ra sức để trách hờn? Vì tất cả vẫn chưa đến mức cùng cực, bạn mới còn tâm trạng để khóc than kể lể. Bất kể ở đâu hay lúc nào, hãy nhớ rằng mình sống là cho bản thân. Vì vậy, làm việc gì chỉ cần không thẹn với lòng, tròn vẹn bổn phận cá nhân là được. Số mệnh từ nội tâm sanh. Khi chọn lựa con đường cũng chính là lúc bạn quyết định vận mệnh của mình. Đừng quá bận lòng về quá khứ, hãy sống trọn vẹn với hiện tại và hướng tầm nhìn về tương lai. Ngày mai chắc chắn sẽ trở nên tươi đẹp. Nhân quả xoay vần. Than phiền người khác bằng tra tấn chính mình. Ganh tị người khác bằng xem thường bản thân. Hâm mộ người khác bằng lãng phí chính mình. Oán hận người khác bằng bực bội chính mình. Dối gạt người khác bằng lừa phỉnh chính mình. Thất tính người khác bằng hủy hoại chính mình. Vướng bận người khác bằng phiền muộn chính mình. Trở ngại người khác bằng hãm hại chính mình. Từ bi với người bằng mình được vui vẻ. Tôn trọng người khác bằng mình được yêu quý. Khoan dung người khác bằng cởi mở lòng mình. Giúp đỡ người khác bằng làm mình thiện lương. Ai hay trong một tách trà, có hồ sen ngát mượt mà dâng hương. Ai hay trong gió ngàn phương, đã mang hơi thở trùng dương xanh ngời. Tay em cầm mảnh giấy rời, nhìn sâu chiếc lá trên đồi nằm im.
Ai hay trong một cánh chim chở theo nỗi nhớ trái tim xa nhà. Hữu thân giữa chốn ta bà là vương bóng dáng hằng xa luân hồi. Ngửa bàn tay dưới mặt trời, lặng nhìn hồi ngộ bao đời xa xôi. Nên người nào có xa tôi và thế giới chẳng rời xa nhau. Khi người mang vết thương sâu, hồn tôi lân mẫn nguyện đau vì người. Khi người nở một nụ cười, bàn chân tôi bước thảnh thơi nhịp cùng. Ai hay một trái tim nồng mở ra ôm được muôn lòng thế gian. Một người tính khí nóng nảy, miệng mồm độc địa, dù tâm địa tốt đến đâu cũng sẽ khiến người khác e ngại mà lánh xa. Nên dù có đủ lý lẽ cũng nên nhẹ nhàng một chút. Lý cần thẳng nhưng khí nên hòa. Một lần tha thứ là một lần tạo phúc. Lòng càng rộng thì phúc sẽ càng lớn. Khi muốn phê bình người khác, trước nên xét lại mình đã hoàn thiện hay còn lỗi lầm nào không, rồi hãy nói. Gặp việc, nói nhiều không bằng nói ít, nói ít không bằng nói đúng lúc. Đừng quá khắt khe với người lầm lỡ, nhưng hãy tránh xa những kẻ không chịu chấp nhận và sửa đổi sai lầm. Nên nhớ, nhường nhịn lần thứ nhất là độ lượng, lần hai là bao dung, nhưng lần thứ ba sẽ biến thành nhu nhược. Đừng ngại việc nhiều, chỉ e nhiều chuyện. Bận rộn sẽ tránh được thị phi, còn quá rảnh rỗi sẽ không có niềm vui ý nghĩa. Không sợ bị người đâm sau lưng, chỉ lo khi quay đầu lại nhìn thấy kẻ mình từng đối xử bằng cả tấm chân tình. Không ngại trải lòng với bè bạn, chỉ e vừa quay lưng đi liền bị biến thành chuyện cười trong cuộc hàn huyên của kẻ khác. Bạn cho rằng hành vi cao nhất của giao tiếp là gì? Chính là đối với người dù gần gũi, thân thiết nhất, vẫn giữ thái độ tôn trọng và kiên nhẫn. Biết cách hóa giải muộn phiền là trí tuệ. Có thể chia sẻ thương yêu chính là hạnh phúc. Chỉ cần nhớ rằng sáng nhất là mặt trời, có ơn lớn nhất là cha mẹ. Quân tử thì rộng lượng, tiểu nhân thường hay tính toán, bạn sẽ có cách ứng xử phù hợp trong cuộc đời. Chiếc bẫy thời gian. Người không có thời gian dành cho người thân, sớm muộn gì cũng phải dành thời gian cho sự cô độc. Người không có thời gian để nghỉ ngơi, sớm muộn gì cũng phải dành thời gian cho bệnh tật. Người không có thời gian vận động, sớm muộn gì cũng phải dành thời gian để giảm cân. Thời gian đối với mọi người đều công bằng. Nếu mình lạm dụng lúc này, sẽ phải bù đắp vào lúc khác. Cuộc đời như một ván cờ, và đối thủ của bạn chính là thời gian. Trận đấu quyết liệt nhất đôi khi được tính bằng phút giây. Có những quyết định hay lời nói chỉ trong khoảnh khắc, nhưng có khi dùng tất cả thời gian còn lại cũng không thể bù đắp. Giống như người đang hấp hối, có dùng cả gia tài cũng không thể đổi lại dù chỉ một hơi thở. Vì thế, khi khỏe mạnh, lúc còn thời gian, nên cố gắng làm những điều có ích và cần thiết. Đừng để mất đi rồi mới hối tiếc trong muộn màng. Những câu nói trí tuệ. Đừng chờ đợi người khác giúp đỡ bạn về mặt kinh tế, vì tiền bạc đối với ai cũng là không đủ dùng. Nên học cách cho đi. Bạn bè giúp đỡ nhau là việc tốt, là đạo nghĩa. Nếu họ không giúp cũng là chuyện bình thường. Không nên có tâm oán giận vì chẳng ai nợ bạn cả. Hãy luyện cho mình một tinh thần độc lập, kiên cường, lạc quan và hạnh phúc. Vì rốt cuộc cũng chỉ có chính mình mới liên quan trực tiếp tới chuyện sống chết của bản thân.
phải học lấy tính kiên cường. Đừng bao giờ nhìn sự giàu nghèo mà kết bạn. Dù người ta có tiền vạn bạc tỷ cũng chẳng liên quan gì đến bạn. Đừng biến mình thành đầy tớ của kẻ khác. Trên đời có những người dù chỉ có một cái bánh cũng có thể vì bạn mà bẻ làm đôi. Phải học cách nhìn người. Bạn có thể tin tưởng trên đời này vẫn có loại tình yêu trung trinh tiết liệt, nhưng nó chỉ thuộc về Ngưu Lang Chức Nữ, Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đại hay Romeo và Juliet, bởi họ đều chết rất sớm. Còn chúng ta lại sống lâu hơn, nên biết cách giữ gìn. Đừng quá cố chấp vào bất kỳ chuyện gì. Thế giới này không phải dành riêng cho bạn. Địa cầu này chẳng phải chỉ vì một mình bạn mà quay. Vì thế đừng cố bám víu vào những cái đang có. Chúng ta quá lắm cũng chỉ là những lữ khách hồng trần, sanh ra không mang gì đến, chết đi cũng chẳng mang được gì theo đâu. Nên học cách buông xả. Một vài cảm ngộ. Tiền tài là để tiêu xài, đủ chi dùng là phước đức. Bằng quá nhiều sẽ biến thành mối lo lắng bất an. Nhà cửa là để trú ngụ, đừng biến thành gánh nặng trong đời. Bất luận lớn hay nhỏ, người ở trong đó thấy vui là được. Nhà ở đâu không quan trọng, có hoa thơm cỏ dại chính là vị trí tốt nhất. Xe cộ là phương tiện đi lại, đừng biến thành công cụ để khoe khoang. Lái xe gì không quan trọng, miễn đi bình an, về vui vẻ là được. Danh thế là kết quả của sự phấn đấu rèn luyện, không phải đặc quyền. Có danh thế vừa phải chính là phúc phận, bởi danh quá cao, thế quá mạnh thì cũng khó lòng được yên. Ăn uống vốn để nuôi dưỡng con người cũng là một dạng thuốc thang, không nên quá hoang phí. Ăn uống vừa đủ thì bổ dưỡng, bằng quá độ sẽ tổn hại cơ thể của chính mình. Con người sống một đời rốt cuộc nhận ra được những gì? Cuộc sống không nhất thiết phải quá sung túc giàu sang, mà chỉ cần mỗi ngày trôi qua đều có ý nghĩa. Hạnh phúc không đến từ sự so bì với người khác, mà dùng tâm từ từ cảm nhận. Niềm vui vững bền không đến từ bên ngoài, mà xuất phát từ nội tâm của mỗi người. Khổ khờ. Con người rất đơn giản mà cũng rất đáng sợ. Một tấm lòng lương thiện có thể bao dung hết mọi việc. Một trái tim độc ác có thể hãm hại vô số người. Làm người quá tinh quái thì kẻ khác lánh xa. Làm việc quá khắt khe dễ khiến người oán thán. Gặp chuyện gì cũng quyết đấu đến cùng, có chút lợi thế thì cố tranh cho bằng hết. Cuối cùng cái mất đi là lòng người, và bản thân cũng trở nên hèn hạ. Cho nên khi đối diện với tiền tài lợi ích, nên khụ khờ một chút để không mất hòa khí. Gặp chuyện tính toán nghĩa ân, biết khụ khờ một chút sẽ không thẹn với lòng. Lúc tranh danh đoạt lợi, hãy khụ khờ một chút để không mệt đầu óc. Nhận tin đồn thất thiệt, cần khụ khờ một chút để không nhập lỗ tai. Con người không ai là hoàn mỹ, mỗi cá nhân có một phong cách khác nhau. Mặc dù có kẻ ngưỡng mộ, có người đố kỵ hay ai đó không cam lòng, nhưng trong sâu thẳm mỗi người đều hy vọng mình không vướng vào những thị phi giành giật. Người thật sự có trí sẽ không sống quá khôn ranh, suốt ngày mưu toan các kiểu